Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 736, Vạn Thư Sơn, ra trồng cây chuối cho các ngươi xem nhé. Bạch Tôn Giả. Các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Ngọn Vạn Thư Sơn này vậy mà lại là vật sống sao? Bây giờ phải trả lời nó thế nào đây? Sau khi suy tư một lát, Hòa Thượng Tây bỗng vẫy tay hét lớn. Này, Đại Sơn Tiên Sinh, xin chào nhé. Tống Thư Hàng. Ha ha ha, Đại Hòa Thượng ngươi có thể gọi ta là Thư Sơn Đại Gia. Đúng rồi, mới nãy sao ta lại đột nhiên tỉnh dậy thế nhỉ? Vạn Thư Sơn lại thò ra hai cánh tay thon dài, lẩm bẩm nói. Chân có, tay cũng có, bây giờ chỉ thiếu gương mặt nữa là nó đầy đủ hết rồi. Tống Thư Hàng cảm giác khóe mắt mình đang không ngừng co giật. Đây là, một ngọn núi lớn thành tinh sao? Tô Thị A Thập Lục thoát khỏi trạng thái minh tưởng. Không giống như núi thành tinh, nhìn nó giống một con rối hơn. À, có khi nào là pháp bảo không nhỉ? Pháp bảo hình một ngọn núi lớn ư? Bản thân Tô Thị A Thập Lục cũng không cách nào xác định được nó có phải là pháp bảo hay không nữa, vì thể tích của nó lớn quá. Nếu không thể thu nhỏ lại, vậy phải là cự nhân to cỡ nào mới có thể sử dụng loại pháp bảo này đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 ngớ người nhìn ngọn Vạn Thư Sơn sống lại kia. Cái quái gì thế này, bọn họ chỉ đến quay mấy cảnh phim thôi mà, làm sao lại khiến cả một ngọn núi bỏ dậy luôn thế này? Nè, hình như mọi người rất kinh ngạc khi nhìn thấy bản đại gia nhỉ. Vạn Thư Sơn cười to nói. Các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 tiếp tục ngớ người. Ê, các ngươi nói chuyện đi chứ. Nãy giờ không nói gì hết làm bầu không khí lúng túng quá à, như vậy ta sẽ cảm thấy ngại lắm đó. Hay là giờ ra trồng cây chuối cho các ngươi xem để khuấy động bầu không khí lên nhé. Vạn Thư Sơn nhanh miệng nói. Tống Thư Hàng. Đừng có nói với hắn. Vạn Thư Sơn điên đảo chính là chỉ vị Vạn Thư đại gia này tự mình trình diễn màn trông cây chuối cho người ta xem đấy nhé. Ngay lúc Thư Hàng nghĩ như vậy, Vạn Thư Sơn đã chậm rãi chống hai cánh tay thon dài xuống đất, sau đó hai cái chân to của nó bắt đầu dùng sức giơ lên. Ôi chào ơi, nó muốn chơi trò trồng cây chuối thật kìa. Sao nó không nhìn lại dáng người mình đi chứ? Tránh ra, tất cả mọi người lui xa ra, càng xa càng tốt. Bắc Hà Tán Nhân hét lớn. Lệ Chi tiên tử bổ sung thêm. Mang theo người bình thường cùng với các thiết bị quay phim lui xa ra, đừng để mọi người bị thương. Nhớ tắt máy quay nữa đó. Các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 rối rít thi triển độn thuật, mang theo người bình thường đang bị hôn mê cùng với các thiết bị quay phim, trốn khỏi cái bóng của Vạn Thư Sơn. Tống Thư Hàng cùng với A Thập Lục cũng khiêng Thổ Ba và Dương Đức lên, nhanh chân chạy ra thật xa. Lúc này, Vạn Thư Sơn chống hai cánh tay xuống mặt đất. Chân to đang giơ lên, tuy khá chậm nhưng có vẻ rất kiên quyết. Tên to xác này vẫn quyết tâm muốn biểu diễn màn trồng cây chuối cho mọi người xem. Tống Thư Hàng cảm thấy đau gan quá, bởi vì trái ngược với hai cái chân thô to, Vạn Thư Sơn có hai cánh tay nhỏ bé đến đáng thương. Cánh tay nhỏ thế này có thể đỡ được thân thể cao lớn của nó sao? Cứ có cảm giác nó sẽ gãy đôi mất. Cũng may là ngọn núi này tồn tại trên địa bàn của tu sĩ. Nếu nó ở gần thôn làng nào đó, đột nhiên đứng dậy biểu diễn trò trồng cây chuối cho mọi người xem thế này. Đúng là thiên tai núi sụp đất nứt rồi. Chờ một chút, nếu như nói núi to chơi trồng cây chuối chính là thiên tai núi sụp đất nứt, vậy một khi nó chống không nổi ngã cành ra đấy, núi lửa phun trào thì gọi là gì nhỉ? Ui, giờ mà ta còn suy nghĩ linh tinh gì vậy chứ? Tống Thư Hàng lắc đầu nguầy nguậy. Sau khi khiêng Thổ Ba chạy ra thật xa, Tống Thư Hàng cùng với Tô Thị A Thập Lục lại quay đầu nhìn Vạn Thư Sơn. Lúc này, không ngờ cánh tay nhỏ bé của Vạn Thư Sơn lại có thể đỡ nổi thân thể cao lớn của nó. Vạn Thư Sơn to lớn hơi nghiêng mình một chút, đỉnh núi chúc xuống, chân núi chậm rãi vểnh lên. Một lát sau, hai cái chân thô to của nó cũng từ từ giơ lên. Cảnh tượng thật hãi hùng. Cho dù là bộ phim kinh dị đáng sợ nhất trên thế giới cũng không kinh khủng như cảnh này. Nhảy ban gì thì có gì mà kích thích chứ, có giỏi thì đứng dưới cái bóng của Vạn Thư Sơn. Xem nó biểu diễn trồng cây chuối này. Thằng nào không chạy thì thằng đó chính là đàn ông đích thực. Nhìn thấy chưa hả, tuy thân thể của bản đại gia rất khổng lồ nhưng da linh hoạt lắm đấy nhé. Trước kia, bản đại gia còn có thể trồng cây chuối bằng một tay nữa kìa. Tiếc là bây giờ mập quá, không chơi được kỹ thuật hồi đó nữa. Tuổi tác càng ngày càng lớn, cộng thêm chuyện ngồi bất động nhiều năm nên mới dễ mập thế này.
Vạn Thư Sơn đắc ý vênh váo nói. Lúc nó đang nói chuyện, đột nhiên, một loạt tiếng, rắc rắc rắc, thật lớn vang lên. Các tu sĩ trong nhóm Cửu Châu số một lập tức nhìn về chỗ cánh tay của Vạn Thư Sơn. Quả nhiên, rốt cuộc hai cánh tay gầy yếu của nó cũng không chịu nổi, rất nhiều chỗ trên cánh tay đã vỡ vụn ra. Ta thấy, hay là ngươi mau dừng lại đi, cánh tay của ngươi sắp hãy rồi kìa. Lệ Chi tiên tử khuyên nhủ. Người đẹp đừng có sợ, cánh tay ta đã được tôi luyện trăm ngàn lần, không dễ gãy như vậy đâu. Hơn nữa, đang ở trước mặt nhiều người đẹp thế này, sao ta có thể tỏ ra yếu ớt như vậy được chứ? Trò trồng cây chuối này chính là trò ruột của bản đại gia đấy. Thư Sơn đại gia cười to, dương dương đắc ý nói. Mặc dù nó không có khuôn mặt nhưng thông qua giọng điệu của nó, mọi người vẫn có thể nhận ra nó đang đắc ý. Tuy nhiên, chỉ 2-3 giây sau, ầm ầm ầm, cuối cùng thì hai cánh tay gầy yếu của Vạn Thư Sơn cũng không chống đỡ được nữa, gãy luôn rồi. Vạn Thư Sơn trước còn đắc ý vênh váo, giờ lại sắp phải đổ sầm xuống đát. Không tốt, ta sắp ngã rồi, sắp ngã rồi. Vạn Thư Sơn cả kinh kêu lên. Nói thế nào thì Vạn Thư Sơn cũng là một ngọn núi cao 600-700 thước, so với nó, nhân loại chỉ nhỏ như con kiến. Nếu nó ngã xuống, thân thể khổng lồ va đập với mặt đất, sẽ rất dễ dẫn tới một trận động đất khủng khiếp. Dược Hoàn, nơi này cách Bạch Vân Thư Viện rất gần, Bạch Vân Thư Viện sẽ bị ảnh hưởng đến mất. Tống Thư Hàng nói, các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 có thể ngăn lại thế ngã của Vạn Thư Sơn sao? Đúng lúc này, thân ảnh Bạch Tôn Giả đang ở không hư không bỗng lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện bên dưới Vạn Thư Sơn. Sau đó Bạch tiền bối giơ tay lên, bày ra thế muốn đỡ lấy Vạn Thư Sơn khổng lồ. Chẳng lẽ Bạch tiền bối muốn dùng tay không đỡ Vạn Thư Sơn sao? Mặc dù hắn là tôn giả thất phẩm nhưng hắn có đỡ nổi không đấy? Tống Thư Hàng trợn to hai mắt. Tô Thị A Thập Lục đứng bên cạnh cơ trí lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay lại. Lúc này, Vạn Thư Sơn đang trong thế ngã xuống cũng nhìn thấy được Bạch tôn giả ở phía dưới. Sau đó, nó hoảng sợ la lên. Đại mỹ nhân, mau tránh ra đi, bản đại gia không ngừng lại được, ngã xuống sẽ đè bẹp ngươi đó. Chạy mau đi, ta không muốn phá hủy một bông hoa xinh đẹp như ngươi đâu. Tống Thư Hàng ở phía xa. Chẳng lẽ ngọn Vạn Thư Sơn này là do Tam Lãng tiền bối ngụy trang thành? Hoặc là đồng quái tiền bối dịch dung ra? Bạch tôn giả. Sau đó, Bạch tôn giả ra tay. Trước đó hắn giơ tay lên vốn là để chuẩn bị dùng phương pháp nhu hòa đỡ lấy Vạn Thư Sơn. Nhưng mà bây giờ, Bạch tôn giả quyết định đổi trưởng thành quyền. Hây! Hắn quát lên một tiếng, tay phải đánh về phía Vạn Thư Sơn. Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, âm hưởng còn nặng nề hơn tiếng sấm gấp mấy lần. Một quyền này đánh trúng vào thân xác to lớn đang ngã xuống của Vạn Thư Sơn, vô số đất đá rớt xuống rào rào. Nhờ một quyền này mà thế ngã của Vạn Thư Sơn đã ngừng lại trong chốc lát. Tống Thư Hàng không tự chủ được hít sâu một hơi, trong lòng lại có cái nhìn mới về chỉ số chiến lực của Bạch Tôn Giả. Chiến lực cỡ này quá kinh khủng, ngay cả hai chữ, bùng nổ cũng không đủ để hình dung về nó. Trong hư không, thừa dịp Vạn Thư Sơn ngừng lại trong một chốc ấy, Bạch Tôn Giả hít sâu một hơi. Sau đó, hây 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 hây, ha, nắm đấm không ngừng tung ra, bằng nhãn lực bây giờ của Tống Thư Hàng, hoàn toàn không nhìn ra Bạch Tôn Giả đánh ra bao nhiêu quyền. Hắn chỉ thấy quyền ảnh đầy trời, không ngừng đánh về phía ngọn Vạn Thư Sơn không lồ kia. Hàng loạt tiếng, ầm ầm, nối tiếp vang lên. Vạn Thư Sơn giống như một cái bao cát đáng thương. Đất đá trên người không ngừng bể ra rơi đầy đất. Thân xác khổng lồ của nó bị cưỡng ép dừng lại, không tiếp tục ngã xuống nữa, nhìn qua giống như đang trong trạng thái. Nổi giữa không trung, vậy. Hình ảnh này giống như một tên nhân loại mập mạp vô tình trượt chân, ngay lúc sắp ngã xuống đất thì đột nhiên có một con kiến nhỏ vào tới, tung ra một quyền, đánh cho nhân loại mập mạp sắp ngã xuống kia dừng ngay lại. Tiếp đó, con kiến nhỏ liên tục tung quyền. Vị mập mạp kia bị đánh đến mức rơi vào trạng thái lơ lửng không trung. Đúng vậy, Vạn Thư Sơn đang lơ lửng giữa không trung. Ngay lúc này, các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 như Lệ Chi tiên tử, Giao Bá chân quân, Bắc Hà tán nhân, Cổ Hồ Quan chân quân lập tức ra tay, thi triển thần thông. Có tiền bối hóa thân thành giao long cực lớn, có người lại sử dụng pháp bảo che kín cả đất trời, tất cả đều nhắm vào Vạn Thư Sơn đang trong trạng thái nổi giữa không trung. Đương nhiên không phải do các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 muốn đánh hội đồng Vạn Thư Sơn,
mà bọn họ chỉ là nhân cơ hội này, ổn định lại thân hình của Vạn Thư Sơn. Làm thế sẽ giúp cho nó có thể đứng ngay ngắn lại, tránh bị ngã nhào xuống đất, dẫn tới một trận động đất đáng sợ. Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, Vạn Thư Sơn đã thuận lợi đáp xuống. Nhưng một Vạn Thư Sơn tinh thần sung mãn trước đó, lúc này lại giống như một con cá thiếu nước, ngòi ngóp sắp chết, ngồi co ro mặt đất run rẩy không ngừng. Không biết nó có bị ám ảnh không nhỉ? Thật đáng sợ. Tống Thư Hàng nhìn Bạch Tôn giả bộc phát thần uy ở phía xa. Tôn giả thất phẩm đều lợi hại như vậy sao? Không cần pháp thuật, không mượn pháp khí, chỉ bằng nắm đấm của mình, ầm ầm ầm, đánh cho Vạn Thư Sơn vô cùng to lớn rơi trạng thái nổi giữa không trung. Chỉ dùng quả đấm đã có thể làm được chuyện rời non lấp biển. Tôn giả, đây chính là thực lực cấp bậc tôn giả. Một ngày nào đó trong tương lai, hắn cũng có thể đạt tới trình độ này sao? Bạch Tôn giả đạp không đứng trước mặt Vạn Thư Sơn, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm số của Hằng Hỏa Chân Quân. Không bao lâu đã có người nhận điện thoại. Bạch Tôn giả còn chưa lên tiếng nói chuyện, bên trong đã truyền ra giọng nói đầy lo lắng của Hằng Hỏa Chân Quân. Bạch đạo hữu, mới vừa rồi ta cảm ứng được chỗ các ngươi đang quay phim xuất hiện linh lực dao động rất lớn cũng với âm thanh đinh tai nhức óc. Là tà ma thế giới Cửu U tấn công à? Không phải, tà ma Cửu U vẫn chưa đến. Bạch Tôn giả nhẹ giọng nói. Mới nảy Vạn Thư Sơn chỗ các ngươi tỉnh lại đấy. Hở? Hằng Hỏa Chân Quân ngẩn người. Vạn Thư Sơn chính là ngọn núi mà chúng ta đến quay phim ấy, nó mọc ra tay với chân, còn biết chơi trồng cây chuối nữa. Bây giờ tay nó gãy rồi, thân thể, à, hình như cũng bị thương không nhẹ đâu. Hằng Hỏa Chân Quân sửng sốt hồi lâu. Ngươi nói Vạn Thư Sơn mọc ra tay với chân hả? Vạn Thư Sơn sống dậy ư? Chương 737, Vạn Thư Sơn áp lực đại. Hằng Hỏa Chân Quân ngu người, hắn cũng không biết Vạn Thư Sơn nhà mình ấy thế mà lại có tay có chân, còn biết chơi trồng cây chuối ư. Bạch Tôn giả nghe ra vẻ kinh ngạc trong giọng nói của Hằng Hỏa Chân Quân, nghi hoặc hỏi lại. Hằng Hỏa đạo hữu, lẽ nào ngay cả ngươi cũng không biết, Vạn Thư Sơn, là vật sống à? Hằng Hỏa Chân Quân cười khổ nói. Nếu ta biết thì sao có thể không nhắc nhở Bạch đạo hữu và mọi người à? Cũng đúng. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Tóm lại giờ ngươi mau tới đây đi. Hiện tại tâm tình, Vạn Thư Sơn, nhà các ngươi đang rất suy sụp, ta nghĩ nó sẽ cần ngươi an ủi. Và lại trên người nó có rất nhiều nơi thân núi bị sạt lở, trụi lủi chọc lóc, hẳn là cần tu bổ một ít đấy. Vạn Thư Sơn lúc này đâu chỉ là tâm trạng suy sụp, hiện tại thân thể nó đang co giật từng hồi, bóng ma trong lòng lớn như vậy. Nó cảm thấy có lẽ sau này bản thân sẽ không bao giờ thích chơi trồng cây chuối nữa. Thêm nữa là đôi cánh tay của nó đều bị gãy rồi, cũng không biết có thể sửa lại hay không đây. Ta lập tức tới ngay. Hằng Hỏa Chân Quân cúp điện thoại, nhanh chóng bay đến chỗ Vạn Thư Sơn. Bắc Hà Tán Nhân nhìn về phía Vạn Thư Sơn đang yếu đuối rên rỉ, hỏi. Lại nói, chúng ta tiếp tục quay phim thế nào đây? Nay Vạn Thư Sơn mang vết thương chằng chịt. Bọn họ quay được một nửa phân cảnh rồi, chẳng lẽ phải tìm một đỉnh núi khác quay lại sao? Bạch Tôn giả đáp, nghĩ cách chỉnh nó lại chút đi hoặc là chúng ta quay các phân cảnh trong phạm vi nhỏ thôi, đừng dùng ống kính rộng. Chẳng hạn như, vị trí sau lưng của Vạn Thư Sơn bị tổn thương không lớn, chúng ta có thể tiếp tục quay xong phân cảnh ở nơi đó. Cũng đành vậy thôi, Bắc Hà Tán Nhân nói. Các tiền bối, nhóm Cửu Châu số 1, thu xếp xong xuôi cho các thành viên đang hôn mê của đoàn làm phim gia cốp. Lại phân loại sắp xếp thỏa đáng máy quay và các loại đạo cụ. Lúc này, Tống Thư Hàng buông thổ ba xuống, sau khi suy nghĩ một lúc thì đứng dậy đi tới chỗ Vạn Thư Sơn. Khi hắn tới gần, Vạn Thư Sơn, ngọn núi lớn này ngõ ngoại một cái, phát ra âm thanh nặng nề. Tiểu tử kia, người tìm ta có việc à? Sau khi Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút thì nói. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Hiện tại tâm tình của bản đại gia tệ lắm, chưa chắc sẽ trả lời vấn đề của ngươi đâu nhé. Vạn Thư Sơn nói. Tống Thư Hàng cười ha ha, hỏi. Trước kia ngươi thường chơi trồng cây chuối lắm à? Vạn Thư Sơn điên đảo có nghĩa là do ngươi trồng cây chuối sao? Ha 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 ha, vấn đề này ngươi hỏi hay lắm. Trước đây ta là tay thiện nghệ trong trò trồng cây chuối đó, Vạn Thư Sơn điên đảo, cái tên này nghe rất tuyệt. Về sau các ngươi cứ gọi ta là đại gia Vạn Thư Sơn điên đảo đi. Vạn Thư Sơn cười ha ha. Tống Thư Hàng. Vậy ngươi có biết, Đầm Thánh Tịch, ở nơi nào không?
Nếu như Vạn Thư Sơn này có ý thức, vậy vấn đề liên quan tới đầm thánh tịch có thể trực tiếp hỏi nó. Vạn Thư Sơn hồi tưởng lại chốc lát, sau đó đáp. Đầm thánh tịch à, ta chưa từng nghe qua bao giờ. Tống Thư Hàng thở dài, cái tên Vạn Thư Sơn kỳ quái này quả nhiên không đáng tin. Mình vẫn quá ngây thơ khi hy vọng có được đáp án từ trong miệng nó mà. Thư Hàng đạo hữu, cái đầm gì đó mà ngươi đang tìm có ích lợi gì vậy? Lệ Chi tiên tử tò mò hỏi. Tống Thư Hàng trả lời. Ta từng nghe câu, Vạn Thư Sơn điên đảo, đầm thánh tịch. Từ miệng một vị tiền bối. Về phần đầm thánh tịch kia là cái gì hoặc bên trong có thứ gì thì ta cũng không biết nữa. Nhưng hẳn là có đồ tốt chăng? Hoặc là nước trong hồ có tác dụng thần kỳ gì đó chẳng hạn. Là kho báu sao? Mắt Bạch Tôn giả lập tức sáng lên. Ta cũng không biết. Tống Thư Hàng không dám khẳng định, hắn không cách nào đoán ra cái gì từ một câu nói không đầu không đuôi của thư sinh Thủy Tinh lúc đó. Có điều, Vạn Thư Sơn điên đảo hẳn là chỉ cái tên, Vạn Thư Sơn, này trồng cây chuối nhỉ. Diệt Phượng công tử cầm theo thùng rượu chứa, bãi đậu đậu, đi qua, hắn đẩy kính mắt, thử đoán. Vạn Thư Sơn điên đảo, rõ ràng chính là tên Vạn Thư Sơn biết trồng cây chuối này. Vậy có phải là đầm thánh tịch sẽ xuất hiện không sau khi, Vạn Thư Sơn, trồng chuối xong không? Có lý lắm. Bạch Tôn giả xoay người lại nói với Vạn Thư Sơn. Vạn Thư Sơn, trước kia ngươi chơi trồng chuối xong có xảy ra chuyện kỳ quái gì không? Xin gọi ta là đại gia Vạn Thư Sơn điên đảo. Trước kia ta cũng chơi trồng chuối rất nhiều lần nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Vạn Thư Sơn nói. Bắc Hà Tán Nhân nói. Ta cảm thấy, lấy tính cách của cái tên Vạn Thư Sơn này, dù là năm đó xảy ra chuyện kỳ quái gì, thì cũng sẽ bị nó xem nhẹ thôi. Diệt Phượng công tử tiếp tục đẩy kính mắt, ánh sáng trí tuệ không ngừng chiết xạ trên tròng kính. Cho nên, ta cảm thấy chỉ cần khiến nó trồng cây chuối, một lần nữa thì chẳng phải chân tướng sẽ rõ ràng sao. Bạch Tôn giả đồng ý nói. Có lý lắm. Nói xong, Bạch Tôn giả xoay đầu lại nói với Vạn Thư Sơn. Vạn Thư Sơn, ngươi trồng cây chuối lại một lần thử xem. Giờ ra ghét nhất là trồng chuối đấy. Vạn Thư Sơn lên tiếng từ chối. Hơn nữa, hiện tại ngay cả cánh tay của gia đều bị gãy rồi, làm sao mà trồng chuối đây? Nó nói có lý đấy, không có cánh tay thì nó sẽ không thể nào chơi trồng chuối được nữa. Diệt Phượng công tử cười ha ha. Nhưng mà, trước đây lúc ta bắt được con mồi, trước khi giết chết chúng nó ta cũng thích dùng móng vuốt khều chúng nó, khiến chúng nó tạo đủ loại dáng. Tự chúng nó không tạo dáng được, ta có thể dùng móng vuốt giúp chúng nó làm vì vậy nếu tự Vạn Thư Sơn không thể trồng chuối chúng ta tới đó giúp nó trồng chuối đi. Bắc Hà Tán Nhân khen ngợi. Diệt Phượng đạo hữu nói rất có đạo lý. Tuy rằng thể tích của Vạn Thư Sơn hơi lớn nhưng nếu đạo hữu nhóm cửu châu số 1, đồng tâm hiệp lực thì làm nó trồng chuối cũng không khó khăn gì. Diệt Phượng công tử bổ sung. Muốn treo ngược nó, ta đề nghị trước tiên tăng thêm các loại trận pháp như lơ lửng, làm nhẹ thân thể, hệ gió vào trên người nó, khiến trọng lượng của nó giảm bớt. Đáng tiếc Lưu Huỳnh tiên tử không có ở đây, bằng không lấy pháp thuật của cô ấy làm chủ thì có thể dễ dàng làm Vạn Thư Sơn bay lên ngay lập tức. Có thể lợi dụng nguyên lý đòn bẩy nạy nó lên thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Bắc Hà Tán Nhân nói. Bạch Tôn giả khoát tay nói. Không cần phiền phức như vậy, giao bá đạo hữu, cổ hồ quan đạo hữu với Lạc Trần đạo hữu giúp ta một tay. Chúng ta trực tiếp nâng nó lên. Được. Không thành vấn đề. Nghe chỉ thị của Bạch tiền bối. Ba vị chân quân hồi đáp. Lúc này, Tống Thư Hàng nêu ra câu hỏi. Nhưng mà phải làm sao để Vạn Thư Sơn duy trì tư thế trồng chuối đây? Giờ nó không có cánh tay. Dù lật nó lại nhưng không có cánh tay chống đỡ thì Vạn Thư Sơn vẫn sẽ ngã xuống đấy ạ. Lạc Trần chân quân nói. Vấn đề nhỏ, làm một cái giá chống đỡ nó là được rồi. Có hơi phiền toái, Vạn Thư Sơn quá lớn. Cái giá chống đỡ nó cũng phải vô cùng lớn, dù sử dụng pháp thuật làm ra cũng không dễ dàng. Diệt Phượng công tử nói. Bạch Tôn giả đề nghị. Nếu thật sự không được thì trực tiếp cắm phần đỉnh của nó vào lòng đất nhé. Ý kiến hay. Thử xem đi, nếu vẫn không được thì dùng pháp thuật hệ thổ thúc đẩy sinh trưởng mấy cây cột lớn cao chọc trời rồi đội nó lên. Bắc Hà Tán Nhân nói. Vạn Thư Sơn, Sigma, nó càng nghe lại càng cảm thấy không ổn. Đám người kia muốn đại gia Vạn Thư Sơn nó làm cái gì? Bọn họ muốn cưỡng ép treo ngược mình, còn muốn đâm phần đỉnh của mình vào trong đất. Đúng là tàn nhẫn mà. Uổng công nó còn tưởng rằng đám người kia là người tốt.
khi vừa tỉnh lại đã nhiệt tình chào hỏi bọn họ, còn muốn biểu diễn trồng cây chuối để hoạt náo bầu không khí cho bọn họ. Quả nhiên, vẫn nên chuồn thôi. Vạn Thư Sơn nhấc cái chân to của mình lên chuẩn bị chuồn đi. Nhưng chân của nó vừa nhấc lên, bước ra một bước. Vèo, một cái, một bóng người lóe lên trước mặt nó trong nháy mắt. Là Bạch tiền bối. Vạn Thư Sơn đạo hữu, đừng đi. Bạch tôn giả nói. Chơi trồng chuối với bọn ta đi. Ta không muốn, ta từ chối. Vạn Thư Sơn cắn răng nói. Đừng khách khí mà. Bạch tôn giả nói. Không phải ta khách khí, ta đang nghiêm túc từ chối. Vạn Thư Sơn cắn răng nói. Nhưng trong lúc nó nói chuyện lại phát hiện mấy bóng người đã đáp xuống người nó, bắt đầu sờ mó trên người nó. Trận pháp lơ lửng cỡ lớn. Trận pháp làm nhẹ thân thể cỡ lớn. Trận pháp gia tăng hệ gió cỡ lớn. Trận pháp kiên cố cỡ lớn. Từng cái trận pháp hiện lên trên người nó, thực lực mỗi một trận pháp của đám người kia đều mạnh đến đáng sợ. Theo từng trận pháp xuất hiện, Vạn Thư Sơn cảm giác được thân thể của mình đang nhẹ dần đi. Có loại cảm giác người nhẹ như chim yến vậy. Nếu nó ở trạng thái hiện tại thì dù chơi trồng chuối giống như trước kia, cánh tay nó tuyệt đối sẽ không bị gãy. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương. Bạch tôn giả bảo đảm. Không phải vấn đề này. Giờ ta ghét trồng chuối nhất ấy, ta không muốn chơi. Vạn Thư Sơn la lên. Có điều lần này Bạch tôn giả không trả lời vấn đề của nó nữa. Bạch tôn giả nói. Trận pháp đã xong chưa, thừa dịp hằng hỏa đạo hữu chưa đến, chúng ta lộn ngược Vạn Thư Sơn lại trước đi. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của hằng hỏa chân quân, nếu ngay trước mặt hắn cưỡng ép Vạn Thư Sơn trồng chuối thì sẽ có hơi ngại đó. Tất cả trận pháp đều đã khắc xong, toàn bộ lực lượng trận pháp phát động thì có thể duy trì khoảng 3 phút. Vì vậy tốc độ của chúng ta phải nhanh lên. Bắc Hà Tán Nhân lớn tiếng nói. Vậy bọn ta tới ngay đây. Bạch tôn giả vươn tay bày ra một tư thế, xuất trưởng. Ngươi muốn làm gì? Vạn Thư Sơn khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ sử dụng sức lực mềm mỏng, không đau chút nào đâu. Bạch tôn giả hít thở sâu. Hây! Trong nháy mắt, thân hình hắn đánh ra một trường. Một trường này quá nhanh, có loại ảo giác không khí, thậm chí là không gian đều bị đánh vỡ. Một trường đánh vào trên Vạn Thư Sơn. Vạn Thư Sơn hoảng sợ phát hiện thân thể mình bị đập bay lên lần nữa. Ngọn núi cao hơn 600 mét bị đập bay ra ngoài. Cùng lúc đó trên bầu trời biến hóa ra một con dao long to lớn nó giơ vuốt túm được đỉnh Vạn Thư Sơn thuận theo quán tính ra sức kéo nó lên cao. Lạc Trần chân quân, Cổ Hồ Quan chân quân hiện thân ở giữa sườn Vạn Thư Sơn cũng đang liên tục xuất trường. Vạn Thư Sơn đang bay ngược liên tục chấn động, vị trí thân thể nó không ngừng bị lật ngược. Trước khi rơi xuống đất, rốt cuộc được điều chỉnh thành tư thế đỉnh nằm dưới chân ở trên. Làm cho gọn vào. Bạch tôn giả vỗ tay, thân hình lại thuấn di đến phía dưới Vạn Thư Sơn, liên tục đánh ra bốn chưởng khiến tư thế Vạn Thư Sơn rơi xuống đất chính xác hơn. Chương 738, thật sự là một quyển sách. Bạch tôn giả đánh ra bốn chưởng, tốc độ hạ xuống của Vạn Thư Sơn lập tức chậm lại ngay. Cứ như vậy, có thể khiến nó rơi xuống đất hết sức, nhẹ nhàng, không đến mức gây nên chấn động quá lớn. Lại là cái loại thị giác con kiến xuất trưởng đánh bay một tên mập mạp đã thành niên này. Dưới sự khống chế của các tiền bối, nhóm Cửu Châu số 1, vị trí trồng chuối lúc Vạn Thư Sơn rơi xuống vừa vặn là vị trí lúc trước nó ngồi. Vạn Thư Sơn! Mẹ ơi, đám người kia thật đáng sợ, con muốn về nhà. Không được, đỉnh núi của nó sắp cắm vào lòng đất rồi, đỉnh núi sẽ vỡ nát mất. Vạn Thư Sơn thấy áp lực cực đại. Tống Thư Hàng ngại ngùng gãi mặt. Luôn cảm thấy hơi có lỗi với tòa, Vạn Thư Sơn, này, bởi vì hắn lanh mồm lanh miệng trong nhất thời mà gợi ra hứng thú của các tiền bối, nhóm Cửu Châu số 1 làm Vạn Thư Sơn bây giờ sắp bị chơi hư luôn rồi. Vạn Thư Sơn không có gương mặt nhưng Tống Thư Hàng lại có thể cảm nhận được tâm tình ngây ngốc lúc này của nó. Hy vọng trong lòng nó sẽ không để lại bóng ma. Mắt thấy, Vạn Thư Sơn, sắp đâm vào mặt đất, Tống Thư Hàng khẽ vận trung bình tấn, chuẩn bị nghênh đón thứ sắp đập xuống. Sắp đâm vào rồi, không muốn đâu, cánh tay của ta, mau mọc ra lần nữa cho ta. Vạn Thư Sơn hét lớn, thế nhưng cánh tay nhỏ xíu của nó đã vỡ nát, trong thời gian ngắn cũng không có xu hướng mọc ra lần nữa, cũng có thể là cánh tay của nó cần sửa chữa lại chăng? Vạn Thư Sơn hoảng sợ la toáng lên. Có thể là tâm tình hoảng sợ của nó quá mức mạnh mẽ, sau đó,
nó làm ra một hành động khiến tất cả thành viên của nhóm cửu châu số 1 trợn mắt há hốc mồm. Chân nó vốn vừa ngắn lại vừa thô đột nhiên nhanh chóng duỗi dài ra. Sau đó, cặp đùi nó tựa như vận động viên thể thao, uốn dẻo vậy hai chân uốn lượn dẫm lên mặt đất. Nếu như đổi thành mỹ nhân nhân loại thì cái tư thế này hẳn được xem như là khom lưng hạ eo về phía sau. Nhưng Vạn Thư Sơn không có eo, trạng thái của nó lúc này chính là cặp đùi uốn lượn chống đỡ thân núi to lớn đang treo trên bầu trời. Có trời mới biết sau khi nó duỗi hai chân thì làm sao có thể chống đỡ thân núi nặng nề của nó. Bây giờ Vạn Thư Sơn đã được coi là trạng thái đảo điên đi. Cái tư thế này thật đẹp, Tống Thư Hằng không đành lòng nhìn thẳng. Bạch Tôn Giả khen ngợi nói. Ui ui ui, lợi hại quá. Chịu không nổi nữa, sắp chịu không nổi nữa rồi. Mau lật ta lại đi mà. Vạn Thư Sơn vội la lên. Bạch Tôn Giả lắc đầu. Nhưng Đầm Thánh Tịch còn chưa xuất hiện mà. Đầm Thánh Tịch cái quần què, trong trí nhớ trước giờ của ta không có thứ đó. Trước kia ta trồng cây chuối hàng trăm hàng ngàn lần cũng chưa từng xuất hiện thứ này. Mau kéo ta đứng lên, ta sắp không được rồi. Kiên trì lát nữa xem, đừng bỏ cuộc. Bạch Tôn Giả khích lệ nói. Kiên trì cái quần, ta muốn khóc. Bắp đùi của Vạn Thư Sơn đã bắt đầu run rẩy. Mắt Diệt Phượng công tử sáng lên. Khóc sao? Đúng rồi, có phải Đầm Thánh Tịch hình thành do nước mắt mà Vạn Thư Sơn khóc ra sau khi không kiên trì nổi không? Vạn Thư Sơn khổng lồ như thế, nếu nó khóc ra nước mắt thì lập tức có thể hình thành hồ nước nhỏ đi. Đừng có giỡn nữa mà, da ta căn bản không có nước mắt. Ta là đang hình dung ngươi hiểu không hả? Ngươi từng thấy, núi, biết rơi lệ sao? Vạn Thư Sơn la lên. Bạch Tôn Giả có hơi thất vọng. Không có nước mắt, hơn nữa Đầm Thánh Tịch cũng không có chút tin tức nào. Vạn Thư Sơn điên đảo căn bản không cách nào dẫn Đầm Thánh Tịch ra. Diệt Phượng công tử suy tư chốc lát rồi nói. Hay là cần tiến hành trồng chuối ở địa điểm chính xác mới có thể khiến Đầm Thánh Tịch hiện ra. Rất nhiều thiết bị cơ quan đều có hạn chế như thế. Phải ở thời gian chính xác, địa điểm chính xác, dùng phương thức chính xác mới mở ra được. Nhưng ở đâu mới là địa điểm chính xác hở? Bạch Tôn Giả ngáp một cái, hắn có hơi buồn ngủ rồi. Hay là thả nó xuống nhé? Tống Thư Hàng lên tiếng nói, ánh mắt hắn vẫn đang chú ý bầu trời. Lúc này, ở nơi đó, có một bóng người đang tới gần. Là Hằng Hỏa Chân Quân, rốt cục hắn đã đến. Cũng không biết sau khi Chân Quân chạy tới, nhìn thấy, Vạn Thư Sơn, nhà mình đang biểu diễn uốn dẻo hạ eo như vận động viên thể thao thì sẽ có cảm tưởng gì. Đừng vội, chờ lát nữa đi, ta thật sự cảm thấy rất hứng thú với Đầm Thánh Tịch. Bạch Tôn Giả trả lời. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Nhưng Hằng Hỏa Chân Quân tiền bối đã đến. Không sao, dù sao hắn cũng thấy rồi, không sao đâu. Bạch Tôn Giả lười biếng nói. Đang lúc nói chuyện, Hằng Hỏa Chân Quân đã đáp xuống trước mặt đám người Thư Hàng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vạn Thư Sơn, cười khổ. Chuyện này rốt cục là sao đây? Không phải nói sau khi Vạn Thư Sơn mọc ra tay chân lại biểu diễn trồng chuối, tiếp đó đã thất bại sao? Sao giờ lại bắt đầu biểu diễn nghệ thuật uốn dẻo rồi hở? Bạch Tôn Giả dụi mắt, vừa định mở miệng trả lời, lúc này, biến hóa xuất hiện. Vạn Thư Sơn, nứt ra rồi. Vạn Thư Sơn cao 600 mét nứt ra từ chính giữa, lộ ra hai trang. Sách vô cùng to lớn. Đây chính là Vạn Thư Sơn sao? Vạn Thư Sơn thật sự là một quyển, sách ư. Tống Thư Hàng trợn mắt há hốc mồm. Chờ chút, chuyện gì đang xảy ra vậy? Kinh ngạc nhất chính là bản thân Vạn Thư Sơn. Vì sao ta nứt ra rồi? Trong bụng ta xuất hiện thứ gì vậy? Lại còn phát sáng nữa chứ? Liệu ta có ngủm luôn không? Khi Bạch Tôn Giả nhìn đến đây, ánh mắt sốt cục sáng lên, Đầm Thánh Tịch kia sắp xuất hiện sao? Bên trong sẽ có bao nhiêu báu vật đây? Nhưng đột nhiên, Bạch Tôn Giả nghĩ tới một việc. Dù là Đầm Thánh Tịch xuất hiện, bên trong có vật báu đi nữa, Bạch Tôn Giả nhìn sang Hằng Hỏa Chân Quân. Chủ nhà ở ngay đây, đến lúc đó dù chiếm được vật báu gì cũng phải giao cho vị chủ nhà này mới đúng. Nghĩ đến đây, hào hứng của Bạch Tôn Giả lập tức giảm mạnh. Lúc này, Vạn Thư Sơn triệt để mở ra, lộ ra chữ viết trên đó. Chữ viết vô cùng to lớn ghi đầy cả trang sách. Loại chữ viết này Tống Thư Hàng nhìn rất quen, là chữ viết thượng cổ được Nho gia sử dụng. Thánh nhân tu thân phú, trong thi lại vô hạn chính là dùng loại chữ viết này viết nên.
Tuy là hiện tại Tống Thư Hàng đã học được cách viết chính tả, thánh nhân tu thân phú, nhưng hắn vẫn không cách nào phân biệt đám chữ viết thượng cổ này. Hằng Hòa tiền bối, trên đó viết cái gì vậy? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Sau khi Hằng Hòa chân quân nhìn một lát thì nói. Bài này, hẳn là, thánh nhân dưỡng tính phú. Thánh nhân dưỡng tính phú, ư. Khóe miệng Tống Thư Hàng giật một cái. Vừa nghe tên đã biết nội dung trên hai trang này là phần tiếp theo của thánh nhân tu thân phú, lúc trước. Thế nhưng, thứ này và đầm thánh tịch có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ lại phải tiến vào hình thức thì lại vô hạn, muốn bọn họ viết chính tả thánh nhân dưỡng tính phú mới có thể xuất hiện đầm thánh tịch. Vừa nghĩ đến thì lại vô hạn, Thư Hàng lập tức cảm thấy có luồng ớn lạnh từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân. Hắn trừng to mắt theo bản năng, dựa vào trí nhớ mạnh mẽ của tu sĩ mà cưỡng ép ghi nhớ bài thánh nhân dưỡng tính phú này. Ghi nhớ trước rồi nói không chừng có thể lập tức dùng đến nó đấy. Chương 739, thánh nhân, sao ta có thể lợi hại như vậy cơ chứ? Thời gian lần này cũng khá là dư dả, Tống Thư Hàng dựa vào năng lực ghi nhớ mạnh mẽ để nhớ hết cả bài thánh nhân dưỡng tính phú bằng chữ viết cổ này. Cho dù lát nữa có bị kéo vào không gian thi lại vô hạn thì ta cũng không cần sợ nữa. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng không gian thi lại vô hạn cũng không xuất hiện. Cơ thể vỡ nát của Vạn Thư Sơn dần dần hợp lại. Trong quá trình hợp lại của cơ thể, Vạn Thư Sơn lại la hét một hồi. Gặp quỷ thật rồi, cơ thể của nó bị biến thành vậy từ khi nào nhỉ? Không ngờ còn bị biến đổi thành hình dạng một cuốn sách khổng lồ nữa chứ. Là ai thừa dịp lúc nó ngủ mà tàn nhẫn biến đổi nó như vậy hả? Hợp lại rồi, thế đầm thánh tịch đâu? Tống Thư Hàng quan sát khắp nơi nhưng vẫn không thấy đầm thánh tịch. Vạn Thư Sơn đã bị đảo lộn rồi, biến hóa cũng đã xuất hiện, theo lý mà nói thì lúc này đầm thánh tịch nên xuất hiện rồi chứ nhỉ? Sao nó còn chưa xuất hiện nhỉ? Chẳng lẽ để đầm thánh tịch xuất hiện còn phải thỏa mãn điều kiện gì nữa sao? Thật là phiền phức, nếu như lúc này, mình sử dụng bí thuật giám định để giám định Vạn Thư Sơn thì không biết có lấy được manh mối gì không nhỉ? Không đúng, không ổn. Bây giờ cách một khoảng thời gian ngắn thì não hắn vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của 88.888 giọng nói kia, đồng thời hắn cũng càng ngày càng hiểu rõ bí thuật giám định này, cái giá phải trả để sử dụng bí thuật này cũng thấp đi không ít. Thế nhưng nếu hắn muốn giám định những thứ vô cùng to lớn, đã tồn tại chẳng biết bao nhiêu năm hay thậm chí còn mang trong mình biết bao bí mật như Vạn Thư Sơn này thì nói không chừng hắn chỉ còn nước chết vì mất máu mà thôi. Tống Thư Hàng âm thầm kéo đôi găng tay của mình. Nếu muốn tính mạng mình được an toàn thì tốt nhất vẫn là quảng cái ý tưởng giám định Vạn Thư Sơn đi thì hơn. Có lẽ mình không có duyên với đầm thánh tịch rồi. Lúc này ánh mắt của Hằng Hỏa chân quân ở một bên đột nhiên sáng lên. Hắn móc ra giấy, bút rồi nhanh chóng viết. Trước tiên là thánh nhân tu thân phú, vỏn vẹn mấy giây bài thánh nhân tu thân phú dài lê thê đã được Hằng Hỏa chân quân viết xong. Ngay sau đó, thánh nhân dưỡng tính phú cũng được Hằng Hỏa chân quân viết hết ra. Sau khi viết xong, Hằng Hỏa chân quân đứng chắp tay, nhìn về phía Vạn Thư Sơn cách đó không xa. Ủa, chẳng lẽ Hằng Hỏa tiền bối đã tìm được chỗ mấu chốt rồi sao? Tống Thư Hàng nói thầm. Không chỉ hắn, trong lòng các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng có phần mong chờ. Hằng Hỏa chân quân giơ hai tay lên, hai tờ giấy trắng viết đầy chữ cổ bắt đầu lơ lửng. Sau đó, Vạn Thư Sơn vốn đang kêu to đầy sợ hãi đột nhiên yên tĩnh trở lại. Theo đó giọng nói của nó bắt đầu thay đổi, trở thành một giọng nói nhạt nhẽo không pha chút tình cảm nào. Vạn Thư Sơn mở miệng đọc thánh nhân tu thân phú và thánh nhân dưỡng tính phú ở trên không trung. Mỗi khi miệng nó đọc lên một âm tiết, từng chữ trên bài thánh nhân tu thân phú và thánh nhân dưỡng tính phú của Hằng Hỏa chân quân lập tức phát sáng. Không chỉ thế, những chữ viết cổ này lại hóa từng chùm sáng màu vàng sau đó bay ra từ trong giấy rồi sắp xếp trên không trung. Vạn Thư Sơn đọc rất chậm. Phải mất đến 3 phút thì hai bài văn cổ mới được đọc xong. Hai bài văn cổ trên không trung tụ lại với nhau, sau đó biến thành hai chùm sáng rực vô cùng chói mắt. Bắt đầu biến hóa rồi, trong lòng các vị đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1 thầm nói. Hai bài văn cổ biến thành ánh sáng rực rỡ hơn, cuối cùng, hào quang hòa tan biến thành một hồ ánh sáng. Hồ ánh sáng này lơ lửng ở độ cao 5 thước. Chẳng lẽ đây chính là đầm thánh tịch hư? Ủa? Dưới đáy hồ ánh sáng này là một cánh của không gian. Bạch Tôn giả liếc mắt một cái đã thấy được chỗ đặc biệt của đầm thánh tịch này. Nói cách khác, chỉ cần nhảy vào đầm thánh tịch này là sẽ có thể vào được không gian trong đó. Lúc này,
Hằng Hỏa Chân Quân thi lễ với đám người Bạch Tôn giả một cái, nói. Không biết các vị đạo hữu có hứng thú vào trong với ta để tìm hiểu đến cùng không? Bạch Tôn giả cười hỏi. Như thế ổn không? Dù sao đây cũng là kho báu nho môn, để những người ngoài như bọn họ đi vào không phải có chút không thích hợp sao? Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười. Không sao, coi như là một loại duyên phận đi. Nếu Hằng Hỏa tiền bối nói vậy rồi thì chúng ta cũng không khách sáo nữa. Diệt Phượng công tử mỉm cười, hắn đẩy gọng kính, trong tay cầm theo thùng rượu chứa bãi đậu đậu kia nhảy về phía cửa của đầm thánh tịch, thừa dịp trước khi Hằng Hỏa Chân Quân chưa hối hận thì đi vào tìm hiểu trước đã. Sau đó ba người Lệ Chi tiên tử, Bắc Hà tán nhân, Cổ Hồ Quan chân quân cũng nhảy vào trong ánh sáng của đầm thánh tịch theo Diệt Phượng công tử. Bốn bóng người nhẹ nhàng nhảy vào. Một lát sau, bốn bóng người họ xuyên qua ánh sáng của đầm thánh tịch rồi đáp xuống mặt đất, họ không hề đi vào trong không gian đối diện đầm thánh tịch. Ủa? Diệt Phượng công tử tò mò nói. Rõ ràng hắn có thể cảm ứng được đối diện hồ ánh sáng này có một không gian tồn tại. Thế nhưng bọn hắn lại không thể chạm đến hồ ánh sáng đó, không gian đối diện đó giống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy. Thú vị đấy, để ta thử xem. Bạch Tôn giả khẽ cười một tiếng, hắn cũng đi lên bờ của đầm thánh tịch rồi bước ra một bước. Lúc này, một tiếng vụ vang lên, cửa vào không gian phía dưới bèn mở ra, Bạch Tôn giả dễ dàng đi vào trong. Lạ nhỉ? Diệt Phượng công tử tò mò nói, hắn thử đi vào đầm thánh tịch lần nữa nhưng giống với lúc trước. Cơ thể của hắn xuyên qua đầm thánh tịch, không thể đi vào trong. Bắc Hà tán nhân nói. Chẳng lẽ tu vi phải từ tôn giả thất phẩm trở lên mới có thể đi vào ư? Không phải chứ, vậy có nghĩa là chỉ có một mình Bạch Tôn giả đi vào được thôi sao? Lạc Trần chân quân nói đầy tiếc nuối. Tống Thư Hàng cau mày suy nghĩ, không đúng, nếu như chỉ có tôn giả thất phẩm có thể đi vào thì lúc đó thư sinh thủy tinh kia cần gì phải nói chuyện đầm thánh tịch này cho người chỉ có cảnh giới tam phẩm như hắn chứ? Để ta thử xem. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, hắn tung người nhảy lên trên đầm thánh tịch. Lúc thân hình Thư Hàng đáp xuống, lại một tiếng vụ vang lên, cánh cửa không gian phía dưới lại mở ra cho hắn dễ dàng đi vào. Hắn cũng đi vào trong. Thư Hàng tiểu hữu vào trong rồi. Diệt Phượng công tử đẩy gọng kính, như vậy thì điều kiện để đi vào trong không phải là thực lực rồi. Nếu như hạn chế không phải là thực lực thì ta cũng vào thử xem. Sau khi Hằng Hỏa Chân Quân thi lễ với các vị đạo hữu một cái thì cũng nhảy vào đầm thánh tịch. Theo đó Hằng Hỏa Chân Quân cũng vào trong đó thành công. Các vị đạo hữu của nhóm Cửu Châu số một nhất thời cũng đoán không ra điều kiện để đi vào trong không gian đó là gì. Như vậy những người có hứng thú bèn dứt khoát thử nhảy vào trong đầm thánh tịch một lần. Cuối cùng, lại có hai vị đạo hữu thuận lợi tiến vào trong, là Lạc Trần Chân Quân và Tối Việt Túy Nguyệt cư sĩ. Bạch Hạc Chân Quân một lòng khát vọng đi theo Bạch Tôn giả cũng bị đầm thánh tịch từ chối không cho vào. Bây giờ còn đang điên cuồng rào gú. Bạch tiền bối, Thư Hàng tiểu hữu, Hằng Hỏa tiền bối, Lạc Trần Chân Quân, Túy Thiên cư sĩ, mấy vị đạo hữu này có gì giống nhau nhỉ? Diệt Phượng công tử sờ sờ cằm, suy nghĩ nói. Tuyết Lang động chủ, chắc đều là nam nhỉ? Tuyết Lang đạo hữu, câu này của ngươi xúc phạm những đạo hữu nam ở đây đấy. Diệt Phượng công tử nhếch miệng lên. Khụ khụ, ý ta không phải như vậy. Tuyết Lang động chủ vội vàng giải thích. Sau khi Bắc Hà tán nhân suy nghĩ hồi lâu, suy đoán. Có lẽ là trong tay bọn họ đều nắm giữ thứ gì đó. Tư cách phù hợp để vào trong động phủ ư. Ánh mắt Tô Thị A Thập Lục sáng lên. Nơi này là địa bàn nho môn, nếu như nói có điều kiện gì phù hợp thì chắc là sẽ có liên quan tới nho môn. Kết hợp với bài thánh nhân dưỡng tính phú khi Vạn Thư Sơn lúc trước tách ra, không lẽ chỉ những người nắm giữ bài văn kia mới có đi vào ư? A Thập Lục đoán rất có lý. Lệ Chi tiên tử không phục nói. Ta cũng nhớ bài thánh nhân dưỡng tính phú kia nhưng ta cũng không thể vào trong đó. Diệt Phượng công tử. Có lẽ, không chỉ là bài thánh nhân dưỡng tính phú thôi đâu, mà còn phải nhớ thêm bài thánh nhân tu thân phú lúc nãy Hằng Hỏa Chân Quân viết nữa. Có thể phải là người nhớ hết hai bài văn cổ đó mới có thể vào trong. Nếu chỉ có vậy thì bây giờ chúng ta đi tìm một tên đệ tử nho ra để hắn dạy chúng ta hai bài văn cổ kia xem. Lệ Chi tiên tử nói. Các ngươi đang tìm đệ tử nho ra à? Ha ha, đúng lúc ta có mang theo một tên đến đây. Giọng Tô Thị A Thất truyền tới từ trên trời. Một lát sau, A Thất theo đáp xuống, đằng sau hắn còn mang theo một người, chính là đề đao thư sinh Tô Văn Khúc. Con trai duy nhất của Hằng Hỏa Chân Quân.
lúc trước A Thất đang mở võ đài trong thành Bạch Vân, khiêu chiến một số cao thủ Nho gia. Lúc hắn đánh xong vài trận, vị đề đao thư sinh Tô Văn Khúc này cũng bắt đầu ngứa tay, muốn lên đài khiêu chiến Tô Thị A Thất. Nhưng còn chưa đánh thì A Thất nghe được tiếng nổ mạnh ở chỗ quay phim. Trong lòng của hắn lo lắng cho các vị đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, bèn chạy qua đây xem thử. Mà vị Tô Văn Khúc đạo hữu này cũng quấn lấy hắn đòi đi theo, A Thất đành phải dẫn hắn qua cùng. Khi Tô Thị A Thập Lục nhìn thấy Tô Văn Khúc bèn nhếch môi cười. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ha 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 ha, thật là trùng hợp. Tô Văn Khúc ngại ngùng cười khan. Lệ Chi tiên tử tiến lên một bước, hỏi. Vị tiểu huynh đệ Nho gia này, người biết viết thánh nhân tu thân phú và thánh nhân dưỡng tính phú không? Biết chứ, chỉ cần là đệ tử Nho gia thì không ai không biết cả. Đề đao thư sinh Tô Văn Khúc gật đầu nói. Vậy thì tốt quá. Lệ Chi tiên tử cười nhờ vả. Không biết vị tiểu hữu này có thể dạy chúng ta viết thánh nhân tu thân phú và thánh nhân dưỡng tính phú hay không? Được chứ, không thành vấn đề. Đề đao thư sinh sảng khoái đáp ứng. Bên kia, trong không gian mà Bạch Tiền Bối, Thư Hàng tiểu hữu, Hàng Hỏa chân quân, Lạc Trần chân quân, Tối Việt cư sĩ đến sau khi đi vào đầm thánh tịch. Không gian trong nãy chỉ to như một cái sảnh lớn, không có cơ quan cạm bẫy. Chỉ có một vị nho sinh mặt mày bình thường đang ngồi ở trong không gian này. Dường như là cảm ứng được có người vào đây, vị nho sinh này mở mắt, nhìn về phía mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Rốt cuộc cũng có người đi vào đây. Xin chào tiền bối. Tống Thư Hàng thi lễ đáp. Thế nhưng vị nho sinh này không trả lời Tống Thư Hàng, hắn chỉ thản nhiên ngẩng đầu lên, trong hai con mắt xuất hiện vẻ hồi tưởng. Lão Hủ chính là tồn tại tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Cả đời quét ngang một cõi, mọi người đều gọi Lão Hủ là thánh giả. Nho sinh kia nói khẽ. Ngày Lão Hủ sinh ra, có tử khí đông lai, trời đất bị che khuất, Tống Thư Hàng. Chương 740, các chú có biết những sự tích ngầu lòi của anh chưa? Mặt mày vị nho sinh này rất bình thường nhưng khi hắn ngồi ngay ngắn ở đó thì lại có một loại khí thế tông sư. Nhưng khi hắn vừa mở miệng ra thì mấy thứ như khí chất, phong phạm tông sư gì đó đều tan thành mây khói. Lúc Tống Thư Hàng đối diện với vị nho sinh thánh giả này, có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Y hệt như cảm giác khi hắn nhìn thấy các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 vậy. Lúc chưa gặp hay vừa mới gặp, hình tượng của các vị tiền bối mà hắn thấy được luôn mang theo khí chất của cao cao tại thượng. Nhưng sau khi gặp mặt thì hình tượng gì đó đều sụp đổ hết cả. Lúc này, nho sinh thánh giả đó vẫn còn đang giải thích về dị tượng khi hắn sinh ra, sau khi đất trời bị che khuất. Còn có sấm sét rền vang, căn phòng hắn sinh ra cũng tràn ngập ánh sáng, thậm chí còn có song long bay múa trong phòng hắn. Tóm cái váy lại là rất ư là lợi hại, tổng kết lại một câu chính là, mấy chú có biết là lúc anh mày sinh ra lợi hại cỡ nào không? Tống Thư Hàng, Bạch Tôn Giả, Lạc Trần chân quân, Túy Ích cư sĩ không nhịn được mà nhìn về phía Hằng Hỏa chân quân ở một bên. Vị này chính là thánh nhân nho gia trong truyền thuyết sao? Là thầy của cả thiên hạ. Trình độ dạy đệ tử là thiên hạ vô song, một tay dạy ra 13 kiếp tiên của Nho gia, khai sáng cả một hệ Nho gia, chính là vị thánh nhân trong truyền này đó ư. Sau khi Hằng Hỏa chân quân nghe đến đó thì lập tức quỳ xuống. Hằng Hỏa tham kiến thánh nhân. Không sai, đây chính là thánh nhân Nho gia, hoàn toàn giống y hệt với ghi chép về thánh nhân trong Bạch Vân Thư Viện. Hơn nữa, những sự tích lúc thánh nhân sinh ra đều khớp với trong ghi chép. Theo như ghi chép trong bí văn Nho gia, năm đó thánh nhân tranh đoạt thiên đạo với một tồn tại thần bí, cuối cùng do tài thua kém một bậc nên bại trận, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Không lẽ từ đó tới giờ thánh nhân luôn ở trong không gian nho nhỏ này sao? Khóe mắt đám người Bạch Tôn Giả giật một cái. Đúng là thánh nhân. Vị nho sinh mặt mày tầm thường trước mặt này vẫn không hề để ý đến Hằng Hỏa chân quân, hắn tiếp tục nói. Khi Lão Hủ còn nhỏ, rất được mọi người ở quê nhà yêu thích. Lúc Lão Hủ 3 tuổi đã xem qua 100 quyển sách, đến lúc Lão Hủ 5 tuổi, hàng triệu hàng tỷ cuốn sách trong thiên hạ này đều đã nằm trong lòng Lão Hủ. Năm đó, Lão Hủ tự cho là đã nắm giữ mọi học thức trong thiên hạ. Tóm lại vẫn là rất ư là lợi hại, tổng kết lại một câu chính là. Mấy chú biết là lúc anh còn nhỏ cũng lợi hại lắm lắm không hả? Nho sinh thánh giả dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói. Cho đến năm 6 tuổi, Lão Hủ gặp được một vị tiên tử. Vừa là thầy vừa là bạn. Cô là một cô gái còn rực rỡ hơn vầng trăng trên trời, tóc dài màu lam rủ thẳng xuống tận bắp chân,
phủ cả phần lưng, lông mi màu lam vừa dày vừa dài. Cô ta xuất hiện bên người lão hủ, dìu dắt lão hủ chạm đến một thế giới hoàn toàn mới, lĩnh ngộ được những tri thức hoàn toàn mới, những tri thức hoàn toàn khác biệt. Đó chính là thế giới của tu chân giả. Lúc này lão hủ mới phát hiện, bản thân trước kia chỉ là một con ếch ngồi dưới đáy giếng, không biết khung trời ngoài kia to lớn ra sao. Ngẫm lại thì quãng thời gian này thật sự rất đáng nhớ. Lúc nói đến đây, thánh nhân chìm vào trong hồi ức, không nói thêm gì nữa. Nho sinh thánh giả hình dung rất ngắn, chỉ miêu tả hai câu ngắn ngủn về vị tiên tử vừa là thầy vừa là bạn kia. Thế nhưng dường như trong lời nói của nho sinh thánh giả có chứa một loại sức mạnh kỳ diệu. Lời hắn vừa nói ra miệng, tất cả mọi người đều có thể hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, hiểu được hình ảnh trong lời hắn. Trên thực tế, ngôn ngữ mà nho sinh thánh giả sử dụng là ngôn ngữ thượng cổ nhưng Tống Thư Hàng hoàn toàn có thể nghe hiểu. Theo lời giới thiệu của thánh nhân, hình tượng của một vị tiên tử tóc dài màu lam rủ thẳng xuống tận bắp chân. Phủ cả phần lưng, lông mi màu lam vừa dày vừa dài, còn rực rỡ hơn vầng trăng trên trời hiện lên trong đầu đám người Tống Thư Hàng rất sinh động. Tống Thư Hàng há hốc mồm, kinh ngạc hô to. Hình tượng vị tiên tử này, đây chẳng phải là vị nữ tu tóc lam nghi là đồng quái tiên sư kia sao? Lúc ở trong sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn giả, vị nữ tu tóc lam kia còn tính cho hắn một quẻ. Cô ta nói rằng gần đây hắn sẽ có một chuyện may mắn. Tống Thư Hàng có cảm giác cô ta là do đồng quái tiên sư giả thành. Nhất định phải xem quẻ của cô ta theo hướng ngược lại, cho nên hắn rất lo lắng. Hai ngày nay, hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng chỉ sơ suất một chút sẽ bị cái may mắn đó giày vò cho tới chết luôn. Không chỉ có Tống Thư Hàng, Lạc Trần Chân Quân và Túy Ích cư sĩ liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Bạch Tôn giả tò mò hỏi. Tống Thư Hàng đáp. Trước đó không lâu ta đã gặp vị tiên tử này, lúc ấy ta hoài nghi cô ta là do đồng quái tiền bối ngụy trang. Bởi vì sau khi vừa gặp mặt, cô ta lập tức tính cho ta mấy quẻ. Ta cảm thấy mấy quẻ kia phải xem ngược lại mới đúng. Nhưng bây giờ hắn không chắc nữ tu tóc lam lúc đó có phải đồng quái tiên sư chuyên bói ngược hay không. Nếu như vị nữ tu tóc lam kia không phải là đồng quái tiên sư, vậy thì thiên kiếp tam phẩm của Tô Thị A Thập Lục và Vũ Nhu Tử không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Xem bói ư? Lúc Lạc Trần Chân Quân nghe đến đó thì khóe miệng co giật. Thư Hàng tiểu hữu có thể yên tâm, theo ta được biết thì vị tiền bối này không biết xem bói. Kẻ mà ngươi gặp nhất định chính là đồng quái tiên sư đã dịch dung thành. Túy Ích cư sĩ cũng gật đầu. Tống Thư Hàng lập tức thở nhẹ ra. Như vậy bản thể của vị nữ tiền bối tóc lam này là tiền bối trong nhóm cửu châu số một của chúng ta sao? Túy Ích cư sĩ gật đầu nói. Đúng vậy, bản thể của cô ấy chính là huyền nữ môn vân tước tử đạo hữu trong nhóm cửu châu số một chúng ta. Chính là vị đại tiền bối đã hành hạ cuồng đao tam lãng đến chết đi sống lại kia. Huyền nữ môn vân tước tử ư? Lúc này, Bạch Tôn giả nhíu mày nói. Nhưng theo ta nhớ thì tóc của vân tước tử đạo hữu không phải màu lam. Tóc cô ta rõ ràng là màu đen mà. Lạc Trần Chân Quân nói. Bạch tiền bối ngài nhớ lộn rồi, tóc của vân thước tử đạo hữu luôn là màu lam. Mái tóc dài của cô ta rất đặc biệt nên rất có ấn tượng. Ta cũng vậy. Túy Ích cư sĩ hùa theo. Bạch Tôn giả gãi gãi mặt. Chẳng lẽ ta nhớ sai thật sao? Lạ thật. Hằng Hỏa Chân Quân ở một bên không hề xen vào, hắn chỉ yên lặng mà nghe. Lúc hắn nghe được vị tiên tử vừa là thầy vừa là bạn trong miệng thánh nhân còn sống thì lập tức trợn to hai con mắt. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải tiếp xúc với vị huyền nữ môn vân tước tử kia một lần mới được. Trong lúc đang suy nghĩ, vị nho sinh thánh giả này lại tiếp tục giải thích. Sau khi lão hủ tiếp xúc với thế giới của tu chân giả, dưới sự chỉ dạy của vị tiên tử vừa là thầy vừa là bạn kia, bắt đầu trăm ngày trúc cơ, rèn luyện cơ thể, tu vi tiến triển cực nhanh. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, lão hủ đã tu luyện xong các khiếu huyệt lớn, trùng kích long môn, một hơi thăng cấp lên nhị phẩm. Từ một người bình thường thăng cấp lên nhị phẩm trong vòng nửa tháng, quả thực là lợi hại đến mức không thể lợi hại thêm được nữa. Thật là lợi hại. Tống Thư Hàng nói, hắn cảm thấy mình rất may mắn, đặc biệt là sau khi gặp được Bạch Tôn giả, các loại kỳ ngộ lần lượt xuất hiện. Nhưng thăng cấp lên nhị phẩm cũng phải tốn đến nửa tháng. Theo đó, vị nho sinh thánh giả này tiếp tục nói. Sau đó, tốc độ tu luyện của lão hủ càng lúc càng nhanh, thế như trẻ tre. Chỉ mới một năm thời gian, lão hủ đã thăng lên cảnh giới tam phẩm.
Lão Phu chỉ tốn thời gian hơn một năm đã đạt tới cảnh giới người khác phải dùng mười mấy, 20 năm mới có thể chạm tới. Các chú biết lúc anh tu luyện cũng rất là lợi hại chưa hả? Thật là lợi hại. Lạc Trần Chân Quân tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Không hổ là thánh nhân. Túy Ích cư sĩ cũng cảm thán. Cho dù là thời đại viễn cổ, lúc đó linh khí trong trời đất càng thêm dồi dào nhưng tốc độ tu luyện của vị thánh nhân này vẫn nhanh vô cùng. Lúc này, Tống Thư Hàng không dám lên tiếng, hắn lặng lẽ rụt cả người về. Vị thánh nhân lợi hại kinh khủng này từ lúc sinh ra đến lúc ấu thơ, lại bước vào cảnh giới tu chân cũng phải mất hơn một năm để thăng lên cảnh giới tam phẩm. Mà hắn, nếu tính cả quãng thời gian trong thời gian thành của Bích Thủy Các thì hình như còn chưa tới 4 tháng thì phải. Cảnh giới của hắn bây giờ cũng là vừa mới thăng lên tam phẩm. Loại chuyện này vẫn là không nên nói ra thì hơn, nhưng hắn khác với vị thánh nhân này, hắn là nhờ vị thư sinh thủy tinh kia truyền công nên cảnh giới mới có thể tăng mạnh. Nếu như để hắn tu luyện từng chút một thì thời gian nhất định sẽ hơn một năm. Chắc vậy nhỉ? Lúc này, Nho Sinh Thánh Giả tiếp tục nói. Lúc Lão Hủ bước vào cảnh giới tam phẩm, trong lòng đột nhiên có một ý tưởng. Lão Hủ không còn tu luyện theo công pháp gốc nữa, khi tiếp tục tu luyện, Lão Hủ cho rằng mình phải tạo ra con đường thuộc về chính mình, một con đường tu luyện khác với người khác. Khi Lão Hủ còn nhỏ đã đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, Lão Hủ có sự lý giải sâu sắc đối với tri thức khác với người bình thường. Cho nên Lão Hủ bắt đầu suy ngẫm, bắt đầu thử nghiệm. 10 năm sau đó, Lão Hủ vẫn là cảnh giới tam phẩm như trước. Nhưng Lão Hủ lại nghiên cứu, khai sáng ra hình thức ban đầu của đạo của riêng mình. Lão Hủ dùng văn nhập đạo, lấy chính khí rèn luyện tinh thần và thể xác, lấy chân lý buộc bụng, lấy bút viết nên chân lý trời đất. Cứ như vậy, không biết sau bao nhiêu năm, lúc Lão Hủ quay đầu lại, Lão Hủ đã là một trong những kẻ mạnh nhất giữa đất trời này. Khai sáng một hệ nho đạo, dưới trướng có 13 kiếp tiên. Lại qua thêm vài năm, tu vi của Lão Hủ càng lúc càng tinh thâm. Cuối cùng giữa đất trời này không còn ai có thể đánh bại Lão Hủ. Từ khi đó trở đi, Lão Hủ tung hoành thiên hạ, quét ngang một cõi. Các chú biết lúc thần công của anh đại thành lợi hại lắm 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 không hả? Đoạn lịch sử mà thánh nhân vừa nói tới chính là thời kỳ huy hoàng nhất của Nho gia. Quãng thời gian đó, thánh nhân vô địch thiên hạ, dưới trướng thánh nhân có 13 kiếp tiên, đệ tử Nho gia trải rộng khắp thiên hạ. Thậm chí đối với những hệ tu sĩ thuộc hệ khác thì quãng thời gian đó cũng là quãng thời gian vô cùng hòa bình. Đệ tử Nho gia, lấy chính khí rèn luyện cơ thể, lấy chân lý buộc bụng. Trong thời kỳ huy hoàng của Nho môn, tất cả tà ma đều im hơi lặng tiếng, cho dù là đệ tử ma môn cũng cố gắng bất hung hăng càn quấy lại. Nếu như chọc giận đệ tử Nho gia vô cùng chính khí kia thì chỉ còn có nước cạp đất mà ăn. Lúc nghe đến đó, Tống Thư Hàng, Bạch Tôn Giả, Lạc Trần Chân Quân, Tỉnh Ích cư sĩ, Hàng Hỏa Chân Quân đều làm cho tinh thần mình phấn chấn lên, lắng nghe thật kỹ nội dung thánh nhân sắp kể. Mọi người đều biết, kế tiếp mới là trọng tâm. Kế tiếp lúc nghe tại sao Nho gia lại bị hủy diệt, cùng với càng nhiều bí ẩn hơn. Sau khi nói xong đoạn này, Nho Sinh Thánh Giả thoáng dừng lại rồi mới nói. Sau này, thiên đạo xuất hiện vấn đề. Hai chữ thiên đạo này đại diện cho hàm ý về chân lý tối cao, bản nguyên, bản thể, quy luật, nguyên lý, cảnh giới. Vân vân và mây mây, quy tắc của vạn vật, quy luật của vạn vật, đều có mối quan hệ vô cùng mật thiết với hai chữ tu chân. Thiên đạo xuất hiện vấn đề ư. Chương 741, năm đó thiên đạo không muốn chơi nữa. Mục tiêu của tu sĩ là trường sinh, tu được chân ngã cuối cùng. Trấn áp chư thiên vạn giới, gánh vác mệnh trời, trở thành tồn tại duy nhất trong vạn giới, nắm giữ ý chí thiên đạo. Từ nay về sau, vượt qua trường sinh bất tử, đúc thành bất hủ thật sự, bất tử bất diệt, lấy thân mình hóa thành thiên đạo. Thiên đạo không chết, thiên đạo bất diệt, thiên đạo bất hủ, thiên đạo vĩnh tồn. Như vậy thì tại sao thiên đạo lại xảy ra vấn đề chứ? Nó xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ với sức chịu đựng của người gánh vác thiên đạo, đến cuối cùng không chịu nổi nữa? Dần dần sẽ xảy ra vấn đề sao? Nho Sinh Thánh Giả suy nghĩ cả buổi rồi nói. Hình dung ra sao mới đúng đây? Ấy chính là thiên đạo không muốn chơi nữa. Trong không gian đầm thánh tịch này dường như có thể ẩn giấu mọi thứ, ở đây cho dù thánh giả trực tiếp nhắc tới hai chữ thiên đạo thì cũng không sợ bị cảm ứng được. Hả? Tống Thư Hàng nhìn không được lên tiếng. Hả? Lạc Trần Chân Quân và Túy Nhật cư sĩ cũng ngáo người. Không muốn chơi nữa ư? Cái nguyên nhân vớ vẩn gì vậy? Thánh nhân nhớ lại nói. Năm đó,
Những kiếp tiên có thiên mệnh chi tư, là tồn tại đứng đầu đều có thể mơ hồ cảm ứng được vấn đề của thiên đạo. Dường như thiên đạo, chơi chán rồi, không muốn chơi nữa. Do đó thiên đạo chuẩn bị từ chức, tuy rằng có cảm giác không thể tin được nhưng lão hủ có cảm giác rằng thiên đạo muốn như vậy. Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy tu sĩ lúc ấy đúng là vất vả, có một thiên đạo ích kỷ như vậy, mọi người chắc là sẽ rất đau đầu nhỉ. Thánh nhân kể đến đây bèn thản nhiên nói. Thế nhưng năm đó, lão hủ lại có cảm giác là phải như vậy. Nếu thiên đạo không làm nữa thì đây là lúc lão hủ phải đứng ra gánh vác mệnh trời. Thánh nhân nói rất bình thản, hắn năm đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nếu nói đến người có thể gánh vác mệnh trời, không phải hắn thì là ai đây? Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, chỉ sợ lúc ấy có 9 phần 10 tu sĩ trở lên trong giới tu chân đều nghĩ như vậy. Ngay cả những trường sinh giả có được thiên mệnh chi tư, đã tạo con đường của bản thân, đạt được cảnh giới trường sinh năm đó, đa số đều cho rằng người thích hợp nhất để gánh vác mệnh trời không phải thánh nhân thì là ai đây? Đương nhiên, có người phục, cũng có người không phục. Thánh nhân tiếp tục nói. Những năm đó, số lượng trường sinh giả mà lão hủ từng chiến đấu rất nhiều. Có tu sĩ, có thú, có cổ vu, có yêu, có ma, còn có những kẻ được gọi là thần nữa. Những trường sinh giả kia, có một số lánh đời đã lâu, thậm chí ngay cả lão hủ cũng mới nghe lần đầu, không biết lai lịch hay xuất thân gì của bọn họ. Những thứ liên quan tới bọn họ đều đã biến mất trong con sông lịch sử dài đằng đẵng. Đạo thống của bọn họ, truyền thừa của bọn họ đều đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có bản thân họ đạt tới trường sinh nên không bị thọ nguyên bó buộc. Bọn họ đều đang chờ đến ngày thiên đạo biến mất, lúc đó bọn họ sẽ xuất hiện, tranh đoạt mệnh trời, cơ thể thành đạo, tạo ra truyền thuyết bất hủ thuộc về họ. Trong số bọn họ, có vài người có thực lực không hề thua kém lão hủ. Nhưng cuối cùng bọn họ đều thua dưới tay lão hủ, lui về ở ẩn lần nữa, nên mất đi tư cách tranh đoạt thiên đạo. Nhìn thấy chưa, hồi đó anh đây ngầu chết đi được, một mình treo những trường sinh giả trên khắp thế giới lên đánh, các chú biết chưa hả? Lúc nói đến đây, trên khuôn mặt thánh nhân rốt cuộc lộ ra vẻ đắng chát. Thế nhưng ngay lúc lão hủ đang chờ kế thừa thiên đạo, thành tựu bất hủ, mở ra một truyền thuyết thuộc về lão hủ, thì có một tồn tại thần bí đã lặng lẽ đến tìm lão hủ. Hắn khuyên lão hủ không nên gánh vác mệnh trời, không nên ham hố hóa thành thiên đạo. Nếu không, sau này lão hủ sẽ hối hận. Không nên ham hố trở thành thiên đạo ư, nếu không sẽ hối hận sao? Đây là ý gì? Đám người Bạch Tôn giả rất ngạc nhiên. Đặc biệt là Tống Thư Hàng, hắn cảm thấy mức độ tin tức rất lớn. Hơn nữa, những tin tức này dường như chính là thứ mà Bạch Tiền Bối tu muốn biết thì phải. Thánh nhân tiếp tục nói. Lúc ấy sao lão hủ có thể tin hắn cơ chứ? Cho nên bèn đuổi hắn đi. Sau đó, lão hủ chỉ cần chờ thiên đạo không làm nữa thì lão hủ sẽ có thể gánh vác mệnh trời một cách tự nhiên, đúc thành bất hủ chi thân, trở thành thiên đạo mới. Thế nhưng... không lâu sau đó lại có một vị trường sinh giả không rõ lại lịch xuất hiện trước mặt lão hủ. Vị này trường sinh giả này rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống với những trường sinh giả mà lão hủ từng gặp trước đó. Hắn không phải người, không phải quỷ, không phải thú, không phải yêu, không phải ma, không phải thần, hắn dường như không thuộc về thế giới này của chúng ta. Không chỉ có cơ thể, thậm chí là cách tấn công, hệ thống tu luyện đều khác với bất kỳ hệ thống tu luyện nào trong thế giới của chúng ta. Lão hủ đánh với hắn hơn 10 năm, ngay lúc đầu, lão hủ chiếm thế thượng phong, có mấy lần đánh hắn thương nặng. Thế nhưng năng lực khôi phục của hắn lại vượt quá sức tưởng tượng của lão hủ. Cho dù là thương nặng gần chết nhưng chỉ cần trong nháy mắt là hắn sẽ có thể khôi phục hoàn toàn. Mỗi lần ra tay lão hủ đều ra tay nặng hơn nhưng cho dù dùng hết toàn lực của lão hủ cũng không thể đánh chết hắn trong một chiêu được. Mà nếu không thể một chiêu đánh chết hắn thì đã ở trong thế không thể chết được rồi. Bên này tiêu hao bên kia hồi phục, cuối cùng, kỹ năng của lão hủ thấp hơn một bậc. Khi nói đến đây, sắc mặt của thánh nhân vẫn bình tĩnh như cũ. Trong những năm lão hủ đánh nhau với hắn, ta cảm nhận được dường như có khi vị trường sinh giả kỳ lạ này không có cảm xúc. Bởi vì không có cảm xúc nên chuyện gì hắn cũng dám làm. Nếu như lão hủ bị đánh bại thì không biết hắn sẽ làm gì với nho gia do lão hủ mở ra đây. Cộng thêm việc hắn không thuộc về bất cứ phe phái tu luyện nào trong thế giới này. Nên cũng không biết hắn sẽ đối phó với tất cả đạo hữu trên thế giới như thế nào. Sau khi kỹ năng của lão hủ thua một bậc, biết rõ không còn hy vọng sống sót. Trong mấy chục năm lão hủ đánh với vị trường sinh giả thần bí này, đôi bên sớm đã vào thế không chết không thôi. Giữa hắn và ta cũng chỉ một người có thể sống sót. Vì vậy,
lúc cuối cùng, lão hủ sử dụng một năng lực thiên phú. Đó là một thiên phú mà lão hủ thức tỉnh sau khi lĩnh ngộ được việc lấy nho làm đạo, nhưng lão hủ chưa từng sử dụng qua để đối phó hắn. Lúc sử dụng thiên phú này, năng lực của nó sẽ nuốt một phần tồn tại của kẻ bị thi pháp. Thiên phú này rất trừu tượng, đến giờ lão hủ vẫn không thể hiểu được nguyên lý của nó. Thế nhưng nếu thi pháp thành công, tồn tại của kẻ bị thi pháp sẽ không còn hoàn chỉnh. Loại tồn tại này cũng không phải thân thể hay linh hồn, sau khi kẻ bị thi pháp trúng chiêu, tuy rằng còn đứng trước mặt ta, không mất cọng lông nào. Thế nhưng tuy hắn còn đứng trước mặt ta nhưng tồn tại của hắn đã mất đi một phần, hắn đã không còn nguyên vẹn, không còn là hắn hoàn chỉnh. Sau đó, vị trường sinh giả này đã trở thành thiên đạo mới. Lão hủ cũng bị hắn giết chết, hồn phi phách tán. Lúc nói đến đây, giọng của thánh nhân rốt cuộc dừng lại. Cuộc đời của hắn đã chấm một dấu chấm tròn như vậy đấy. Hắn, hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, nói cách khác là thánh nhân đã chết đến mức không thể chết hơn, ngay cả khả năng chuyển thế cũng đã biến mất, mất đi tương lai. Nếu nói như vậy thì thánh nhân trước mắt này là gì? Tống Thư Hàng nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là thứ giống như có thể ghi hình lại? Trong lòng Hằng Hỏa Chân Quân, Lạc Trần Chân Quân, Túy Ước Cư Sĩ đều đang nghi hoặc y như hắn. Bởi vì trên người vị thánh nhân trước mắt này không hề có chút linh lực chấn động nào. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, vị thánh nhân này đã không ngừng kể lại cuộc đời oanh liệt của mình. Tống Thư Hàng, Hằng Hỏa Chân Quân đều thử trao đổi với hắn thế nhưng đối phương đều hề không để ý. Hay nó giống như đoạn ghi hình của vị trường sinh giả Trình Lâm kia nhỉ? Lạc Trần Chân Quân thầm nghĩ trong lòng. Hằng Hỏa Chân Quân cười khổ nói. Thánh nhân đã qua đời, đây là sự thật, ta còn đang mong đợi gì nữa chứ? Trong nháy mắt vừa rồi, hắn vô cùng khát vọng thánh nhân còn sống, có thể đi ra giúp cho nho môn trở về thời kỳ huy hoàng năm đó một lần nữa. Cho dù là sau khi thánh nhân đi ra thì cũng chỉ có thể nấp ở phía sau màn, không thể ra tay thêm lần nữa thì đối với người nho môn mà nói, đây vẫn sẽ là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn. Mình đây rơi vào ma chướng rồi. Hằng Hỏa Chân Quân nói thầm. Lúc các vị đạo hữu đang cảm thán, Bạch Tôn giả sờ sờ cằm, vẫn còn đang đánh giá đoạn ghi hình thánh nhân này. Tống Thư Hàng thầm thở dài, xem ra việc thư sinh thủy tinh lưu lại câu vạn thư sơn điên đảo, đầm thánh tịch. Chính là để người khác biết rõ hình ảnh chuyện cũ mà thánh nhân Nho Gia lưu lại sao? Đối với đệ tử Nho Gia mà nói thì đây có lẽ là bảo vật quan trọng. Nhưng mà đối với hắn thì thứ này vô dụng rồi. Lúc này, Bạch Tôn giả cười ha ha một tiếng, nói. Thánh nhân hồn phi phách tán, như vậy, ngươi lại tồn tại trong không gian này bằng cách nào đây? Nếu như lúc thánh nhân đang chiến đấu với thiên đạo mới đã hồn phi phách tán, vậy thì là ai đã ghi lại đoạn hình? Ảnh này. Đoạn hình ảnh này rõ ràng cho thấy thánh nhân đang kể lại, mà lúc kể lại này lại xảy ra sau khi đại chiến với thiên đạo mới. Thế nhưng sau khi vị thánh nhân kia tại nói hết thì không hề nhúc nhích, không trả lời mọi người. Thư Hàng. Ngươi lên sờ vị thánh nhân này thử đi. Bạch Tôn giả nói. Hở. Tống Thư Hàng chỉ bản thân, sau đó hắn lại nhìn về phía Hằng Hỏa Chân Quân. Nói sao đi nữa thì đây cũng là thánh nhân của Nho Môn, nếu như hắn đi lên sờ thì nhất định Hằng Hỏa Chân Quân sẽ không vui đâu nhỉ. Để ta lên. Lúc này, Hằng Hỏa Chân Quân cắn răng một cái, hắn tiến lên một bước, vươn tay ra chuẩn bị đụng vào vị thánh nhân này. Thế nhưng, tay của Hằng Hỏa Chân Quân mới vươn ra một nửa. Cơ thể thắn liền bay vòng ra ngoài, rơi xuống đất trông vô cùng thê thảm, nhưng thật ra loại ngã này đối với Hằng Hỏa Chân Quân mà nói chẳng hề mất đi cọng lông nào. Con mắt Hằng Hỏa Chân Quân phát sáng, nói. Thánh nhân! Của nhiên thánh nhân Nho Gia còn chưa chết. Xin lỗi nhé, vừa rồi ta bị thất thần. Lời trăng trối của thánh giả được phát hết rồi à? Lúc này, thánh nhân lại quay sang nói. Bây giờ ta đang trao đổi với mọi người thông qua một loại phương pháp không thể nói rõ. Vì vậy lâu lâu sẽ thất thần một chút. Lần này ngữ khí của hắn đã thay đổi, không hề dùng tự xưng lão hủ nữa. Hơn nữa vừa rồi, hắn mới vừa nói là lời trăng trối của thánh giả phát hết rồi à. Nói cách khác, quả nhiên bài tự thuật vô cùng ngầu lòi vừa rồi giống với kiểu ghi hình sao. Xin giới thiệu lần nữa. Vị thánh nhớ này mỉm cười, nói. Ta là Đầm Thánh Tịch. Tống Thư Hàng. Hồi nãy từng gặp Vạn Thư Sơn biết chơi trồng cây chuối. Một lát sau lại xuất hiện một Đầm Thánh Tịch hình người biết nói chuyện. Chương 742, thua ngay từ vạch xuất phát cuộc đời. Hằng Hỏa Chân Quân nhìn không được bèn hỏi.
Xin hỏi là ngươi có quan hệ gì với thánh nhân? Ngài, chính là thánh nhân sao? Không biết đầm thánh tịch này có phải là lá bài tẩy do thánh nhân để lại nhằm sống lại hay không? Sau khi tạo ra đạo của mình, kiếp tiên có được thiên mệnh chi tư có thể tiến thêm nửa bước trên cảnh giới kiếp tiên, trở thành trường sinh giả, hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ hao hết thọ nguyên. Mà sau khi thoát khỏi nguy cơ hao hết thọ nguyên, những trường sinh giả đều sẽ nghĩ hết mọi cách, lưu lại một lá bài tẩy để sống lại cho chính mình. Dù sao thì trường sinh giả cũng không phải thiên đạo, không hề bất hủ, vẫn có thể chết được. Mà chỉ cần có lá bài tẩy để sống lại, những trường sinh giả cho dù có chết đi ngoài ý muốn thì cũng có cơ hội ngóc đầu sống dậy. Tuy rằng lúc sống lại, nhất định phải trả một cái giá lớn, nhưng chỉ cần có cơ hội để làm lại lần nữa, dựa vào sự sắp xếp mà bọn hắn lưu lại khi còn sống thì sẽ có thể nhanh chóng trở lại thời kỳ đỉnh phong. Đầm thánh tịch, chính là lá bài tẩy để thánh nhân, sống lại, sao? Đầm thánh tịch, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt mong chờ của Hằng Hỏa Chân Quân, lắc đầu nói. Xin lỗi nhé, ta cũng không phải thánh nhân. Thánh nhân đã hồn phi phách tán từ đời nào rồi, không còn hy vọng sống lại nữa đâu. Thánh nhân đã chết trong trận chiến, tranh đoạt thiên đạo cuối cùng. Đối thủ của hắn đã trở thành thiên đạo. Làm gì có chuyện hắn sẽ cho, thánh nhân, cơ hội sống lại lần nữa cơ chứ? Cho dù năm đó, thánh nhân, có để lại lá bài tẩy để, sống lại, đi nữa, trước tiền đề là kẻ thù lớn nhất đã trở thành. Thiên đạo, những thứ hắn chuẩn bị để sống lại đều sẽ bị hủy hết cả. Trong lòng Hằng Hỏa Chân Quân lại thêm một lần thất vọng, bèn hỏi. Vậy tại sao ngài lại có thể tồn tại chứ? Ta là, đầm thánh tịch, là một thể hỗn hợp được sinh ra khi thánh nhân đại chiến với vị, trường sinh giả, thần bí kia, sử dụng, năng lực thiên phú, cắn một miếng, tồn tại, trên người vị, trường sinh giả, kia xuống. Đầm thánh tịch, đáp một cách thản nhiên. Cuối cùng vị, trường sinh giả, thần bí kia đã trở thành thiên đạo. Nếu như nói một cách miễn cưỡng thì, các ngươi có thể xem ta như sản phẩm của, thánh nhân, sau khi chết. Đầm thánh tịch, bổ sung thêm. Nghe thú vị đấy chứ. Ánh mắt Bạch Tôn giả nhìn chằm chằm vào, đầm thánh tịch, sau khi thánh nhân cắn một miếng, tồn tại, trên người, thiên đạo, xuống, sinh ra một tồn tại hỗn hợp. Muốn nghiên cứu hắn cho thỏa quá đi mất. Đầm thánh tịch, bị Bạch Tôn giả nhìn chằm chằm đến mức có thót cả tim. Như vậy, ngài, đầm thánh tịch, ngươi lưu lại trong không gian này, lại còn dẫn dắt chúng ta vào trong không gian này là có mục đích gì à? Tống Thư Hàng hỏi tiếp. Không phải là vì tuyên truyền cuộc đời ngầu bá cháy của thánh nhân nên mới kéo bọn hắn vào đây đấy chứ? Theo suy đoán của Thư Hàng, khả năng lớn nhất chính là vì muốn lưu lại các thứ như truyền thừa của thánh nhân. Ánh mắt Lạc Trần Chân Quân và Túy Cư Sĩ đều sáng lên, nếu như là truyền thừa của thánh nhân thì đừng nói là hai vị chân quân lục phẩm bọn hắn, ngay cả tôn giả thất phẩm, thậm chí là tồn tại bát phẩm, cửu phẩm đều sẽ cảm thấy hứng thú. Truyền thừa của thánh nhân là truyền thừa của trường sinh giả, đấy. Hơn nữa còn là trường sinh giả mạnh mẽ gần với thiên đạo nhất nữa. Đầm thánh tịch gật đầu nói. Lý do mà ta vẫn ở lại trong đây là muốn truyền thừa lại truyền thừa của thánh nhân. Quả nhiên là thế. Hai con mắt Tống Thư Hàng tỏa sang thư sinh nhẹ nhàng như ngọc, một thân áo nho, khí chất xuất trần. Đây mới là bức tranh tu chân mà hắn muốn. Lúc hắn mới bước vào tu chân, tu luyện là kim cương cơ sở quyền pháp. Trong lòng của hắn vẫn muốn tìm mấy môn công pháp nho ra để điều hòa một chút khi ở cảnh giới nhị phẩm. Nếu như có cơ hội lấy được truyền thừa của thánh nhân nho ra, thì hắn nhất định phải thử một lần. Tống Thư Hàng hỏi, phải làm sao mới có thể đạt được truyền thừa của thánh nhân thế? Khuôn mặt đầm thánh tịch nghiêm túc, nói, truyền thừa của thánh nhân không dễ lấy đâu. Hằng Hỏa Chân Quân ở một bên cũng hỏi đầy chân thành. Xin ngài hãy nói cho bọn ta biết cách để đạt được truyền thừa của thánh nhân. Vậy thì các ngươi nghe cho kỹ đây. Đầm thánh tịch ngồi thẳng, nói rất đỗi nghiêm túc. Đầu tiên ta sẽ hỏi các ngươi một câu, lúc các ngươi sinh ra có dị tượng trời giáng gì hay không? Ví dụ như tử khí đông lai, hoặc là mây lành phủ khắp trời đất, hoặc là có hào quang bao phủ khắp căn phòng ngươi sinh ra. Ít nhất thì cũng phải là các loại như thần long giáng xuống chứ. Tống Thư Hàng. Lúc nghe được những câu này của đầm thánh tịch, trong lòng hắn nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Không phải là muốn đạt được truyền thừa của thánh nhân thì sẽ phải y hệt như thánh nhân, lúc sinh ra cũng sẽ ngầu. Ngầu, ngầu, đấy chứ. Hằng Hỏa Chân Quân ở một bên lắc đầu, lúc hắn sinh ra thì không có dị tượng gì cả.
thực ra cho dù là khắp tu chân giới bây giờ cũng rất ít khi nghe nói vị tu sĩ nào có dị tượng trời giáng lúc chào đời. Lạc Trần Chân Quân cũng lắc đầu. Túy Nhạc cư sĩ cũng lắc đầu. Theo đó, mọi người đều không hẹn mà đưa mắt nhìn sang Bạch Tôn Giả, nếu như nói, người có khả năng có được dị tượng đầy trời nhất trong giới tu chân thì đó chính là Bạch Tôn Giả. Thế nhưng Bạch Tôn Giả cũng lắc đầu. Ta còn không biết lúc trước ta sinh ra như thế nào đây, ta nhớ lúc ta còn bé là một đứa trẻ mồ côi chưa từng gặp qua cha mẹ của mình. Từ khi ta có ý thức thì ta đã tự sống một mình rồi. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Sao có thể như vậy chứ? Khuôn mặt của Hằng Hỏa Chân Quân, Lạc Trần Chân Quân, Túy Ước cư sĩ đều ngập vẻ không dám tin. Rốt cuộc là cha mẹ kiểu gì mới có thể nhẫn tâm vứt bỏ Bạch Tôn Giả khi còn nhỏ đây? Hay nói cách khác, cha mẹ của Bạch Tôn Giả phải mù tới mức nào mới có thể vứt bỏ hắn khi còn bé chứ? Đây là một phúc tinh đó, chỉ cần đặt trong nhà thôi cũng có thể đảm bảo tiền tài chảy vào như nước, mọi thứ đều may mắn mà. Nếu ôm hắn lúc còn bé, nói không chừng còn có thể dẫm lên các loại thiên tài địa bảo ấy chứ. Không đúng, chờ chút đã. Đột nhiên Tống Thư Hàng nhớ tới một việc. Dường như may mắn của Bạch Tôn Giả là có điều kiện tiên quyết. Vận may của hắn luôn luôn có, nguy hiểm tính mạng, đối với, những người xung quanh. Ví dụ như Hoàng Sơn Chân Quân đã từng nói, lúc đi dạo phố với Bạch Tôn Giả, đang đi thì đột nhiên có thiên thạch từ trên trời rơi xuống bên cạnh hắn. Nếu không phải lúc ấy tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh thì khối thiên thạch kia đã trực tiếp nện lên người hắn rồi. Mà sau khi Bạch Tôn Giả cắt khối thiên thạch kia ra đã lấy được số lượng lớn tài liệu kim loại hiếm có của tu chân giới, sau đó chia đều với Hoàng Sơn Chân Quân. Nói cách khác, muốn ăn ké được vận may của Bạch Tôn Giả, thì đầu tiên mạng ngươi phải đủ cứng cái đã. Trước tiên ngươi phải đảm bảo ngươi sống được mới tính. Nếu nghĩ như vậy thì có lẽ có thể hiểu được đôi chút nhỉ. Lúc này, Đầm Thánh Tịch thở dài. Xem ra lúc các ngươi sinh ra đều không kèm theo dị tượng. Nếu như vậy thì thật đáng tiếc, các ngươi không có tư cách kế thừa, truyền thừa của thánh nhân rồi. Điều kiện quan trọng nhất trong truyền thừa của thánh nhân là lúc sinh ra, nhất định phải kèm theo dị tượng. Tống Thư Hàng. Ba vị chân quân. Bạch Tôn Giả. Quả nhiên, đây quả thực là thua hoàn toàn ngay từ khi mới sinh ra mà. Một lát sau, Bạch Tôn Giả cười lớn. Nói cách khác, chúng ta vất vả khổ cực để vào trong cái động phủ này, cuối cùng đều là công dã tràng sao. Xem ra là vậy rồi. Lạc Trần Chân Quân đáp. Túy Dược cư sĩ thở dài. Thật đáng tiếc, truyền thừa của thánh nhân ở ngay trước mắt lại không thể nào đạt được. Đã định trước là tuyệt học nho gia vô duyên với ta rồi sao? Tống Thư Hàng khẽ thở dài. Hằng Hỏa Chân Quân chắp hai tay sau lưng, đầu hắn nhanh chóng chuyển động. Hắn đang nhớ lại, trong hàng ngũ đệ tử nho gia có vị nào khi sinh ra có mang theo, dị tượng, hay không? Đồng thời, trong lòng của hắn còn có một kế hoạch, là lúc thực hiện kế hoạch, sinh nhiều đẻ nhiều rồi. Để đám thanh niên nho gia kia nhanh chóng chăm chỉ chồng người. Sinh được nhiều rồi, có khi nào sẽ sinh ra được một hai đứa có dị tượng không nhỉ? Đang lúc mọi người thất vọng hay tiếc nuối, hay đang dự định làm gì đó? Bạch Tôn Giả nói. Nếu như mọi người đều không thu hoạch được gì thì không bằng để ta nghiên cứu, Đầm Thánh Tịch một chút nhé. Nói thật, hắn không có hứng thú với, truyền thừa thánh nhân, lắm. Trên người hắn có rất nhiều công pháp, võ kỹ. Pháp thuật, truyền thừa, có cái tự sáng tạo, có cái có được khi trao đổi, có cái lấy được lúc mạo hiểm, có cái bị nhét vào tay khi gặp được rất nhiều tu sĩ giả sắp tắt thở. Bạch Tôn Giả luyện cũng luyện không hết. Thêm hay thiếu một cái, truyền thừa thánh nhân, cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. So ra thì hắn rất có hứng thú với cái, Đầm Thánh Tịch này. Đây là thứ liên quan tới, thiên đạo, đó, không biết là rốt cuộc hắn là có máu có thịt hay không đây? Hay là có kết cấu giống linh thể nhỉ? Hay chỉ thuần túy là một dạng năng lượng mà thôi đây? Vậy là, Bạch Tôn Giả chậm rãi tới gần Đầm Thánh Tịch. Ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, cho dù ngươi có là tôn giả thất phẩm đi nữa. Nhưng trước khi chạm được vào ta cũng sẽ bị bắn bay đấy. Ta là tồn tại rất đặc biệt, người đừng có tự làm hại mình. Đầm Thánh Tịch nhắc nhở. Bạch Tôn Giả cười hì hì một tiếng, vẫn chậm rãi tới gần như trước. Khung cảnh này nhìn qua trông khá vui mắt. Tống Thư Hàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Hy vọng Đầm Thánh Tịch sẽ không bị Bạch Tiền Bối phá hỏng. Bạch Tiền Bối tháo đồ rất lợi hại, nhưng kỹ thuật lắp ráp lại rất ư là nát. Chờ chút, tiểu hữu ngươi mới vừa nói gì đấy? Lỗ tai Đầm Thánh Tịch khá là thính,
thoáng cái đã nghe được lời thì thào của Tống Thư Hàng, bèn hỏi ngay. Hắn muốn tháo ta ra sao? Bạch Tôn Giả nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng một cái, sau đó vội vàng lên tiếng trấn an. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không tháo ngươi ra. Dù sao ngươi cũng coi như là có sinh mệnh, chứ có phải đồ điện đâu. Nhiều nhất là ta nghiên cứu chút thôi, sẽ không làm ngươi bị thương đâu mà. Ta từ chối. Đầm Thánh Tịch kêu lớn. Đừng qua đây, đừng có đi qua nữa. Tới nữa là ta bắn ngược ngươi về đó. Đầm Thánh Tịch có cảm giác trên người vị Tôn Giả này lạ lắm, không ngờ lại cảm ứng được chấn động, năng lực không gian trên người hắn. Không lẽ mới thất phẩm là đã nắm giữ pháp tắc không gian rồi đấy chứ? Nếu như đối phương vận dụng sức mạnh không gian thì sẽ có thể chạm vào hắn rồi. Đang lúc nghĩ như vậy hắn thật sự thấy được trên tay Bạch Tôn Giả nổi lên chấn động không gian. Đậu xanh, đây là loại người gì vậy? Mới thất phẩm đã có thể sử dụng sức mạnh không gian rồi sao? Đầm Thánh Tịch kinh ngạc, sau đó dường như hắn nhớ tới cái gì đó, bèn nói. Đừng gấp, đúng rồi đừng gấp. Tuy rằng các ngươi không lấy được truyền thừa thánh nhân, thế nhưng ta cũng có những thứ khác tặng cho các ngươi. Thứ gì vậy? Hằng Hỏa Chân Quân phối hợp hỏi. Ta phát, thánh nhân giảng pháp, cho các ngươi nghe một lần nhé. Không chỉ vậy, mỗi người các ngươi đều có thể học được một loại pháp thuật hoặc là bí thuật từ ta nữa. Đầm Thánh Tịch vội nói. Chương 743, nho ra kim cương thân này là cái quỷ gì thế? Thánh nhân giảng pháp ư? Hai mắt Hằng Hỏa Chân Quân sáng lên. Nếu như hắn có thể nghe thánh nhân giảng pháp một lần, nói không chừng có thể có cảm ngộ gì đó, nhân cơ hội nâng tu vi đang ở lục phẩm của mình lên một cảnh giới nữa. Lạc Trần Chân Quân và Túy Nguyệt cư sĩ cùng gật đầu, cho dù không lấy được truyền thừa của thánh nhân nhưng nếu như có thể nghe thánh nhân giảng pháp một lần, còn có thể học được một số bí pháp nữa thì lần này không lỗ chút nào. Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Chúng ta có thể học được những bí pháp gì thế? Động tác của Bạch Tôn Giả dừng lại một chút, trong lòng hắn dường như đang giao chiến. Rốt cuộc là nên nghiên cứu Đầm Thánh Tịch hay là đi nghe thánh nhân giảng pháp, học thêm một môn bí pháp đây? Đầm Thánh Tịch nhân lúc còn nóng bèn nói ngay. Ha ha, câu hỏi này của tiểu hữu đúng thật là. Tuy rằng ta không phải là thánh nhân nhưng ta biết ngàn vạn bí pháp. Ngươi nói xem, ngươi muốn có bí pháp như thế nào hả? Ta muốn có bí pháp ngự kiếm phi hành, có bí pháp nào có thể khiến ta ngự kiếm được khi ở cảnh giới tam phẩm không? Tống Thư Hàng thử hỏi. Dựa vào sức mạnh của mình để bay lượn trên không trung là ước mơ của hắn khi bắt đầu tu chân. Nhưng giờ hắn còn cách cảnh giới tứ phẩm khá xa, còn lâu nữa mới có thể ngự kiếm phi hành. Ở đâu ra bí pháp như thế hả? Ngươi ngoan ngoãn tu hành cho ta, đến tứ phẩm rồi lại ngự kiếm phi hành, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Đầm Thánh Tịch cắn răng nói. Tống Thư Hàng. Hơn nữa ngươi nghĩ mà xem, cho dù dưới gầm trời này có bí pháp như thế thật, nhưng ngươi học loại bí pháp này không phải lỗ to à? Ngươi dùng cơ hội học bí pháp không dễ có được này để học một việc mà sau khi tấn thăng lên tứ phẩm ai ai cũng có thể làm được đây không phải là lãng phí à? Đầm Thánh Tịch dốc lòng khuyên bảo. Cũng đúng. Tống Thư Hàng nói, không hổ là tồn tại có liên quan đến thánh nhân, bản lãnh dạy bảo khuyên nhủ đệ tử đúng là thiên hạ vô song. Ngươi lại nghĩ cẩn thận xem, ngươi có cần bí pháp nào nữa không? Đầm Thánh Tịch nói, để ta nghĩ kỹ rồi lại nói. Tống Thư Hàng nói với vẻ nghiêm túc. Được, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đừng để lỡ cơ hội lần này. Đầm Thánh Tịch nói xong thì nhìn sang ba vị chân quân và Bạch Tôn Giả. Mấy vị có bí pháp gì muốn học không? Ta có, ta có. Bạch Tôn Giả giơ tay lên, nói. Mời nói. Trên mặt Đầm Thánh Tịch lộ ra nụ cười ôn hòa. Ta muốn có bí thuật mà lúc thánh nhân và trường sinh giả, thần bí kia chiến đấu với nhau, một ngụm được một phần tồn tại của đối phương. Bạch Tôn Giả vui vẻ nói. Đầm Thánh Tịch, Bạch Tôn Giả lập tức thu lại nụ cười. Không được à. Đầm Thánh Tịch cười khổ, nói. Đó không phải là bí thuật, mà là năng lực thiên phú đấy. Năng lực thiên phú là bản năng, ta làm sao mà dạy ngươi được hả? Vì thế, đạo hữu chọn một cái khác đi nhé. Bạch Tôn Giả thất vọng nói. Được, để ta nghĩ đã. Đầm Thánh Tịch thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn ba vị chân quân. Ba vị đạo hữu thì sao? Túy Duyệt cư sĩ nhanh chóng tiến lên trước, nói. Xin hỏi có bí thuật nào khiến cho cảm giác tồn tại trở nên mạnh hơn không? Nếu như không có thì có bí thuật nào khiến người khác ít nhất cũng nhớ được tên của ta ấy.
Đâm thánh tịch, trên mặt Túy Duyệt cư sĩ tràn đầy vẻ mong đợi, tuy rằng hy vọng rất xa vời nhưng đối phương là truyền thừa của thánh nhân, biết đâu lại có bí thuật như thế cũng nên. Một lúc sau, đâm thánh tịch thử hỏi dò. Đạo hữu, ngươi tên là gì? Túy Nguyệt cư sĩ, đạo hiệu của ta là Túy Nguyệt. Túy Nhạc cư sĩ nói. Đâm thánh tịch gật đầu, dường như ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói. Túy Nhật cư sĩ, tên hay quá. Ấy, không đúng, sai rồi. Đâm thánh tịch kinh ngạc nhìn sang Túy Nguyệt cư sĩ. Có phải ngươi đã tu luyện loại công pháp đặc biệt nào đó không? Túy Việt cư sĩ gật đầu thật mạnh. Kiến nghị của ta là, ngươi hãy nỗ lực tu luyện. Đợi đến lúc ngươi tu luyện đến nhân tiền hiển thánh bát phẩm thì bất cứ ai cũng không thể quên tên của ngươi được. Đâm thánh tịch trầm giọng nói. Nhưng ta còn cách bát phẩm xa lắm. Túy Nhạc cư sĩ không cam lòng nói. Chẳng lẽ đến cả thánh nhân cũng không có bí thuật như thế sao? Rất tiếc, thánh nhân đích thực không có bí thuật nào như thế. Đâm thánh tịch xin lỗi. Bởi vì thánh nhân vốn không cần dùng đến bí pháp như thế. Thánh nhân độc nhất vô song, gần như có thể nói là vô địch đương thời, năm đó có thể xưng là người đệ nhất dưới thiên đạo. Trong thiên hạ có ai không biết người? Trong tình huống như thế, người còn cần bí pháp như vậy, rảnh háng quá à? Túy Dược cư sĩ u buồn thở dài một hơi. Vì thế, đạo hữu người cũng nghĩ bí pháp khác đi. Đâm thánh tịch nói nhỏ, đù má, mấy tên này đã bàn với nhau làm hắn xấu mặt đấy à? Bí pháp mà họ cần, càng ngày càng kỳ quái. Bí pháp mà ba người này muốn hắn đều không có, mất mặt to rồi. Vậy thì hai vị đạo hữu còn lại, các người có bí pháp nào muốn học không? Cuối cùng đầm thánh tịch nhìn sang Lạc Trần chân quân và Hằng Hỏa chân quân. Hắn hy vọng hai vị đạo hữu này có thể bình thường một chút, đừng có đưa ra mấy yêu cầu kỳ quái nữa. Lạc Trần chân quân nhún vai nói. Ta không hiểu nhiều về bí pháp của thánh nhân, chi bằng, ngươi cho ta rút thưởng một lần được không? Rút chúng cái gì thì học cái đấy. Gia đình Lạc Trần chân quân có tiếng học thức uyên thâm, hắn là hậu nhân của ngũ tu, thần công và bí thuật gia truyền còn chưa học hết. Nhưng đối phương là truyền thừa của thánh nhân Nho Môn, bí pháp của thánh nhân hắn nhất định phải học. Đâm thánh tịch, không có chức năng rút thưởng sao? Lạc Trần chân quân hỏi với vẻ nghi hoặc. Xin chờ cho một lát, lát nữa ta sắp xếp xong tất cả các bí pháp rồi tạo một chức năng rút thưởng cho ngươi. Đâm thánh tịch muốn khóc rồi, mấy tên này không có tên nào bình thường được sao? Lạc Trần chân quân nhún vai, nói. Ta không vội, không sao đâu, Hằng Hỏa chân quân trước đi. Hằng Hỏa chân quân tiến lên trước một bước, hắn đã nghĩ xong muốn học bí pháp gì từ lâu rồi. Ta muốn học bí thuật đấu pháp, thánh bút đấu chiến pháp của thánh nhân. Đây là bí thuật đấu chiến mà thánh nhân tự sáng tạo ra, tổng cộng có 24 cái tự phù cổ văn, nhưng lại có thể tổ hợp thành các loại cổ văn khác nhau. Đây là bí thuật dùng bút viết nên đạo lý thiên hạ, thật sự. Có điều về sau Nho gia trải qua mấy lần biến cố, môn bí thuật đấu chiến này cũng không còn nguyên nữa. Hằng Hỏa chân quân đã muốn có được thánh bút đấu chiến pháp hoàn chỉnh từ lâu rồi. Không thành vấn đề, ngươi tới đây, đi vào trong phạm vi cách ta khoảng 1 mét rồi ngồi xuống, ta truyền thụ cho ngươi thánh bút đấu chiến pháp. Đâm thánh tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là người của Nho gia, thân thiết hơn, không làm khó dễ cho mình. Hằng Hỏa chân quân tiến lên trước vài bước, đi đến phạm vi 1 mét quanh đầm thánh tịch, khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, ý thức của hắn bị đưa vào một không gian thần bí, bắt đầu quan sát quá trình thánh nhân tự sáng tạo, cải tiến bí thuật thánh bút đấu chiến pháp. Đây hình như là đi thẳng vào một phần trí nhớ của thánh nhân thì phải. Cơ hội thế này không thua gì nghe, thánh nhân giảng pháp một lần. Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Hằng Hỏa chân quân xong, đâm thánh tịch dở khóc dở cười mời Lạc Trần chân quân tiến lên, ngồi bên cạnh Hằng Hỏa chân quân. Hắn sắp xếp lại hết tên của tất cả bí thuật ở trong đầu của mình. Sau đó dẫn Lạc Trần chân quân vào không gian. Ý thức của mình, tất cả các bí thuật đều biến thành một đốm sáng nhỏ. Đâm thánh tịch để Lạc Trần chân quân tự tiến lên chọc, chọc chúng đốm sáng nào thì lấy được bí pháp bên trong điểm sáng đấy. Lạc Trần chân quân mỉm cười bước lên trước, tùy ý chọc vào một đốm sáng nhỏ. Bí pháp, Long Phượng Ấn, đây là một bí pháp rất đặc biệt, cần nam tu, Long Ấn, nữ tu, Phượng Ấn, lúc đánh nhau với kẻ địch thì hai bên liên thủ, tế ra, Long Phượng Ấn, uy lực kinh người. Trước khi tu luyện những công pháp hợp luyện này đều cần có một tiền đề. Hai bên nam nữ cần có sự ăn ý, nếu như là người yêu,
phù thê hợp luyện thì hiệu quả càng tốt hơn. Nói cách khác, công pháp này không thuộc về mấy kẻ FA. Cũng tức là, ta cần tìm một nữ tu sĩ ăn ý với mình mới có thể tu luyện bí pháp này sao? Đây là đang nhắc ta đã đến mùa yêu đương rồi đấy à? Lạc Trần Chân Quân cười ha ha. Đầm Thánh Tịch. Không dễ gì mới xong hai người. Đầm Thánh Tịch lại nhìn sang Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng, Túy Viết Cư Sĩ. Ba vị đạo hữu, các người nghĩ xong chưa thế? Bạch Tôn Giả nói. Để ta nghĩ tiếp đã, nếu lát nữa ta vẫn không nghĩ ra thì ta cũng dùng cách rút thưởng vậy. Không thành vấn đề, người vui là được. Đầm Thánh Tịch cười gượng, nói. Túy Nguyệt Cư Sĩ nói. Ta cũng nghĩ kỹ chút đã, hay là Thư Hàng tiểu hữu trước đi. Được, để ta vậy. Tống Thư Hàng đứng lên, nói. Xin hỏi, người có thể giúp ta nhìn xem bây giờ ta thích hợp với loại bí pháp nào không? Tống Thư Hàng không biết gì về bí pháp của thánh nhân cả, vì thế, chỉ bằng giao quyền quyết định cho vị, Đầm Thánh Tịch, nhìn qua có vẻ kinh nghiệm phong phú này, để hắn xem mình thích hợp với loại công pháp nào. Tiểu tử này cũng thông minh đấy chứ. Đầm Thánh Tịch cười ha ha, nói. Ngươi đứng vững nhé, để ta xem cho ngươi. Vì thế, hắn bắt đầu đánh giá Tống Thư Hàng. Đột nhiên Tống Thư Hàng cảm thấy cơ thể của mình có cảm giác bị nhìn thấu. Đứng trước Đầm Thánh Tịch, dường như bản thân không có bí mật nào cả. Tiểu tử, trụ cột của ngươi rất tốt, tuy nhiên chỉ có cảnh giới tam phẩm, nhưng chân khí dạng lỏng, trong người ngươi lại có một số đặc thù của cảnh giới tiên thiên tứ phẩm rồi, lượng của chân khí cũng vô cùng thâm sâu. Hơn nữa thể chất của ngươi cũng tốt, xem ra đã khắc khổ luyện tập nhiều năm. Còn có tinh thần lực, có kỳ ngộ gì sao? Tinh thần lực của ngươi lại còn cường đại hơn cả thể chất. Đầm Thánh Tịch từ từ nói. Tống Thư Hàng gật đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như đã tu luyện công pháp luyện thể phần tay. Thú vị đấy, nếu như thế thì ngươi cũng xem như có trụ cột luyện thể. Nếu đã thế thì, chỗ ta đích thực có một môn bí pháp rất thích hợp để ngươi tu luyện. Đầm Thánh Tịch tán thưởng, nói. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng lên, chứa đầy mong chờ. Tiếp đó, Tống Thư Hàng theo lời dặn dò của Đầm Thánh Tịch ngồi xuống bên cạnh Lạc Trần Chân Quân, ngắm mắt ngẫm nghĩ. Không lâu sau đó, ý thức của hắn bị dẫn vào một không gian. Tại đó hắn thấy được thánh nhân đang sáng tạo một môn công pháp. Công pháp đó có một cái tên kỳ quái là Nho Gia Kim Cương Thân. Tống Thư Hàng, Nho Gia Kim Cương Thân là cái gì chứ hả? Nho Gia sao lại có cái bí pháp quái quỷ này chứ? Chương 744, mức độ khó 3.9. Mấy cái bí thuật như Kim Cương Thân này không phải là kỹ năng của Phật môn sao, vì sao Nho Môn cũng xuất hiện bí kỹ này chứ? Còn đặc biệt nhắc nhở mọi người đây là, Nho Gia Kim Cương Thân, nữa chứ? Kim Cương Thân của Nho Gia, cái quái gì thế này? Đừng nhìn lúc ta mặc quần áo trông gầy thế này nhé, sau khi ta cởi quần áo thì toàn là cơ bắp đấy, là cảnh tượng thế này sao? Quái gì quá sức? Hơn nữa, đệ tử Nho Gia đều mặc Nho Sam phiêu giật, ngự kiếm theo gió, cầm quạt lông buộc khăn chít đầu, trong lúc nói cười, ánh sáng tỏa ra bốn phía, như thế không phải rất tốt sao? Tập cơ bắp làm gì chứ? Tống Thư Hàng quá sơ ý, hắn hoàn toàn không ngờ tới Nho Gia sẽ có công pháp luyện thể, thế là chúng chiêu ngay lập tức. Nếu như sớm biết Nho Gia có công pháp luyện thể thì có đánh chết hắn cũng sẽ không để Đầm Thánh Tịch chọn công pháp giúp rồi. Trên thực tế, trong giới tu sĩ, uy danh công pháp luyện thể của Nho Gia không hề kém hơn Phật môn. Trước đây khi nói về cuộc đời của mình, thánh nhân của Nho Gia đã từng nói rằng, lão hủ dùng văn nhập đạo. Dùng chính khí tôi luyện thể phách, dùng chân lý buộc bụng, dùng bút viết nên đạo lý trời đất. Với đệ tử Nho Gia, tôi luyện thể phách cũng là một trong những khâu quan trọng trong quá trình tu hành. Nhưng Nho Gia dùng chính khí để tôi luyện thể phách, khác với con đường của Phật môn. Tống Thư Hàng hét lớn. Đợi một chút, Đầm Thánh Tịch, có thể đổi một bí pháp khác không? Nhưng đã muộn rồi, Đầm Thánh Tịch đã giao hàng. Một khi hàng đã giao thì không thể trả lại. Ý thức của Tống Thư Hàng tiến vào ký ức của thánh nhân, bắt đầu thưởng thức quá trình Nho Gia thánh nhân sáng tạo nên, Nho Gia Kim Cương Thân. Thánh nhân Nho Gia rất lợi hại, còn lợi hại hơn trong lời tự thuật của hắn nhiều. Với hắn, tự sáng tạo ra một môn công pháp dễ như sáng tác một bài thơ hay viết một bài văn vậy. Chỉ cần một suy nghĩ, một ý tưởng hiện lên thì hình dạng ban đầu của một môn công pháp, một bí thuật đã hiện lên trong đầu của hắn. Sau khi sửa chữa thử nghiệm một môn công pháp đã thành hình. Lúc này Tống Thư Hàng đang quan sát thánh nhân Nho Gia nảy ra ý tưởng, tạo kết cấu ban đầu cho Nho Gia Kim Cương Thân.
Sau đó, là quá trình bắt đầu sửa chữa, thử nghiệm bí pháp này. Thời gian cứ thế trôi đi. Tống Thư Hàng không biết mình đã ở trong ký ức bao lâu rồi. Bởi vì những đoạn ký ức này chỉ là tập hợp tất cả ký ức liên quan đến quá trình thánh nhân Nho Gia sáng tạo ra. Nho Gia kim cương thân, mà thôi, không lẫn lộn với mấy chuyện như cuộc sống thường ngày của thánh nhân. Giống như video ghi chép thực nghiệm trong phòng thí nghiệm hiện đại vậy. Thực nghiệm bắt đầu thì mới quay. Thực nghiệm kết thúc thì không quay nữa. Thánh nhân không ngừng thực nghiệm, tu sửa, Nho Gia kim cương thân, Tống Thư Hàng cũng vứt bỏ hết tất cả tạp niệm, hòa vào quá trình thánh nhân sáng tạo nên Nho Gia kim cương thân. Sau nhiều lần tu sửa và thực nghiệm, cuối cùng thánh nhân Nho Gia cũng hoàn thành Nho Gia kim cương thân. Sau khi trải qua đoạn ký ức đó, Tống Thư Hàng cũng nắm rõ môn bí pháp này. Bởi vì hắn tham dự vào toàn bộ quá trình thánh nhân sáng tạo nên Nho Gia kim cương thân, quá trình này cuối cùng trở thành kinh nghiệm quý báu của hắn. Có những kinh nghiệm này rồi, hắn hiểu rất rõ về Nho Gia kim cương thân. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn có lòng tin có thể nhanh chóng tu luyện Nho Gia kim cương thân, đến cảnh giới đại thành. Sau khi nắm được bí thuật, ý thức của Tống Thư Hàng lui ra khỏi các đoạn ký ức của thánh nhân, trở về thân thể của mình. Trong lúc ý thức trở về, trong lòng Tống Thư Hàng lại có một vài nghi hoặc. Trong cả quá trình, Nho Gia thánh nhân hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Tu vi của Nho Gia thánh nhân có thể xưng là đứng đầu dưới thiên đạo. Tu vi của thánh nhân chắc chắn còn mạnh hơn Xích Tiêu Tử tiền bối, người tuyển thụ hỏa diễm đao cho hắn. Nhưng lúc đầu, khi hắn nhập mộng vào hồi ức cuộc đời của tán tu, Lý Thiên Tố, đạo trưởng, bắt gặp cảnh Xích Tiêu Tử đạo trưởng đang truyền thụ kiếm pháp lại cho Lý Thiên Tố. Lúc ấy, ánh mắt của Xích Tiêu Tử đạo trưởng xuyên qua thời gian và không gian, nhìn thẳng vào mắt của Tống Thư Hàng, cảm nhận được Tống Thư Hàng đang nhìn trộm. Mượn thời gian Tống Thư Hàng nhập mộng, Xích Tiêu Tử đạo trưởng đã truyền thụ lại cho Tống Thư Hàng hỏa diệm đao độc môn của mình là phần thiên hỏa diễm đao. Đến cả Xích Tiêu Tử đạo trưởng còn có thể làm được điều này, vậy tại sao lúc hắn trải qua ký ức thánh nhân sáng tạo công pháp thì thánh nhân lại không cảm ứng được hắn đây? Là vì lần này không phải là trạng thái nhập mộng sao? Hay là vì thánh nhân đã thân tử đạo tiêu rồi? Có lẽ là cả hai lý do trên. Thánh nhân Nho Gia lợi hại như thế, thật sự đã thần hình câu diệt rồi sao? Ý thức của Tống Thư Hàng đã trở về thân thể của mình, hắn phát hiện ra Hằng Hỏa Chân Quân, Lạc Trần Chân Quân đều đang trong ký ức truyền thụ bí thuật. Xem tình hình này thì bí thuật mà hai vị chân quân muốn học phức tạp hơn, Nho Gia kim cương thân của hắn nhiều. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Minh Nguyệt Kỳ thời hữu, cư sĩ đang ngồi xếp bằng, cũng đang ở trong ký ức truyền thụ bí thuật. Còn Bạch Tôn Giả thì lại mỉm cười ngồi ở cách đó không xa. Trước mặt Bạch Tôn Giả có bảy bàn trà, ở trên có một bình trà ngon và trà cụ. Tay Bạch Tiền Bối bưng một ly trà nóng, hít nhẹ một hơi. Bạch Tiền Bối, ngươi hoàn thành truyền thừa bí thuật qua ký ức rồi sao? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Lấy được một bí thuật khiến ta rất hài lòng, bí pháp áp xúc không gian phát nổ, uy lực khá mạnh, nhưng lúc học có chút khó khăn, cũng không biết ta có thể học được không. Bạch Tôn Giả cười nói. Thư Hàng tiểu hữu thì sao, ngươi học được bí thuật gì rồi? Tống Thư Hàng thở dài một hơi buồn bã. Nho Gia kim cương thân. Ồ, bí thuật này ta cũng từng nghe nói đến. Đâm thánh tịch này cũng có mắt nhìn đấy, bây giờ ngươi uống long ma dược tề, dược lực trong cơ thể chưa kịp tiêu hóa. Mà, Nho Gia kim cương thân, này lại rất thích hợp với ngươi. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng gật đầu, nói. Tuy rằng không mong có được bí pháp như kim cương thân lắm, nhưng quá trình tu luyện, Nho Gia kim cương thân, này cũng khá đặc biệt. Mấy bí pháp luyện thể thông thường đều yêu cầu người luyện thể cắn răng khổ luyện, từ đó tăng cường thể phách của bản thân. Nhưng thánh nhân của Nho Gia lại dùng cách khác. Lúc tu luyện thì không cần phải một mực khổ luyện mà chú trọng viết chính tả nội dung phần, chính khí tôi thân, trong, Nho Gia kim cương thân. Trong lúc viết áng văn này, kết hợp với bí pháp, Nho Gia kim cương thân, là có thể, dùng chính khí tôi luyện thể phách, khiến cho thể chất của đệ tử Nho Gia càng ngày càng mạnh. Theo lẽ thường, cùng là luyện thể, công pháp luyện thể thông thường giống như đi phòng tập gym, luyện tập đủ các loại, sau đó dùng phương pháp khoa học để luyện ra một thân cơ bắp chói mắt. Mà luyện thể pháp của Nho Gia chính là ngồi ở nhà viết chữ là có thể đạt được hiệu quả tương tự, hoàn toàn là một cách thức không tưởng. Đương nhiên, kiểu, viết chữ, này của Nho Gia cũng không hề nhẹ nhàng. Mỗi một chữ trong phần, chính khí tôi thân, đều có sức nặng ngàn cân, viết hết cả chương này thì có hiệu quả như khổ luyện,
Cộng thêm, dùng chính khí tôi luyện thể phách là có thể đạt được hiệu quả tôi luyện thân thể 1 cộng 1 bằng 2. Lúc trước, sau khi Đầm Thánh Tịch nhìn ra Tống Thư Hàng tu luyện công pháp luyện thể cho cánh tay thì liên tục nói, nhỏ ra kim cương thân, rất phù hợp với Tống Thư Hàng. Đó là vì với cảnh giới tu vi hiện nay của Tống Thư Hàng, nếu như không có cánh tay rắn chắc, thì khó mà cầm bút viết hết cả thiên, chính khí tôi thân, được. Có cánh tay rắn chắc, cộng thêm nghị lực thì hắn mới có cơ hội tu luyện, nho ra kim cương thân. Dù gì cũng là bí pháp mà thánh nhân sáng tạo ra, nên tất sẽ đặc biệt hơn người. Bạch Tôn Giả nhấp một ngụm trà, nói tiếp. Muốn uống trà không, xem tình hình này thì mấy người Lạc Trần đạo hữu còn cần thêm chút thời gian nữa. Vâng ạ. Tống Thư Hàng gật đầu, đến bên Bạch Tôn Giả và ngồi xuống. Trà ngon của Bạch Tiền Bối bình thường khó mà được uống. Hiệu quả tốt hơn cả, linh mạch bích trà, bình thường nhiều. Ở Vạn Thư Sơn trong Bạch Vân Thư Viện, các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 đang học, thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú, với đề đao thư sinh Tô Văn Khúc. Đề đao thư sinh viết hai bài văn này ra. Các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 bắt đầu ghi nhớ chúng. Mỗi một đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 đều là người thiên tư hơn người. Tuy rằng không biết những chữ cổ phức tạp kia, nhưng với trí nhớ cường đại, họ cố nhớ thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú, như nhớ những bức tranh, hoàn toàn không có vấn đề gì. Được rồi, ta đã nhớ hết toàn bộ rồi. Diệt Phượng công tử cười ha ha, hắn nhớ nhanh nhất. Bởi vì là học vẹt nên hắn sợ mình sẽ nhớ sai, vì thế mỗi một nét bút của từng chữ hắn đều cố ghi nhớ kỹ. Đến cả việc mấy nét lượn sóng ở bộ bên dưới của những chữ cổ đó có mấy gợn sóng hắn đều nhớ rõ rành rành, không thiếu một chữ. Chư vị đạo hữu, ta đi trước một bước đây. Diệt Phượng công tử dứt lời thì cười ha ha, nhảy từ phía trên hồ ánh sáng xuống dưới. Tuyển thủ Diệt Phượng công tử sử dụng phương thức nhảy thẳng đứng, hệ số độ khó của tư thế nhảy xuống nước thẳng đứng là 0. Sau đó, cơ thể của Diệt Phượng công tử xuyên thấu qua hồ nước ánh sáng, rơi xuống dưới đất. Diệt Phượng công tử, thất bại rồi. Vẫn thất bại à? Diệt Phượng công tử nói với vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ yêu cầu để vào được thánh tịch trì, không phải là nhớ được thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú sao? Diệt Phượng công tử không được rồi, để ta thử xem. Tuyết Lang động chủ bật cười, hắn bước đến bên hồ ánh sáng một cách tràn đầy tự tin. Trí nhớ của hắn vô cùng xuất sắc, vừa này còn nhớ đi nhớ lại mấy lần, vì hắn không biết văn tự cổ, lo mình sẽ nhớ sai nên hắn nhớ kỹ từng đồ án của mỗi một văn tự cổ trong lòng. Đến cả việc mấy nét lượn sóng ở bộ phía dưới của chữ có mấy gợn sóng hắn đều nhớ rành mạch, không thiếu một nét nào. Xem ta đây. Tuyết Lang động chủ vươn người lên nhảy vào trong hồ ánh sáng. Tuyển thủ Tuyết Lang động chủ cũng sử dụng phương thức nhảy thẳng, lúc rơi xuống cũng là rơi thẳng, độ khó là 0, tiếp đó cơ thể của Tuyết Lang động chủ cũng xuyên qua hồ ánh sáng đó, hạ xuống dưới đất. Hà tương đương, Diệt Phượng công tử đứng bên cạnh vô tình cười nhạo công kích hắn. Ai ya, sao thế được, ta hoàn toàn không nhớ nhầm mà, chẳng lẽ Đầm Thánh Tịch này hạn chế số lượng người vào sao? Vượt quá số người cho phép thì không để người khác tiến vào nữa à? Tuyết Lang động chủ cắn chặt răng, nói. Ha ha, Tuyết Lang động chủ, người tránh ra nào. Chắc chắn là hai người các ngươi không nhớ hết hai bài văn đó rồi, xem ta đây này. Bắc Hà tán nhân cười đắc ý. Vừa nãy hắn đã nhìn thật kỹ hai bài văn mà đề đao thư sinh viết mấy lần liền, không chỉ nhớ hết mấy nét lượn sóng ở bộ phía dưới của chữ có mấy gợn sóng mà thậm chí đến những nét sổ dọc run lên mấy lần hắn đều nhớ kỹ. Hắn là Bắc Hà tán nhân cẩn thận tỉ mỉ đấy, cho dù không hiểu mấy cổ văn thời viễn cổ kia thì hắn cũng cẩn thận quan sát và nhớ kỹ chúng, không có gì làm khó được hắn cả. Vì thế, Bắc Hà tán nhân tràn đầy tự tin nhảy xuống. Còn lộn hai vòng rưỡi trong không trung rồi rơi vào trong hồ. Ánh sáng. Người mà mọi người nhìn thấy tiếp theo đây là tuyển thủ Bắc Hà tán nhân, hắn đã khiêu chiến với lối vào Đầm Thánh Tịch. Bắc Hà tán nhân nhảy lên rồi, lộn hai vòng rưỡi ở phía trước, xoay người ba vòng, độ khó 3.9. Động tác đẹp mắt, nhưng rất tiếc, Bắc Hà tán nhân vẫn thất bại. Bắc Hà tán nhân xuyên thấu qua hồ ánh sáng rơi xuống dưới đất, trên mặt hắn đầy vẻ ngỡ ngàng. Không thể nào. Ta không nhớ sai bất cứ một chi tiết nào, vì sao vẫn không thể vào được Đầm Thánh Tịch chứ? Ha ha tương đương, nhân 2. Diệt Phượng công tử và Tuyết Lang động chủ đồng thời phát động công kích cười nhạo với Bắc Hà tán nhân. Mặt Bắc Hà tán nhân đỏ lên, cười gượng.
Sao lại thế được, chẳng lẽ, đầm thánh tịch này căn bản không có yêu cầu đi vào, hoàn toàn là tùy theo thời gian à? Phải xem vận may hử. Nói không chừng là xem nhan sắc ý. Chắc chắn là do Bắc Hà tán nhân ngươi quá xấu, Sme bản tiên tử đây. Lệ Chi tiên tử đắc ý tiến lên trước. Bắc Hà tán nhân rời khỏi hồ ánh sáng một cách đầy lịch thiệp, làm tư thế, mời, với Lệ Chi tiên tử. Chư vị đạo hữu, bản tiên tử đi trước một bước đây. Lệ Chi tiên tử tung người lên, chiếc váy rực rỡ tung bay, tư thế xinh đẹp khiến người ta thấy bổ cả mắt. Người tiếp theo lên sàn là tuyển thủ Lệ Chi tiên tử, cô ấy cũng khiêu chiến với lối vào đầm thánh tịch. Cách nhảy của cô ấy là nhảy tung bay, váy áo rực rỡ bay múa, đẹp. Sau đó là xoay tròn 365 độ rồi rơi vào đầm thánh tịch. Tuy rằng hệ số độ khó của động tác này không cao, nhưng mà, mức độ vui mắt 5.0. Đẹp, bổ mắt, cơ thể của Lệ Chi tiên tử rơi vào trong hồ ánh sáng. Một lúc sau, cơ thể của cô ấy xuyên qua hồ ánh sáng, váy áo tung bay, chân ngọc của tiên tử đạp xuống dưới đất. Lệ Chi tiên tử, thất bại. Ha ha, tương đương, nhân ba diệt phượng công tử, tuyết lang động chủ, Bắc Hà tán nhân đều vô tình cười nhạo cô. Lệ Chi tiên tử, cô ấy nhớ kỹ từng chữ một, vì sao còn sai được chứ? Chẳng lẽ là điều kiện để vào đầm thánh tịch thực sự không phải là thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú ư? Sau đó, có rất nhiều các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một khiên chiến với đầm thánh tịch. Nhưng không một ai thành công cả. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục đang xoa cằm trầm tư. Đợi các tiền bối của nhóm cửu châu số 1 đều thử xong rồi thì Tô Thị A Thập Lục ra sân. A Thập Lục, không cần thử nữa đâu, chắc chắn là chúng ta dự đoán sai rồi. Điều kiện để vào được trong hồ này có khả năng thực sự không phải là hai bài văn kia. Bắc Hà tán nhân nói. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười. Cứ để ta thử đi. Chương 745, Thư Hàng Tiểu Hữu xin dừng bước. Đôi chân mảnh khảnh của Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng bước một bước trên mặt đất, lại nhẹ nhàng nhảy đến ven hồ ánh sáng. Tiếp đó, thân hình cô rơi vào trong hồ ánh sáng. Cô là người thử nghiệm cuối cùng, lúc này, đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1, không ai cho rằng A Thập Lục sẽ thành công. Dù sao lúc trước tất cả các đạo hữu đều đã thử và đều kết thúc trong thất bại. Nhưng vào lúc này, dưới chân Tô Thị A Thập Lục, không gian ẩn giấu trong hồ ánh sáng, mở ra. Ồ! Bắc Hà tán nhân trừng to hai mắt. Tô Thị A Thập Lục thành công rồi. Đôi chân mảnh khảnh của cô đã tiến vào không gian kia. Diệt Phượng công tử, Lệ Chi tiên tử, Tô Thị A Thất đứng lên toàn bộ. A Thập Lục thành công rồi á. Quả nhiên hệt như mình nghĩ, Tô Thị A Thập Lục thầm nghĩ trong lòng. Khi ở trong Bạch Vân Thành, sau khi Tống Thư Hàng từ không gian thi lại vô hạn ra ngoài từng miêu tả chuyện qua cửa trong không gian thi lại vô hạn với Tô Thị A Thập Lục. Ngoại trừ nội dung liên quan tới Bạch Tôn giả tu bị che đậy cách âm ra, Tống Thư Hàng đều nói với cô những chuyện khác trong không gian thi lại vô hạn. Trong đó bao gồm cả chuyện Thư Hàng bởi vì thư pháp, ngầu lòi, của một đệ tử Nho gia nào đó mà thi lại hết lần này tới lần khác. Thư pháp của vị đệ tử Nho gia kia vừa ngầu lại rất có cá tính. Hắn đem nét bút, ngang, viết thành đường gợn sóng. Tương đương, còn có các kiểu gợn sóng dựng đứng, gợn sóng nghiêng, đường gợn sóng ngáo vãi trường. Đối với người không biết chữ viết viễn cổ mà nói, những đường gợn sóng này quả thực sẽ khiến người ta tuyệt vọng. Cũng không biết vị đệ tử Nho gia này học tập thư pháp gì, chẳng lẽ là thư pháp vặn vẹo sao? Tống Thư Hàng không chỉ rõ ra vị đệ tử Nho gia Hố Hàng hắn gặp trong không gian thi lại vô hạn kia là ai. Nhưng sau khi Tô Thị A Thập Lục thấy để đao thư sinh viết chính tả, thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú, lúc nhìn thấy ký tự trong cổ văn tràn đầy các đường gợn sóng, cô lập tức cảm thấy sai sai. Tiếp đó, sau khi từng tiền bối, nhóm cửu châu số 1, thử vào cửa, đầm thánh tịch, thất bại, cô càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Vì vậy cô thử phân tích, thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú. Chỉnh lại toàn bộ những đường gợn sóng, thoạt nhìn đặc biệt quái đản kia thành đường thẳng. Lại nhớ thật kỹ, thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú, đã được chỉnh sửa hoàn tất trong đầu. Cuối cùng. Sau khi tất cả các tiền bối, nhóm cửu châu số 1, thử nghiệm, Tô Thị A Thập Lục tiến lên, thử tiến vào đầm thánh tịch, suy đoán của cô không sai, cô thuận lợi tiến vào trong không gian phía sau, hồ ánh sáng. A Thập Lục, có bí quyết gì để tiến vào không gian này sao? Bạch Hạc chân quân trạng thái thiên về nữ tính với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vội la lên.
Bạch Tôn giả đã tiến vào cái hồ ánh sáng kia, hắn lại bị kẹt ở ngoài cửa, chậm chạp không cách nào tiến vào. Bạch Hạc chân quân phát hoảng. Tô Thị A Thập Lục vươn tay chỉ về phía, để đao thư sinh Tô Văn Khúc. Ta nói ngắn gọn, xin các tiền bối bảo vị đạo hữu nho gia này đừng khoe khoang thư pháp ngầu lòi của hắn nữa. Viết ra, thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú, một cách nghiêm chỉnh đi. Đừng vẽ các nét ngang, dọc thành đường gợn sóng. Lời ta nói xong rồi. Các vị tiền bối, cố lên. Nói xong, Tô Thị A Thập Lục phất tay. Thân thể cô khá nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên thời gian chìm vào trong không gian phía sau hồ ánh sáng kia cũng đặc biệt nhanh. Mau chóng nói xong mấy câu, cô lập tức biến mất trong hồ ánh sáng. Sau khi Tô Thị A Thập Lục nói xong, tay nhỏ bé của đề đao thư sinh Tô Văn Khúc nắm lấy bút trong tay mình theo bản năng, có sát khí. Sát khí đáng sợ quá đi, bốn phương tám hướng đều là sát khí, với lại số lượng còn nhiều nữa. Hắn phát hiện tất cả tiền bối xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của các tiền bối khiến đề đao thư sinh không khỏi nhớ tới thanh đao thép sắc bén hắn dùng để chém người trước đó không lâu. Em trai nho gia này. Lệ Chi tiên tử rũ hờ mắt xuống, đi tới trước mặt đề đao thư sinh. Lệ Chi tiên tử vẫn đẹp như tranh vẽ, tiếng cười của cô vẫn ngọt ngào khiến xương cốt người khác mềm nhũn ra. Thế nhưng lúc đề đao thư sinh nghe thấy tiếng cười của cô lại cảm thấy có một luồng khí lạnh từ đầu lạnh thẳng xuống tới cúc hoa luôn. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Có thể làm phiền ngươi dùng thể chữ nghiêm chỉnh viết lại, thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú, một lần nữa không? Toàn thân Lệ Chi tiên tử đều đã đen thui. Cả đám người bọn họ tựa như con khỉ vây quanh bên cạnh, hồ ánh sáng, mà nhảy lên nhảy xuống, kết quả chính là bởi vì lúc viết chữ, người trước mắt này lại dùng thư pháp, ngầu lòi. Thư pháp ngầu lòi kia lại hố tất cả mọi người. Chẳng biết từ lúc nào, Diệt Phượng công tử cũng tới bên cạnh Tô Văn Khúc, hắn khẽ đẩy kính mắt, thản nhiên nói. Thể chữ nghiêm chỉnh, đừng uốn tới ẹo lui. Ta nghĩ, em trai nho gia ngươi nhất định có thể làm được đúng không? Mẹ ơi, đám tiền bối này đáng sợ quá đi. Đề đao thư sinh cảm giác áp lực của mình thật lớn. Yên tâm đi tiểu hữu, đừng sợ bọn họ. Lúc này, Tô Thị A Thất tiến lên một bước. Vỗ nhẹ lên vai đề đao thư sinh. Dù sao cũng là hắn mang đề đao thư sinh tới mà. A Thất tiền bối. Đề đao thư sinh cảm động nói. Chỉ cần ngươi nghiêm chỉnh viết xong, thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú, đến lúc đó. Chờ chúng ta đánh lôi đài lần nữa thì ta sẽ ra tay nhẹ chút. Ha 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 ha. Tô thì A Thất cười nói. Chân đề đao thư sinh lập tức mềm nhũn. Chẳng lẽ ý của A Thất tiền bối là sau khi kết thúc sự kiện, hồ ánh sáng, sẽ lên lôi đài đánh với hắn một trận. Còn sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc trước đề đao thư sinh lên lôi đài khiêu chiến A Thất là muốn thỉnh giáo, học tập đao pháp với Tô Thị A Thất tiền bối. Cảnh giới của hắn kém xa Tô Thị A Thất, nếu A Thất không hạ thủ lưu tình thì hắn sẽ tiêu đời. Cứ như vậy, dưới áp lực như núi, đề đao thư sinh nhấc bút lần nữa, viết lại thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú. Viết nghiêm chỉnh cho ta. Bắc Hà tán nhân nhắc nhở. Thứ thư pháp này sẽ dung nhập vào thói quen của ngươi, vì vậy lúc viết nhất định phải luôn chú ý. Dạ, tiền bối, ta sẽ ghi nhớ. Đề đao thư sinh cười khổ nói. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện viết, thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú, lại khó như vậy. Mỗi một nét, mỗi một đường đều phải ngưng tụ sức lực toàn thân. Thế nhưng, bất ngờ là, dưới loại trạng thái áp lực như núi lớn này, hiểu biết của hắn về thánh nhân tu thân phú, và thánh nhân dưỡng tính phú, lại cao hơn một tầng. Trong lúc vô tình, đã lâu lắm rồi hắn không như bây giờ, từng đường từng nét mà viết ra hai bài văn này một cách nghiêm túc. Điều này chẳng lẽ chính là phúc họa đi đôi sao? 10 phút sau, các tiền bối, nhóm cửu châu số 1, khiêu chiến, hồ ánh sáng, lần thứ 2. Lúc này đây, các tiền bối dùng đủ loại tư thế, thành công tiến vào không gian phía sau, hồ ánh sáng. Sau khi nhìn thấy từng tiền bối nối tiếp nhau đi vào, Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả mỉm cười. Xem ra mọi người đều thành công. Tống Thư Hàng nhếch miệng, đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác, một mình bị chơi không bằng nhiều người đều bị chơi mà. Lúc trước chỉ có một mình hắn bị, đường gợn sóng của đề đao thư sinh chơi thảm, nhưng bây giờ, toàn bộ tiền bối, nhóm cửu châu số 1, đều bị gài. Trong lòng Tống Thư Hàng không hiểu sao lại cảm thấy cân bằng hẳn ra. Không ổn, cái loại cười trên nỗi đau của người khác này là không đúng,
tém tém lại, nhất định phải tém bớt lại. Tống Thư Hàng ép mình bình tĩnh lại. Sau khi tất cả đạo hữu, nhóm Cửu Châu số 1, và Đề Đao Thư Sinh tiến vào, hồ ánh sáng, đầm thánh tịch, phát lại cuộc đời ngầu lòi của thánh nhân Nho ra lần nữa. Cũng thu được vẻ mặt kinh ngạc và không dám tin của chúng đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1. Hình tượng cao lớn của thánh nhân Nho ra đã bị nghiền nát thành cặn bã bởi bản, tự thuật cuộc đời, ngắn ngủi kia. Dù đám người Tống Thư Hàng nghe lần thứ hai vẫn cảm thấy không thể nào thích ứng được. Sau khi cuộc đời thánh nhân kết thúc, đầm thánh tịch lại hào phóng tặng cho tất cả đạo hữu cơ hội học tập, bí pháp, lần nữa. Cùng với một lần cơ hội, thánh nhân giảng pháp. Chờ sau khi tất cả đạo hữu học xong bí thuật thuộc về mình, đầm thánh tịch cho mọi người một lần cơ hội được nghe thánh nhân giảng pháp. Đương nhiên, thánh nhân giảng pháp này cũng chỉ là loại phương pháp phát lại, hiệu quả kém xa thánh nhân giảng pháp thật sự. Nhưng dù là như vậy, hiệu quả giảng pháp vẫn rất xuất sắc. Đặc biệt đối với Hằng Hỏa Chân Quân và Đề Đao Thư Sinh, sau khi họ lắng nghe thánh nhân giảng giải đạo lý Nho ra thì được lợi rất nhiều. Sau khi thánh nhân giảng pháp kết thúc, chúng đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1 vừa lòng thỏa ý rời khỏi không gian này. Đi thôi, còn phải xử lý núi Vạn Thư, làm bề ngoài của nó trở lại như cũ để quay xong phân cảnh kế tiếp mới được. Bạch Tôn Giả thu hồi bàn trà và dụng cụ uống trà, nói. Một lát còn phải chế tạo, phi kiếm dùng một lần, nữa chứ. Vì vậy, từng tiền bối người này nối tiếp người kia rời khỏi vùng không gian này. Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái. Đi thôi. Chờ một chút, Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngươi có thể nán lại thêm chút nữa không? Lúc này, đầm thánh tịch đột nhiên lên tiếng nói. Mấy người Hằng Hỏa Chân Quân, Bạch Tôn Giả, Lạc Trần Chân Quân tò mò xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng và đầm thánh tịch. Tống Thư Hàng đầu tiên là ngẩn tò te, sau đó, dường như hắn nghĩ tới chuyện gì đó, bèn nói. Được rồi, ta nán lại một lát vậy. Tất cả mọi người rời khỏi vùng không gian này, chỉ để lại Tống Thư Hàng và đầm thánh tịch. Tống Thư Hàng thò tay vào túi, cầm lấy mảnh vỡ pháp bảo mà thư sinh thủy tinh giao cho hắn vào thời khắc cuối cùng kia. Quả nhiên, đầm thánh tịch đã nhận ra mảnh vỡ pháp bảo trên người hắn, vì vậy nên cố ý giữ hắn lại à. Dù sao thì đây là mảnh vỡ pháp bảo bản mệnh một trong của 13 kiếp tiên dưới trướng thánh nhân. Người giữ ta lại là vì vật này trên người ta sao? Tống Thư Hàng xoay người lại, lấy mảnh vỡ pháp bảo ra, hỏi. Đầm thánh tịch mở miệng cùng lúc với hắn. Thả vị đạo hữu đang ẩn núp trên người ngươi ra đi, ta từng đáp ứng cho tất cả đạo hữu tiến vào không gian cơ hội học tập bí pháp, dẫu sao cũng không thể thiếu phần cô ta được. Sau đó, Tống Thư Hàng, đầm thánh tịch, chương 746, thông nương cuồng bạo. Ngại quá đi hà. Một lát sau, Tống Thư Hàng hỏi, ngươi nói trên người ta có giấu một vị đạo hữu, chính là vị nào thế? Trên người hắn giấu Diệp Tư Sư Tỷ, trong túi thu nhỏ một tấc lại còn có một thông nương. Cùng lúc ấy, đầm thánh tịch cũng đồng thời lên tiếng. Tinh hạch trong tay ngươi là gì thế? Một lần nữa, hai người lại ăn ý, đồng thời lên tiếng. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng và đầm thánh tịch liếc nhau, cùng cười gượng. Tống Thư Hàng nói. Ngươi nói trước đi. Được rồi, ta sẽ giải đáp vấn đề của ngươi trước. Ta đã thấy con tiểu yêu kia ló đầu ra từ trong túi thu nhỏ một tấc của ngươi. Nếu cô ta đã có thể đi vào không gian này, chứng tỏ cô ta cũng đã nắm giữ thánh nhân tu thân phú và thánh nhân dưỡng thân phú, nên cũng có tư cách chọn một bí thuật từ chỗ của ta. Đầm thánh tịch trả lời. Trong lúc kiểm tra cơ thể của Tống Thư Hàng, nó đã nhìn thấy trên người vị tiểu hữu này mang theo rất nhiều thứ kỳ lạ. Nó cũng nhìn thấy cả Diệp Tư, có điều linh quỷ với chủ nhân thì cũng chỉ có thể xem là thể thôi. Tống Thư Hàng hiểu đầm thánh tịch đang nói đến thông nương. Hắn lấy thông nương và ngộ đạo thạch ra từ trong túi thu nhỏ một tấc ra, thả cô lên mặt đất. Có thể lấy được bí pháp từ đầm thánh tịch này coi như cũng là duyên của cô. Thông nương khá là kích động, cô không ngờ mình cũng có thể lấy được một bí pháp từ thánh nhân Nho ra. Cô vừa kích động thì điểm khóc ở sâu trong lòng cô cũng đột nhiên bị chọc trúng, thế là cô khóc giống lên. Hu hu hu, hu hu hu. Nhớ lại thì từ sau khi gặp được Tống Thư Hàng, cô đã thu hoạch được không ít. Không những chiếm được công pháp Thiên Khấp Bảo Điển, có thể tiến thẳng đến cảnh giới chân quân lục phẩm, mà còn nhận được truyền công của Truyền Công Cuồng Đạo Trường, một hơi tiến thẳng vào cảnh giới nhị phẩm, thậm chí bây giờ cô còn có cơ hội nhận được bí pháp truyền thừa từ thánh nhân Nho ra. Ngoại trừ thi thoảng bị ngắt mất búp hành,
còn lại thì hình như ở cạnh Tống Thư Hàng khiến cô có thu hoạch kha khá đấy chứ. Tống Thư Hàng. Suýt thì quên mất, công pháp mà Thông Nương học chính là Thiên Khấp Bảo Điển, tuy chỉ mới nhập môn thôi, sẽ không động tí là khóc giống như Diệp Tư sư tỷ, nhưng mỗi khi cảm xúc của Thông Nương dao động quá mạnh thì vẫn sẽ bật khóc. Lúc này, Thông Nương vươn tay nhỏ chân nhỏ từ trong ngộ đạo thạch ra, vừa lau nước mắt vừa chạy như bay đến cách đầm thánh tịch một thước. Tiểu gia hỏa, người muốn loại bí pháp nào? Đầm thánh tịch mỉm cười hỏi. Hu hu hu. Thông Nương cố gắng nín khóc, lau nước mắt, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Có độn pháp đặc biệt nào không, để ta có thể thoát cái đã trốn được thật xa, hoặc là pháp thuật giúp chạy trốn giữ mạng ấy? Có. Đầm thánh tịch gật đầu nói. Hai mắt Thông Nương sáng rực. Đầm thánh tịch bổ sung thêm. Có điều loại độn pháp này cần phải đạt được cảnh giới ít nhất là tứ phẩm trở lên mới học được, người có chắc là muốn lấy ngay bây giờ không? Thông thường, độn pháp giúp chạy trốn nhanh chóng đều liên quan đến ngự kiếm phi hành. Ngay cả ngự kiếm phi hành cũng không làm được thì sao mà học độn pháp chứ? Thông Nương ủ rũ cúi đầu. Khóe miệng của Tống Thư Hàng đứng bên cạnh co giật, còn yêu tinh ngốc này, vẫn chưa từ bỏ ý định chạy trốn à? Vậy để ta rút đại cái bí thuật nào cũng được. Thông Nương thở dài, trước giờ cô vẫn luôn ở trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng, chú ý tới mọi việc bên Nga Huy, vì vậy cô cũng biết rõ vụ rút thăm chọn bí thuật của Đầm Thánh Tịch. Được rồi, vậy ngươi nhắm mắt lại đi, chọn đại một loại bí pháp. Đầm Thánh Tịch đáp. Thông Nương nhắm mắt lại, cô nhanh chóng được Đầm Thánh Tịch mang tới một không gian ý thức truyền thừa bí thuật. Sau khi sắp xếp truyền thừa bí thuật cho Thông Nương xong, Đầm Thánh Tịch ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng. Nói. Tiểu Hữu, tiếp theo, đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta rồi. Rốt cuộc mảnh tinh thể trong tay ngươi là gì vậy? Nó cảm thấy miếng tinh thể này rất là quen thuộc, nhưng nó đã lục lọi trí nhớ bao nhiêu lần mà vẫn không tài nào nhớ ra được rốt cuộc miếng tinh thể ấy là thứ gì. Đây là một mảnh vỡ của pháp khí bản mệnh của thư sinh thủy tinh trong 13 kiếp tiên dưới trướng thánh nhân. Tống Thư Hàng giơ tay, đưa mảnh tinh thể pháp khí nho nhỏ ấy ra. Đầm Thánh Tịch thoáng ngừng lại một chốc rồi nói tiếp. Hóa ra là vậy, thảo nào ta cảm ứng được vị đạo quen thuộc từ nó. Ngươi, lấy được nó từ đâu thế? Trước khi thư sinh thủy tinh đó chết đã thông qua năng lực không gian, đưa nó đến chỗ ta. Tống Thư Hàng đáp. Khi nhớ lại chuyện này, hắn vẫn không nén được đau thương. Linh quỷ đáng yêu của hắn đã biến mất trong trận chiến ấy, không biết sau này có còn cơ hội tìm lại được nó hay không nữa. Đầm Thánh Tịch hỏi dò. Ra là vậy. Vậy kẻ dẫn đường giúp ngươi tìm đến đây cũng là hắn à? Tống Thư Hàng gật đầu. Đáng tiếc, lúc ngươi sinh ra không thấy có xuất hiện dị tượng gì, nếu không. Truyền thừa thánh nhân này giao lại cho ngươi cũng được lắm. Đầm Thánh Tịch nói với vẻ tiếc nuối. Tống Thư Hàng cười gượng, những chuyện lúc sinh ra đâu phải hắn muốn là có thể quyết định được đâu. Lúc này Đầm Thánh Tịch lại hỏi. Tiểu Hữu này, có thể cho ta mượn mảnh tinh thể trong tay ngươi một khoảng thời gian được không? Tống Thư Hàng. Không thành vấn đề, thứ này có ích gì cho ngươi à? Dứt lời, hắn bèn đưa mảnh tinh thể cho Đầm Thánh Tịch. Ta gần như đã có được phần lớn trí nhớ của thánh nhân, nhưng những ký ức ấy không được đầy đủ cho lắm. Đầm Thánh Tịch vẫy tay một cái, tinh thể lập tức lơ lửng trong không trung rồi rơi nhẹ nhàng vào tay nó. Sau đó nó nói tiếp. Có lẽ thứ này có thể giúp ta lấy thêm được nhiều ký ức liên quan đến thánh nhân. Nếu ta thành công. Tuy vẫn không thể giao truyền thừa thánh nhân cho ngươi, nhưng có lẽ ta có thể tách truyền thừa của thư sinh thủy tinh ra để bồi thường cho ngươi. Đương nhiên là ta cũng chỉ làm thử thôi, chứ tỷ lệ thành công không cao lắm đâu nhé. Chúc ngươi thành công. Tống Thư Hàng chúc nó. Đối với hắn, có cơ hội nhận được truyền thừa của kiếp tiên nho ra chính là một chuyện tốt. Vài phút sau, Tống Thư Hàng nhìn về phía Thông Nương. Cô ta nhận được bí thuật truyền thừa gì thế? Đầm Thánh Tịch cảm ứng một chút rồi cười nói. Ồ, vận may của tiểu gia hỏa này. Thật thú vị, cô ấy đã chọn chúng một bí pháp không phải do thánh nhân tự nghĩ ra, ấy là cuồng bạo thuật. Đây là chiến lợi phẩm thánh nhân giành được khi còn trẻ, thật không ngờ lại bị cô ta chọn chúng. Cuồng bạo thuật. Tống Thư Hàng nheo mắt lại, thoạt nghe thì có vẻ giống như mấy kỹ năng cuồng chiến sĩ linh tinh gì đấy. Thông Nương cuồng bạo, cảnh này chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy vi diệu quá đỗi rồi. Vận may của Thông Nương thật đúng là tà môn. Cuồng bạo thuật, không phải là bí pháp do thánh nhân tự nghĩ ra, vậy là Thông Nương không thể nhìn thấy quá trình sáng tạo và thử nghiệm bí pháp rồi đúng không? Tống Thư Hàng hỏi,
nếu là thật thì kiểu gì thông nương sẽ phải vất vả nhiều. Yên tâm, tuy không thể nhìn thấy quá trình sáng tạo, thử nghiệm bí pháp của thánh nhân, nhưng cô ấy vẫn có thể trông thấy quá trình thánh nhân học, cuồng bạo thuật. Cô ấy chỉ cần dựa theo đó mà làm, có khi còn nắm giữ bí pháp nhanh hơn cả các người ấy chứ. Đầm Thánh Tịch cười nói. Hơn nữa, cuồng bạo thuật là một bí pháp khá dễ hiểu. Lúc hai người đang nói chuyện thì ý thức của thông nương đã quay trở lại. Ta ra rồi à? Sao rồi, cô học được, cuồng bạo thuật, kia chưa? Tống Thư Hàng cười hỏi. Xong rồi, thuật này dễ hiểu lắm, mà sử dụng cũng rất đơn giản. Thông nương hưng phấn nói. Để ta làm mẫu một lần cho các ngươi xem nhé. Cô giống như đứa bé vừa nhận được một món đồ chơi, hưng phấn muốn khoe với người khác. Tống Thư Hàng nghe vậy thì giật mình. Đợi đã. Bí pháp mà thông nương nhận được chính là cuồng bạo thuật, có khi nào thi triển bí pháp thì cô ta sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, lục thân bất nhận không nhỉ? Bí thuật kiểu này mà thi triển linh tinh liệu có nên hay không đây? Nhưng lời nói của Tống Thư Hàng đã muộn rồi, cuồng bạo thuật rất dễ học, mà sử dụng lại càng dễ hơn. Đặc biệt là thông nương, một kẻ mang trong mình lượng yêu khí 300 năm khổng lồ, cực kỳ thích hợp với thuật này. Yêu khí vốn là một năng lực thiên về tính cuồng bạo mà. Vì vậy, thông nương cũng dễ dàng cuồng bạo hơn. Lá hành trên người thông nương biến thành màu đỏ tươi, mà trên búp hành, đôi mắt của cô cũng biến thành màu đỏ ngầu. Cuồng bạo thuật đã được thi triển thành công. Tống Thư Hàng. Đầm Thánh Tịch. Thông nương gào lên như dã thú, tuy cô đang điên cuồng gào thét, nhưng giọng vẫn rất là nũng nịu, vì vậy tiếng thét cũng khá là yêu kiều. Ngay sau đó, thông nương điên cuồng nhắm thẳng đến chỗ đầm Thánh Tịch. Có điều, ở ven đầm Thánh Tịch có một tầng bắn ngược vô hình, thậm chí đến chân quân lục phẩm cũng không thể phá nổi. Thông nương vừa đến gần đã lập tức bị bắn ngược trở lại, văng đến trước mặt Tống Thư Hàng. Tương đương thông nương cuồng bạo quả nhiên lục than bất nhận, vừa thấy ai thì ngay lập tức muốn cạp chết người đó. Sau khi bị đánh văng đến chỗ Tống Thư Hàng, cô thuận thế vọt đến gần hắn. Cô giơ nắm tay nhỏ của mình lên, bắt đầu đánh vào đùi Tống Thư Hàng tới tấp. Keng 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 keng. Nắm tay nho nhỏ mang theo chân khí, nên khi chạm vào đùi của Tống Thư Hàng liền phát ra tiếng động như sắt thép va vào nhau. Có điều, với thực lực của thông nương hiện giờ, cho dù cô ta đã bị phát điên nhưng lực đấm cũng không làm Tống Thư Hàng thấy đau ngứa gì. Có lẽ sau khi cô hóa thành người rồi thi triển pháp thuật này, cô có thể làm cho Tống Thư Hàng bị thương nặng hơn. Nhưng thông nương đã rơi vào trạng thái điên loạn, căn bản không thể biến thân. Keng keng keng. Thông nương cuồng bạo điên loạn tấn công vào đùi Tống Thư Hàng, cô không chịu buông tha. Dốc hết toàn bộ sức lực, thậm chí thỉnh thoảng cô còn nhảy lên đá vào đầu gối hắn. Tống Thư Hàng hỏi, khi nào thì cuồng bạo thuật mới ngừng vậy? Còn phải tùy vào thiên phú của mỗi người, có người chỉ duy trì được vài phút thôi. Nhưng có một vài kẻ đặc biệt phù hợp với cuồng bạo thuật, một khi thi triển bí pháp thì có thể duy trì được tận vài giờ. Đầm Thánh Tịch đáp, Tống Thư Hàng. Nhìn thông nương đang trong trạng thái điên loạn thế kia, e là trong vòng vài phút thì không ngừng được đâu. Thế thì đành phải bắt cô dừng lại vậy. Tống Thư Hàng cúi người xuống, đưa một tay ra bảo vệ bộ phận quan trọng của mình, tránh việc thông nương cuồng bạo nhảy lên ngộ thương hắn, còn tay kia thì đưa đến chỗ thông nương, muốn tóm lấy cô. Với tốc độ của Tống Thư Hàng lúc này, thông nương khó mà né được. Bàn tay to đùng của hắn vừa vung tới đã tóm gọn được búp hành của thông nương. Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa. Nhưng ngay khi ấy, thông nương đã phát điên chợt hét lên một tiếng. Sau đó, cô thi triển thần kỹ, lột vỏ hành, nhanh chóng thoát khỏi tay Tống Thư Hàng. Tiếp theo, cô lại bắt đầu dùng tay chân đấm đá vào đùi Tống Thư Hàng, thỉnh thoảng còn nhảy lên đá vào đầu gối hắn. Tống Thư Hàng cầm búp hành trong tay. Chương 747, người chơi Tống Thư Hàng thu hoạch búp hành nhân 200. Tống Thư Hàng lại vươn tay ra bắt lấy thông nương vẫn còn đang trong trạng thái điên cuồng. Thông nương điên cuồng không né được, lần nữa bị bắt lấy. Ngay sau đó thông nương lại thành công thoát khỏi nhờ vào năng lực thiên phú, lột vỏ hành. Người chơi, Tống Thư Hàng, lại đạt được một búp hành màu đỏ như máu. Tống Thư Hàng nhìn vào mình hai búp hành màu đỏ máu đang cầm trong tay. Hắn cúi đầu nhìn về phía thông nương, trạng thái điên cuồng của cô ta vẫn chưa được giải trừ. Cô ta còn đang điên cuồng tấn công bắp chân của Thư Hàng. Còn chưa tỉnh à? Mức độ phù hợp giữa thông nương và cuồng bạo thuật cao tới mức nào đây?
Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía đầm thánh tịch, lên tiếng hỏi. Không có cách gì có thể giải trừ, cuồng bạo thuật, sớm hơn sao? Đầm thánh tịch cười ha ha nói. Cách giải trừ cuồng bạo thuật thì không ít, nhưng quan trọng là ngươi không biết cái nào. Tống Thư Hàng. Hết cách, bởi vì thông nương không ngừng nhảy lên đá vào đầu gối hắn, để tự vệ cho nên Tống Thư Hàng chỉ còn nước vươn tay ra túm lấy búp hành của cô ta. Sau khi thông nương trong trạng thái điên cuồng bị bắt thì cô ta bèn sử dụng năng lực, lột vỏ hành, ngay lập tức không chút do dự. Cứ như vậy búp hành màu đỏ máu trong tay Tống Thư Hàng càng lúc càng nhiều. Tống Thư Hàng bảo đảm hắn làm vậy để tự vệ chứ không phải vì muốn thu thập búp hành 300 năm đã yêu hóa của thông nương đâu. Lúc thông nương rất không dễ dàng khôi phục lại từ trong trạng thái điên cuồng, đột nhiên cô ta có cảm giác toàn thân mình suy yếu vô lực, thể lực và chân khí đều bị rút sạch. Trời ơi, cuồng bạo tốn nhiều thể lực và chân khí quá đi mất. Không ổn, chân nhũn ra luôn rồi tương đương. Thông nương kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, ngay cả một cọng rễ cũng không nhúc nhích được. Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Thông nương cười hì hì, cô ta đắc ý nhìn về phía Tống Thư Hàng. Sao nào, cuồng bạo thuật của ta lợi hại không? Dưới góc độ nào đó mà nói thì cuồng bạo thuật của cô thực sự rất lợi hại. Tống Thư Hàng nói đến là chân thành. Ha 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 ha, vậy ngươi mau nói cho ta biết ta lợi hại thế nào đi. Dường như lúc dùng cuồng bạo thuật thì không nhớ gì cả. Chóng mặt lắm, ha ha. Thông nương nói một cách ngượng ngùng. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, ánh mắt liếc về phía một đống búp hành màu đỏ máu. Lúc cô ở trong trạng thái điên cuồng không hề biết mệt, tuyệt đối không lùi bước, nhất quyết không đầu hàng. Đống búp hành màu đỏ máu kia ít nhất cũng hơn 200 đấy. Tống Thư Hàng không biết, cuồng bạo thuật, có phải rất tiêu hao thể lực và chân khí hay không? Nhưng hắn có thể khẳng định, sau khi thông nương thi triển tuyệt chiêu, lột vỏ hành, hơn 200 lần thì thể lực của cô ta nhất định đã tiêu hao quá mức. Khi đống búp hành kia cũng lọt vào trong mắt thông nương, ánh mắt của cô ta lập tức như bị đóng băng. Sau khi im lặng hồi lâu, thông nương run rẩy mở miệng. Tống Thư Hàng, người có thể nói cho ta biết đống búp hành kia là sao không? Tuy rằng màu sắc không giống, nhưng đến cùng ta vẫn cảm thấy những búp hành kia rất là quen mắt, cả mùi cũng rất là quen. Cô đoán đúng rồi đó. Tuy rằng màu sắc không giống, thế nhưng đó chính là một phần thân thể của cô đấy. Tống Thư Hàng xác định. Cơ thể thông nương run rẩy, nỗi buồn chấn động mãnh liệt đã đâm trúng điểm khóc trong lòng cô, nước hành không ngừng trào ra từ đôi mắt. Sao ngươi có thể tàn nhẫn tới vậy cơ chứ? Một đống lớn búp hành này ít nhất cũng hơn 200 cây rồi, ngươi đã làm gì ta rồi hả? Mấy câu này, tốt nhất là cô nên xem ít mấy bộ phim tình yêu máu chó gần đây lại nhé thông nương. Đừng nghĩ rằng ta không biết cô thường xuyên lén lút dùng điện thoại của ta để xem mấy bộ phim máu chó đó. Tống Thư Hàng thở dài, nói. Hơn nữa, thật ra nguyên nhân có đống búp hành này xuất phát từ chính bản thân cô. Thông nương lập tức cả kinh, sau đó hiểu ra. Chẳng lẽ là do bí pháp, cuồng bạo thuật của ta ư? Trong đầu thông nương hiện lên một hình ảnh, lúc cô thi triển, cuồng bạo thuật, không ngừng nhổ búp hành của mình ra, rồi lại không ngừng sinh ra một búp hành mới. Đúng vậy, không sai, tất cả là do bí pháp đó của cô đấy. Tống Thư Hàng khẳng định. Thông nương quỳ luôn. Quả là một bí pháp đáng sợ. Cô chắc chắn cả cuộc đời này cũng không muốn sử dụng bí pháp này lần nữa. Bên ngoài đầm thánh tịch, các vị đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 đang trao đổi bí thuật mà bản thân lấy được và các loại lĩnh ngộ họ hiểu được từ thánh nhân giảng pháp với nhau. Lúc này cây liễu yêu kia của Bạch Tôn giả đang làm chuyện giết hại đồng loại. Cô ta đang lựa ra những cành liễu có chất lượng tốt cho Bạch Tôn giả, sau đó chém chúng còn lại cỡ của phi kiếm dùng một lần để tiện cho Bạch Tôn giả chế tạo. Liễu Yêu Khinh Vũ cũng không đi vào trong không gian, đầm thánh tịch. Cô là tà ma trốn cửu u, hơn nữa còn chưa được tịnh hỏa hoàn toàn nên không thể đi vào không gian, đầm thánh tịch. Bạch Tôn giả ngồi trên đồng cỏ, vừa nghe các vị đạo hữu luận đạo, trao đổi lĩnh ngộ của bản thân, vừa vươn tay nhận lấy nhánh cây trong tay liễu thụ Yêu Khinh Vũ. Nhanh chóng chế tạo phi kiếm dùng một lần phiên bản 005. Trận đại chiến giữa tà ma cửu U và Bạch Vân Thư Viện sắp tới, hắn muốn chế tác nhiều phi kiếm dùng một lần hơn cho tất cả các vị đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 làm bùa hộ mệnh. Tô Thị A Thập Lục ngồi trên một cây đại thụ, đưa mắt nhìn sang hồ ánh sáng kia, nói. Sao Thư Hàng còn chưa ra nhỉ?
phút cuối, Đầm Thánh Tịch, gọi Thư Hàng ở lại là có chuyện gì quan trọng sao? Lúc cô đang suy nghĩ thì thân hình Tống Thư Hàng liền nhảy ra từ trong không gian của Đầm Thánh Tịch rồi vững vàng đáp xuống đất. Sau khi Tống Thư Hàng rời khỏi không gian đó, hồ ánh sáng trên bầu trời dần dần tiêu tán rồi biến mất không thấy gì nữa. Cửa vào không gian, Đầm Thánh Tịch cũng biến mất. Cuối cùng Thư Hàng tiểu hữu cũng chịu ra rồi. Bắc Hà Tán Nhân cười nói. Bạch Tôn Giả xoay đầu lại. Ồ, cuối cùng chịu ra rồi à Thư Hàng. Phút cuối Đầm Thánh Tịch gọi ngươi lại là có chuyện gì thế? Tống Thư Hàng mỉm cười, giơ Ngộ Đạo Thạch trong tay lên. Thật ra vì Thông Nương nên hắn mới gọi ta lại. Đầm Thánh Tịch nói Thông Nương cũng có tư cách lấy được bí pháp truyền thừa, vậy nên ta ở lại để Thông Nương tiếp nhận một bí pháp truyền thừa. Bạch Tôn Giả gật nhẹ đầu. Lúc này, Truyền Công Cuồng, Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng ló đầu qua hỏi. Con tiểu yêu tinh này lấy được bí pháp gì sao? Bí pháp gì lại mất nhiều thời gian đến vậy? Bí pháp lấy được càng phức tạp thì càng mất nhiều thời gian. Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng vẫn luôn tìm cơ hội để thu Thông Nương làm đệ tử, cho nên hắn vô cùng quan tâm tới cô ta. Thông Nương học bí pháp không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng mà bí pháp của cô ta lại khá thú vị. Sau khi cô ta học xong bí pháp bèn dùng thử, kết quả là quậy hơn nửa ngày mới xong nên phải tốn chút thời gian. Tống Thư Hàng giải thích. Thông Nương miễn cưỡng nâng búp hành của mình lên rồi trợn mắt với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cười một tiếng, bước nhanh tới chỗ Dược Sư Tiền Bối. Dược Sư Tiền Bối, sau khi Thông Nương sử dụng bí thuật kia đã tiêu hao rất lớn. Ta muốn hỏi chỗ ngài có cách gì giúp cô ta nhanh chóng hồi phục hay không? Thông Nương đã suy yếu tới mấy phút mà vẫn chưa khôi phục lại, trong lòng cô cũng có chút sợ hãi. Mà Tống Thư Hàng lại vì 200 búp hành kia mà có chút áy náy, do đó hắn đành thay cô hỏi thăm Dược Sư Tiền Bối một phen. Dùng bí thuật gì? Dược Sư nghi hoặc hỏi. Là, cuồng bạo thuật. Tống Thư Hàng đáp. Ngoài ra chiêu, lột vỏ hành, kia của cô ta làm hắn nhất thời cũng không biết nên hình dung như thế nào cho phải. Vậy hẳn là do thể lực tiêu hao quá mức trong thời gian ngắn phải không? Chuyện nhỏ, lát về để ta bào chế một chút dược tề cho ngươi, sau đó ngươi tưới cho cô ta là được. Dược sư cười nói. Cảm ơn nhé Dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng đang nói thì nghĩ tới một chuyện. Theo đó, hắn từ trong túi thu nhỏ một tấc của mình lấy ra mười mấy búp hành màu đỏ đưa cho Dược sư. Dược sư tiền bối, lần trước ngươi cho ta cái đan phương ngâm thuốc để cường hóa thể chất kia ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Xin tặng mấy búp hành này cho ngươi, mong là Dược sư tiền bối sẽ không ghét bỏ. Không chỉ có đan phương lần trước, sau khi Tống Thư Hàng bước vào con đường tu hành, Dược sư đã giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn chờ mãi cũng không có cơ hội để cảm ơn Dược sư tiền bối. Hắn còn nhớ lúc Dược sư đưa đan phương cho hắn đã nói qua muốn một ít, hành tinh mấy trăm năm, để làm một vài thí nghiệm cho đan dược mới. Nhiều vậy à? Dược sư nhìn qua hơn mười mấy búp hành kia, kinh ngạc hỏi lại. Trong tay của ta còn nhiều nữa, vì vậy xin Dược sư tiền bối đừng khách sáo, cứ nhận lấy nhé. Tống Thư Hàng cười nói. Được rồi, ta đúng là đang cần những búp hành này để làm một số thí nghiệm. Tới khi ta nghiên cứu ra loại đan dược mới thì sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu. Dược sư cười ha ha một tiếng rồi thu lại mười mấy cây búp hành này. Tống Thư Hàng. Vậy ta xin chúc tiền bối thí nghiệm thành công nhé. Thông Nương trong tay hắn lại trợn mắt lần nữa, không ngờ còn dám tiện tay dùng búp hành của cô làm quà, đáng ghét. Tống Thư Hàng đánh giá một bó lớn búp hành còn lại trong, túi thu nhỏ một tấc, những búp hành này nên xử lý sao đây? Hay là tìm Biệt Tuyết Tiên Cơ đổi cơ hội tham gia Tiên Chân Yến, nhỉ? Nhớ đến Tiên Chân Yến của Tiên Cơ, Tống Thư Hàng lập tức thèm rõ rãi. Không biết, thực Tiên Yến, cao cấp hơn, Tiên Chân Yến, sẽ ngon tới mức nào đây? Này tương đương nghe ta nói nè các vị đạo hữu tương đương. Lúc này, một giọng nói ồm ồm vang lên. Các vị đạo hữu đưa mắt nhìn sang, người nói chính là Vạn Thư Sơn. Các vị đạo hữu. Các ngươi tính lúc nào mới chịu tha cho bổn đại gia đây? Chân của ta đã chết lặng rồi này tương đương hơn nữa, bổn đại gia đã giữ cái tư thế xấu hổ này lâu lắm rồi tương đương bây giờ có thể kéo bổn đại gia ngay ngắn lại được chưa? Giọng nói của Vạn Thư Sơn run rẩy. Lúc này các vị đạo hữu mới phát hiện, Vạn Thư Sơn luôn giữ tư thế người cong eo gập cùa, vận động viên thể thao, này từ nãy đến giờ. Vạn Thư Sơn đáng thương, lúc này đôi chân nó đã run rẩy lắm rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bạch Tôn Giả vỗ tay một cái, nói.
bảo sao lúc ta từ trong không gian kia đi ra cứ có cảm giác là đã quên mất cái gì đó. Thì ra là quên mất kéo, Vạn Thư Sơn, cho ngay lại. Vạn Thư Sơn. Các vị đạo hữu, trước tiên ngưng tán dóc đã, chúng ta đẩy Vạn Thư Sơn về đã nào. Bạch Tôn Giả cười ha ha nói. Vậy là các vị đạo hữu trong, nhóm Cửu Châu số 1, mỉm cười đứng dậy, phối hợp với Bạch Tôn Giả đẩy Vạn Thư Sơn đáng thương cho ngay lại. Tô Thị A Thập Lục nhảy từ trên cây xuống rồi đi tới bên canh Tống Thư Hàng. Sau đó cô nhìn thấy Thư Hàng đang cầm mấy cây cỏ nhỏ, khuôn mặt như có điều suy nghĩ. Đao ý thông huyền à. Tô Thị A Thập Lục chỉ liếc cái là nhận ra lai lịch của những cây cỏ nhỏ này ngay. Chương 748, cảm giác nuốt đao, lai. Đây là cây cỏ nhỏ, à Bạch Hạc Chân Quân lấy ra để trao đổi với Long Ma Dược Tề của Tống Thư Hàng lúc đó, tên là Đao Ý Thông Huyền, là một báu vật sinh trưởng trong di tích của Trường Sinh Giả, lấy đao nhập đạo, đối với đao tu mà nói thì nó cực kỳ quý giá. Một khi ăn nó vào thì sẽ có cơ hội thể nghiệm, lĩnh ngộ đao ý. Nếu có đủ số lượng, Đao Ý Thông Huyền, chỉ cần tư chất bản thân đao tu không kém thì đều có thể ăn ra đao ý. Sau khi Tống Thư Hàng nhìn thấy là Tô Thị A Thập Lục thì bèn cười hỏi. Thập Lục, cô từng ăn, Đao Ý Thông Huyền, rồi à? Ừm, Tô Thị A Thập Lục gật đầu, Thiên Hà Tô Thị là đao tu thế gia, Đao Ý Thông Huyền, là vật báu của đao tu, thế gia Thiên Hà Tô Thị sao lại có thể bỏ qua nó được? Bên trong Thiên Hà Tô Thị, cỏ, Đao Ý Thông Huyền, là đơn vị tiền tệ thật sự, còn dễ dùng hơn cả linh thạch. Hiệu quả thế nào vậy? Tống Thư Hàng tò mò hỏi dò. Lúc đến cảnh giới nhị phẩm ta đã dùng, Đao Ý Thông Huyền, sau khi ăn khoảng 50 gốc, ta lĩnh ngộ ra đao ý thuộc về mình. Tô Thị A Thập Lục đáp. Thiên Hà Tô Thị có nội tình sâu dày, Đao Ý Thông Huyền, vô cùng quý giá đối với đao tu bình thường, nhưng Tô Thị A Thập Lục lại sử dụng định kỳ, còn ăn hơn 50 gốc, ăn đến ngưng tụ ra đao ý mới thôi. Thư Hàng người cũng muốn ngưng tụ đao ý sao? Tô Thị A Thập Lục tò mò hỏi. Từ khi cô và Tống Thư Hàng tiếp xúc thì có thể cảm giác được, so với đao, dường như Tống Thư Hàng càng thích kiếm, hơn thì phải. Mà bây giờ, Thư Hàng lại muốn ngưng tụ, đao ý, đi con đường của đao tu ư. Ừ, ta muốn thử xem, nếu có thể nắm giữ đao ý thì nhất định uy lực đao pháp của ta có thể tăng lên rất nhiều. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Loại, đao pháp phòng ngự, kỳ dị như nghịch lân đao pháp không có yêu cầu gì với đao ý. Nhưng mà... Muốn phát huy ra uy lực thật sự của phần thiên hỏa diễm đao, do Xích Tiêu Tử tiền bối truyền thụ cho thì nhất định phải có đao ý phối hợp mới được. Nếu Thư Hàng ngưng tụ ra đao ý thuộc về mình, uy lực của phần thiên hỏa diễm đao tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Thị A Thập Lục gật đầu. Sau khi cô suy nghĩ một chút bèn lên tiếng nhắc nhở Tống Thư Hàng. Đúng rồi Thư Hàng này, người có biết nếu sau khi ngươi ngưng tụ đao ý thì không cách nào ngưng tụ kiếm ý nữa không? Một khi ngưng tụ một trong các loại đao ý, kiếm ý, quyền ý thì sẽ không có cơ hội ngưng tụ ý khác. Vô luận là đao ý cũng tốt, kiếm ý cũng tốt, quyền ý cũng được, đều là tinh, khí, thần, toàn thân của tu sĩ được ngưng tụ đến cực hạn, thông qua lĩnh ngộ thăng hoa mà ra. Một khi đã ngưng tụ, đao ý lập tức chiếm cứ 100%, tinh khí thần, không còn chỗ trống cho tu sĩ tiếp tục ngưng tụ, kiếm ý, nữa. Gì, còn có chuyện này nữa á? Tống Thư Hàng giật thót cả người, loại chuyện như vậy hắn hoàn toàn không biết. Nói cách khác, nếu như hắn sử dụng Đao Ý Thông Huyền, may mắn ngưng tụ ra đao ý, thì hắn phải đi trên con đường đao tu này tới cùng. Vì vậy ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Tô Thị A Thập Lục nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Tống Thư Hàng mân mê Đao Ý Thông Huyền, bắt đầu suy tư. So với các loại thuật như ngự đao phi vật, thuật kéo đao các thứ thì rõ ràng ngự kiếm phi hành càng ngầu lòi hơn. Kiếm pháp cũng phóng khoáng hơn đao pháp. Thế nhưng lý trí nói cho Tống Thư Hàng biết, hắn thật sự không có thiên phú học tập kiếm pháp duy nhất có thể học được còn là Thánh Quang kiếm thuật, được sửa đổi từ kiếm thuật phương Tây. Kiếm, mà Thánh Quang kiếm thuật kia sử dụng là loại cự kiếm, so với kiếm thì nó càng giống đao hơn. Lấy cây thiên phú của hắn, dù cưỡng ép chọn thiên phú kiếm thuật cũng sẽ không có thành tựu là mấy. Muốn đi xa hơn trên con đường tu chân thì ắt không thể thiếu đao ý. A Thập Lục này, Tống Thư Hàng vân vê, Đao Ý Thông Huyền, hỏi. Giả dụ như ta ngưng tụ, đao ý, rồi thì ta còn có thể, ngự kiếm phi hành, hay không? Là cái loại thay cho đi bộ kia ấy. Ngoại trừ dùng phi kiếm để chiến đấu ra,
thông thường tu sĩ còn có thanh, phi kiếm thay đi bộ thứ hai. Trước đây còn rất lưu hành chuyện cải tạo phi kiếm thành các hình dáng khác người, tỉ như loại hình bàn phím, loại hình hoa quả, loại hình pho tượng siêu nhân. Ừ, tuy rằng tốc độ nhất định sẽ chậm một chút, nhưng đao tu ngự kiếm phi hành cũng không thành vấn đề. Tô Thị A Thập Lục khẳng định nói. Tỉ như ta sau khi vượt qua thiên kiếp kế tiếp, ta sẽ có thể ngự đao phi hành, cũng có thể lựa chọn ngự kiếm nè, ngự côn nè, ngự búa nè, ngự roi nè, chỉ cần sở hữu pháp khí thuộc tính, phi kiếm, đều có thể độn quang phi hành. Khi nghe đến đó, Tống Thư Hàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, chiến đấu dùng đao, phi hành dùng kiếm, có thể bay thì hoàn toàn không thành vấn đề. Còn có vấn đề thứ hai, Thập Lục, nếu sau khi ta ngưng tụ được, đao ý, rồi, sau này lúc ta tu luyện kiếm pháp, có thể chém ra kiếm khí, hay không? Tống Thư Hàng lại hỏi. Không yêu cầu kiếm ý, chỉ cầu có thể chém ra một kiếm có kiếm khí như cầu vồng là đủ. Để đỡ thèm là được rồi. Ha ha ha. Tô Thị A Thập Lục khẽ cười thành tiếng. Đao khí, kiếm khí cơ bản không có khác nhau quá lớn. Tỷ như ta, dù là trong tay dùng kiếm thì ta vẫn có thể sử dụng nó thi triển đao pháp, chém ra đao khí. Thoạt nhìn có khác gì kiếm khí đâu nào. Nói vậy thì ta yên tâm rồi. Tống Thư Hàng yên lòng. Vì vậy, hắn cầm, đao ý thông huyền, lên, một ngụm nuốt xuống. Trời, sao ngươi lại trực tiếp nuốt luôn thế? Tô Thị A Thập Lục trừng to mắt. Sẽ đau lắm đó. Cô không ngờ Tống Thư Hàng nói nuốt là nuốt, căn bản không kịp ngăn cản. Bên trên mỗi một cây, đao ý thông huyền, đều ngưng tụ, đao ý, yếu ớt, mỗi một cọng cỏ tựa như bảo đao khai thiên lập địa. Nếu trực tiếp nuốt xuống, cảm giác sẽ như nuốt một thanh đao thép sắc bén, đau lắm đấy. Tô Thị A Thập Lục còn nhớ, mình cũng phải phối hợp với dược tề trung hòa đặc thù mới dùng, đao ý thông huyền, được. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Sao hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được đạo lý dục tốc bất đạt nhỉ? Ngay sau đó, Thư Hàng cảm giác cổ họng mình cứ như bị cắt ra, vô cùng đau đớn. Loại cảm giác này tựa như một lưỡi dao sắc bén thật dài hung ác đâm vào cổ họng hắn, đâm thẳng vào dạ dày, cũng như, nuốt kiếm, vậy. Mà bây giờ, phần lớn gánh xiếc biểu diễn, nuốt kiếm, đều đổi sang dùng kiếm bật ra rút vào được để biểu diễn. Nuốt kiếm thật sự là chuyện rất nguy hiểm. Lúc này đầu Tống Thư Hàng đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai tay bụng lấy yết hầu. Người vẫn ổn chứ? Tô Thị A Thập Lục lo lắng hỏi. Tống Thư Hàng miễn cưỡng vươn tay lắc lắc, ý bảo mình còn có thể chịu nổi. Hắn định mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng đau đớn, há mốm lại không nói nên lời. Hà tương đương. Tống Thư Hàng thở ra một hơi. Lúc này, đầu lưỡi của hắn khẽ chấn động, một đóa hoa sen trắng tinh xuất hiện bên mép hắn. Là dị năng thiệt chán liên hoa. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Chương 749, không có dị năng giác. Tống Thư Hàng đần mặt ra. Ta chỉ mới há miệng ra thôi mà, tại sao dị năng thiệt chán liên hoa lại đi ra thế? Ta có muốn thi triển dị năng này đâu. Chờ đã. Chẳng lẽ là do ta nuốt vào đao ý thông huyền thảo, trong đó có ẩn chứa đao ý, đã thúc đẩy dị năng thiệt chán liên hoa sinh ra biến dị à? Nếu vậy thì dị năng thiệt chán liên hoa của ta sắp tiến hóa rồi đúng không? Tiến hóa thành, thiệt chán liên đao, sao? Vừa mở miệng là có thể phun ra kiếm khí, à không đúng, phải là há miệng phun ra hoa đao, chảm yêu trừ ma ấy. Cảnh đó chắc chắn sẽ ngầu lắm đây. Trong lòng Tống Thư Hàng khá là mong đợi. Cho dù cổ họng và dạ dày đều đau đớn như bị đao đâm thủng, nhưng nếu dị năng thiệt chán liên hoa có thể tiến hóa thì hết thảy đều đáng giá. Lúc Tống Thư Hàng còn đang suy nghĩ thì đóa hoa sen trắng muốt kia đã nở rộ. Sau đó, một mùi thơm ngào ngạt bay ra. Đó là hương thơm tinh túy của vô số mỹ thực, vừa ngửi thấy đã đói bụng rồi, trong miệng bất giác tiết ra nước miếng. Ngay cả tu sĩ cũng không thể miễn dịch với loại mùi thơm đầy kích thích này. Trừ khi ngừng thở hoặc là sử dụng các loại năng lực như quy tức đại pháp hoặc quy tức thuật. Tô Thị A Thập Lục không nhìn được nuốt một ngụm nước miếng, các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng rối rít quay đầu nhìn về phía Thư Hàng. Tống Thư Hàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen kia. Thế nhưng điều mà hắn mong đợi lại không xảy ra, năng lực thiệt chán liên hoa không có tiến hóa gì cả. Nếu không tiến hóa thì mày bỏ ra đây làm gì hả? Tống Thư Hàng thở dài. Hắn giơ ngón tay muốn chọt vào đóa sen trắng trong hư không. Sen trắng tỏa ra mùi thơm khiến người khác cảm thấy thèm ăn, Tống Thư Hàng cũng không muốn toàn bộ tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đều vây quanh hoa sen của hắn, ngửi mùi thơm ăn cơm trắng đâu.
hình ảnh đó lúng túng lắm. Ngón tay của Thư Hàng trò chúng sen trắng, giải trừ dị năng thiệt chán liên hoa. Hoa sen khẽ chấn động, sau đó lá sen bắt đầu rơi từng cái, đài sen cũng nhanh chóng khô héo, cuối cùng chỉ còn dư lại một hạt sen. Tống Thư Hàng khá là kinh ngạc, nhớ lần trước, lúc hắn giải trừ dị năng thiệt chán liên hoa sen trực tiếp tiêu tán rồi biến mất luôn mà. Sao lần này lại còn một hạt sen? Chẳng lẽ dị năng thiệt chán liên hoa của ta tiến hóa thật rồi? Hai mắt Tống Thư Hàng sáng như đèn pha, hắn giơ tay cầm lấy hạt sen kia quan sát. Không biết hạt sen này có chỗ đặc biệt gì không nhỉ? Tô Thị A Thập Lục ở bên cạnh cũng đang quan sát hạt sen, cô lên tiếng nói. Ta cảm ứng được đao ý từ trong hạt sen này, cảm giác giống như cỏ đao ý thông huyền ấy. Nhưng đao ý trong hạt sen nội liễm hơn và hình như cũng nhu hòa hơn nữa thì phải. Nói cách khác, hạt sen này có công hiệu giống như cỏ đao ý thông huyền sao? Ai ăn nó là có thể hấp thu, cảm ngộ đao ý á? Tống Thư Hằng hỏi, hai mắt lấp lánh sáng ngời. Nếu dị năng thiệt chán liên hoa của hắn tiến hóa, có thêm năng lực sản xuất ra hạt sen đao ý thông huyền, vậy thì không lỗ tí nào rồi. Nếu nó ăn được, chắc là có thể giúp người dùng cảm ngộ đao ý. Tô Thị A Thập Lục cũng không chắc lắm. Chậc, vậy để ta thử lại lần nữa. Tống Thư Hàng hít thở sâu, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi, đầu lưỡi khẽ động. Một lát sau, trong hư không xuất hiện sóng linh lực chấn động. Linh lực bốn phía bị một bàn tay vô hình kéo đến, hội tụ lại, cuối cùng hình thành một đóa sen trắng nõn ở trước mặt Tống Thư Hàng. Hoa sen trắng như tuyết, mang theo vô số tia khí lạnh, lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Tống Thư Hàng giơ ngón tay dùng sức đâm vào hoa sen. Hiện thân đi, hạt sen đạo ý thông huyền. Sen chắn trong hư không tán đi, nhưng lần này lại không để lại gì hết, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn. Tống Thư Hàng. Quê nha. Hạt sen đâu, tại sao không xuất hiện hạt sen đạo ý thông huyền chứ? Mày phụ lòng mong đợi của tao như vậy mà được à? Xa xa, Bạch Tôn Giả dừng công việc chế tạo phi kiếm dùng một lần, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tống Thư Hàng. Thư Hàng, người đưa hạt sen lúc này cho ta xem thử có được không? Bạch Tôn Giả nói. Được chứ. Tống Thư Hàng nhấc tay đưa hạt sen đao ý thông huyền cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tôn Giả nhận lấy hạt sen, thả một đạo ý niệm vào trong hạt sen, cẩn thận quan sát hạt sen. Một lát sau, Tôn Giả nói. Thập Lục nói không sai, bên trong hạt sen này có chứa một đạo đao ý tinh thuần, còn tinh thuần, nhu hòa, thậm chí là hấp thu dễ dàng hơn cả đao ý trong cỏ đao ý thông huyền nữa. Thế nhưng tại sao năng lực thiệt chán liên hoa của ta lại chỉ có thể biến ra một hạt sen thôi? Tống Thư Hàng hỏi, khỏi nói cũng biết, nguyên nhân biến ra hạt sen nhất định có liên quan đến cỏ đao ý thông huyền. Chắc hẳn là dị năng đã bị cỏ đao ý thông huyền thúc đẩy mới sinh ra biến dị. Nhưng vì sao lúc hắn sử dụng năng lực thiệt chán liên hoa lần nữa, lại không biến ra hạt sen chứ? Đơn giản thôi mà, bởi vì hạt sen này là do ngươi nuốt vào cỏ đao ý thông huyền tinh luyện ra. Ngươi cẩn thận cảm ứng thân thể mình đi, nhất định sẽ phát hiện cỏ đao ý thông huyền mà ngươi mới vừa nuốt vào đã mất hiệu lực rồi, ngươi cũng không thể hấp thu, lĩnh ngộ được bất kỳ đạo đao ý nào từ trong đó nữa. Bạch Tôn Giả cười ha ha nói. Tống Thư Hàng nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Mụ nội nó, ngoại trừ cổ họng và dạ dày quặn đau, dược lực của cỏ đao ý thông huyền đã mất sạch luôn rồi. Vậy có nghĩa là mới vừa rồi hắn đã đóng vai một cái, máy tinh luyện, đó hả? Sau khi tinh luyện hỗn hợp tạp chất trong cỏ đao ý thông huyền, hắn mới lấy được hạt sen đao ý thông huyền kia sao? Lật bàn luôn này. Hắn thể hắn không có làm gì hết. Mới vừa rồi hắn mất sức chín châu hai hổ, chịu đựng thống khổ khi cổ họng và dạ dày bị một đao đâm xuyên để ăn cỏ đao ý thông huyền vào, kết quả lại hóa thành một hạt sen, còn bản thân hắn thì chẳng thể nghiệm được đao ý là cái quái gì cả. Bạch Tôn Giả bày ra biểu tình nghiêm túc nói. Thư Hàng đừng nóng. Bây giờ chúng ta phải đi xác định một chuyện rất quan trọng. Tô Thị A Thập Lục cùng với Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Hạt, à, tạm thời cứ kêu nó là hạt sen đao ý thông huyền đi. Bởi vì đao ý bên trong hạt sen tinh thuần hơn, cũng nhu hòa hơn đao ý trong cỏ đao ý thông huyền, cho nên chúng ta cần phải xác định xem hiệu quả của nó có tốt hơn cỏ đao ý thông huyền hay không. Có hấp thu dễ dàng hơn không? Lúc ăn vào có đau đớn hay không? Tóm lại là số lượng đao ý cất chứa trong hai bên không khác gì nhau, vậy trong trường hợp cùng số lượng, đao ý trong hạt sen có thể bị hấp thu, sử dụng bao nhiêu? Bạch Tôn Giả vẻ mặt thành thật nói.
Sau khi ăn cỏ đao ý thông huyền, người dùng có thể sử dụng 30-40% đao ý ở bên trong. Nếu tỷ lệ sử dụng đao ý bên trong hạt sen đao ý thông huyền này vượt qua cỏ đao ý thông huyền thì bản thân lời rồi. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Theo như lời của Bạch Tiền Bối, nếu hiệu quả của hạt sen đao ý thông huyền tốt hơn cỏ đao ý thông huyền, vậy thì cho dù hắn bị hành hạ thêm mấy lần thì có là gì chứ? Cho nên Thư Hàng à, chỉ bằng để bản tôn làm vật thí nghiệm miễn phí của ngươi, thay ngươi thí nghiệm hiệu quả của hạt sen như thế nào nhé? Bạch Tôn giả bày ra vẻ mặt thành thật nói. Nhìn qua thì có vẻ hạt sen này ăn ngon lắm đây. Hằng Hỏa Chân Quân bỗng thắc mắc. Ủa, Bạch Đạo Hữu, hình như ngươi ngưng tụ ra kiếm ý mà. Yên tâm đi. Bạch Tôn giả xoay đầu lại, cười đắc ý nói. Mặc dù thứ ta ngưng tụ ra là kiếm ý, nhưng trước kia vì tính tò mò nên ta đã ăn một ít cỏ đao ý thông huyền. Vậy nên ta hoàn toàn có đủ tư cách để khảo sát tỷ lệ sử dụng đao ý giữa hai bên. Nói xong, Bạch Tiền Bối lại nhìn Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu thấy thế nào? Thế thì làm phiền Bạch Tiền Bối ngài vậy. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối cười ha ha, sau đó cầm lấy hạt sen, chuẩn bị ăn vào. Đúng lúc này, Bạch Hạc Chân Quân chợt lên tiếng. Bạch Tiền Bối, xin chờ một chút, ít nhất cũng phải bỏ hạt sen này vào trong nước sôi khử độc 24 giờ trước đã chứ. Nhưng nó còn chưa nói hết lời, Bạch Tôn giả đã há miệng nuốt hạt sen vào rồi. Miệng thơm ngát luôn, loại cảm giác này giống như hương vị của vô số mỹ thực lúc ăn thực tiên yến của Biệt Tuyết Tiên Cơ vậy, kích thích vị giác của Bạch Tôn giả không thôi. Ngon quá, chẳng kém gì thực tiên yến hết. Tống Thư Hàng trông đợi hỏi. Bạch Tiền Bối, hạt sen có hiệu quả thế nào? Bạch Tôn giả giơ ngón tay cái lên. Tốt lắm, ngon khỏi chê, sắp đuổi kịp cấp bậc thực tiên yến của Biệt Tuyết Đạo Hữu rồi. Tống Thư Hàng. Quả nhiên là vậy. Thật ra thì ngay lúc Bạch Tôn giả chủ động đề nghị làm vật thí nghiệm, trong đầu Thư Hàng đã hiện lên một ý tưởng, chẳng lẽ Bạch Tiền Bối cảm thấy hạt sen này ăn rất ngon, cho nên mới chủ động đề nghị muốn khảo sát hiệu quả của hạt sen. Khụ. Bạch Tôn giả ho khan một tiếng. Bởi vì hạt sen rất ngon, nên trong lúc nhất thời không nhịn được khen ngợi một tiếng. Nếu đã ăn hạt sen xong, vậy hắn cũng phải có trách nhiệm đưa ra một vài đánh giá. Bạch Tôn giả cẩn thận cảm ứng hiệu quả của hạt sen, xem thử tỷ lệ sử dụng đao ý của nó là bao nhiêu. Mặc dù không thể ngưng tụ đao ý, nhưng Bạch Tôn giả vẫn có thể hấp thu đao ý trong hạt sen để kiểm tra xem tỷ lệ sử dụng đao ý là bao nhiêu. Một lát sau. Ồ, không tồi đâu. Bạch Tôn giả lên tiếng nói. Đao ý bên trong hạt sen đao ý thông huyền rất tinh thuần, rất nhu hòa. Sau khi dùng sẽ không chống cự tu sĩ hấp thu, tránh khỏi tiêu hao vô ích. Tốc độ hấp thu rất nhanh, trong 10 thành đao ý thì tỷ lệ hấp thu, sử dụng là từ 8 thành trở lên. Tóm lại là hiệu quả của một hạt sen đao ý thông huyền có thể bằng hiệu quả của 2-3 gốc cỏ đao ý thông huyền. Cộng thêm với trình độ ngon miệng của nó, đổi một hạt sen lấy 4-5 gốc cỏ đao ý thông huyền cũng không lỗ vốn đâu. Lời của Bạch Tôn giả rất đáng tin cậy. Một hạt sen có hiệu quả bằng với 2-3 gốc cỏ đao ý thông huyền sao? Tống Thư Hàng sáng mắt lên. Quả nhiên, trên thế giới này không có dị năng giác, chỉ có người sử dụng cùi bắp mà thôi. Năng lực thiệt chán Liên Hoa ơi, mày giỏi quá đi mất. Thư Hàng tiểu hữu, nếu ngươi muốn ngưng tụ ra đao ý trong thời gian ngắn, ta đề nghị ngươi nên liên tục chế tạo ra loại hạt sen đao ý thông huyền này, sau đó đi đổi cỏ đao ý thông huyền, kiếm lời từ giá chênh lệch. Chỉ cần có đầy đủ cỏ đao ý thông huyền, người lĩnh ngộ ra đao ý chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bạch Tôn giả nhắc nhở. Chương 750, lại nhập mộng nữa rồi à? Tống Thư Hàng cảm thấy rất vui vì dị năng thiệt chán Liên Hoa của mình vẫn còn tác dụng khác, chứ không chỉ có mỗi một công năng là làm đồ, lót dạ, như trước nữa. Lúc này, Hằng Hỏa Chân Quân xoa cằm bổ sung. Không ngờ thiệt chán Liên Hoa lại còn ẩn giấu một công hiệu như vậy. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, thiệt chán Liên Hoa của ngươi mới đạt trình độ sơ cấp nhất thôi nhỉ? Nếu ngươi cố gắng tu luyện năng lực này, hoặc có cơ hội ăn thêm mấy hạt sen quân tử kim liên để tăng cấp bậc của thiệt chán Liên Hoa lên, vậy một lần có thể phun ra 4 đóa sen trắng rồi. Đến lúc đó, không biết có thể tạo ra 4 hạt sen đao ý thông huyền cùng một lượt không nhỉ? Nếu thật sự một lần có thể phun ra 4 hạt sen đao ý thông huyền, vậy vị Tống Thư Hàng tiểu hữu này không cần phải lo thiếu linh thạch khi tu luyện giai đoạn trước nữa rồi. Chỉ bán hạt sen đao ý thông huyền thôi cũng đã thu đủ linh thạch để hắn tu luyện tới cảnh giới ngũ phẩm rồi. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng rực lên,
hình như gần đây hắn rất có duyên với hoa sen thì phải. Tô Thị A Thập Lục cười nói. Đáng để thử đấy, đến lúc đại chiến với tà ma cửu u bùng nổ, ta giúp người thu thập thi thể tà ma. Nếu thu đủ thi thể tà ma, chúng ta lại đến chỗ Hằng Hỏa Tiền Bối đổi lấy hạt sen quân tử Kim Liên. Thư Hằng tiểu hữu, nếu ngươi có ý định muốn giao dịch thì có thể liên hệ với ta. Ta dựa theo giá cả mà Bạch Tiền Bối mới vừa nhắc tới, dùng 4 hoặc 5 gốc cỏ đao ý thông huyền để đổi lấy hạt sen của ngươi. Thiên Hà Tô Thị có chữ sẵn không ít cỏ đao ý thông huyền đấy. Tô Thị A thất cười nói. Không được, phải đổi với ta trước. Bạch Tôn Giả nói. Ta nhớ trước kia ta có thu thập cỏ đao ý thông huyền, chờ ta trở về tìm lại trong bảo khố của mình, nhất định còn tồn rất nhiều. Chờ ta đổi xong lại đến phiên các ngươi. Dùng cỏ đao ý thông huyền rất khó ăn để đổi lấy hạt sen ăn ngon cỡ đó, Bạch Tiền Bối cảm thấy mình lời to. Bắc Hà Tán Nhân cười nói. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi không nhân cơ hội này thử luyện ra thêm một hạt sen nữa à? Bắc Hà Tán Nhân lo lắng chuyện Tống Thư Hằng tạo ra hạt sen chỉ là một sự trùng hợp, cho nên muốn xem thử Thư Hằng có thể tiếp tục luyện ra hạt sen nữa hay không. Tống Thư Hằng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Hôm nay đến đây thôi. Cổ họng và dạ dày của hắn vẫn còn đau, chỉ bằng chờ cổ họng khá hơn chút, lại nhờ dược sư Tiền Bối phối cho một ít dược dịch để dùng khi ăn vào cỏ đao ý thông huyền, sau đó mới tiến hành thử nghiệm lần nữa vậy. Thời gian trôi cực nhanh. Vào lúc trạng vạng tối, Vạn Thư Sơn thương tích đầy mình đã được Hằng Hỏa Chân Quân và các nho gia đệ tử tu sửa lại. Các đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 phối hợp với thành viên trong đoàn làm phim Jacob mới tỉnh lại, cố gắng quay bù cho xong mấy cảnh sau. Sau khi quay bù xong, Thuyền Tiên lập tức đưa các thành viên trong đoàn làm phim Jacob rời đi Bạch Vân Thư Viện của Nho Môn. Sắp tới, tà ma thế giới cửu U có thể sẽ đánh tới cửa bất cứ lúc nào. Các thành viên trong đoàn làm phim Jacob đều là người bình thường, ở lại Bạch Vân Thư Viện rất nguy hiểm, cho nên phải đưa bọn họ đến địa điểm quay kế tiếp trước. Ngoài ra, dưới sự thu xếp của Ở Lệ Chi Tiên Tử, các thành viên trong đoàn làm phim Jacob đã để lại một máy quay. Lệ Chi Tiên Tử định dùng máy quay này để quay mấy cảnh Bạch Tôn Giả chém giết tà ma thế giới cửu U. Sau khi quay phim xong, Vạn Thư Sơn lại được Hằng Hỏa Chân Quân an bài thành đối tượng bảo vệ trong điểm của Bạch Vân Thư Viện, không thể để cho Vạn Thư Sơn chịu thương tổn trong lúc chiến đấu với tà ma cửu U. Nói không chừng không gian đầm thánh tịch ẩn chứa bên trong Vạn Thư Sơn chính là hy vọng phục hưng của Bạch Vân Thư Viện và Nho Gia. Sắc trời tối dần. Ăn tối xong, Tống Thư Hằng đi tới chỗ nghỉ ngơi mà Bạch Vân Thư Viện đã an bài cho hắn. Thừa dịp đại chiến với tà ma thế giới cửu U còn chưa bắt đầu, hắn định tăng cường thực lực của bản thân. Trước tiên Thư Hằng thử tu luyện quyền tật phong đao kia, đây là bảo bối mà hắn đã dùng long ma dược tề để đổi lấy từ trong tay Tuyết Lang động chủ. Thiên phú đao pháp của Tống Thư Hằng thật sự rất mạnh. Chỉ mới tu luyện mấy giờ mà hắn đã hoàn toàn nắm giữ đao chiêu của tật phong đao, lúc thi triển đao pháp cũng ra dáng lắm. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, hắn nhất định có thể tu luyện thành công môn đao pháp tấn công điên cuồng này. Luyện đao pháp xong, Tống Thư Hằng lại lấy ra một cây bút từ trong ngực. Cây bút này tên là Phong Thiện Bút, là nho bảo tam phẩm. Nó chính là phần thưởng lấy được khi thông qua không gian thi lại vô hạn. Thư Hằng cầm bút, trong đầu bắt đầu nhớ lại chính khí thối thân thiên được ghi lại trong Nho Gia Kim Cương Thân. Sau khi hồi tưởng toàn bộ chính khí thối thân thiên một lần, Thư Hằng nhấc bút bắt đầu viết lên trên tờ giấy trắng. Nặng quá, khi hắn bắt đầu viết, chợt cảm thấy Phong Thiện Bút trong tay trở nên rất nặng, dường như thứ hắn đang cầm không phải một cây bút mà là một quả tạ nặng trăm ngàn cân vậy. Phải dùng cánh tay nặng như chỉ thế này để viết chính khí thối thân thiên, ngoài ra còn không được sai một chữ nào nữa chứ, quả là công việc có tính khiêu chiến cực cao. Trước đó hắn đã nhìn thấy thánh nhân sáng tạo, thí nghiệm bộ Nho Gia Kim Cương Thân này ở trong ký ức thánh nhân rồi. Cho nên Thư Hằng cũng biết bộ bí pháp này rất khó tu luyện. Nhưng khi chính thức đặt bút viết thì hắn mới nhận ra mức độ khó khăn còn vượt qua cả dự đoán của hắn. Cũng may là ta có tu luyện cương thủ, còn có Nho Bảo Phong Thiện Bút trợ giúp, không thì sợ rằng viết không nổi mấy chữ rồi. Tống Thư Hằng nói thầm trong lòng. Hắn phải mất chừng 2 phút mới có thể viết ra chữ thượng cổ đầu tiên trong chính khí thối thân thiên. Thư Hằng đổ mồ hôi như mưa. Đồng thời hắn cảm giác được có một loại năng lượng hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, từ trên chữ kia phản hồi thân thể hắn, trải chuốt toàn thân, tăng cường thể chất của hắn. Đây chính là chính khí mà thánh nhân dùng để cường hóa thân thể, nó sẽ bị dẫn dắt ra mỗi viết chính khí thối thân thiên.
trong lúc trải chuốt toàn thân Tống Thư Hàng, loại năng lượng được thánh nhân xưng là chính khí này đồng thời cũng hóa thành trọng lực đè lên người Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm giác thân thể mình nặng hơn cả 10 cân. Đây mới chỉ là chữ thứ nhất thôi đấy, phía sau sức nặng còn chồng lên nữa, không biết mình có thể chống đỡ tới khi nào đây. Hít sâu một hơi, Tống Thư Hàng cắn răng, tiếp tục viết nội dung tiếp theo của chính khí thối thân thiên. Mỗi khi viết một chữ, cảm giác kiệt sức mệt mỏi lại ập tới, giống như khi hắn luyện một lần kim cương cơ sở quyền pháp lúc mới bắt đầu tu chân vậy. Sau khi viết xong mỗi một chữ, thể chất của hắn đều sẽ tăng lên, đồng thời trọng lực đè nặng trên người hắn cũng tăng lên theo. Chữ sau lại tốn sức hơn chữ trước. Thời gian bay cái vèo. Đêm đã khuya. Thứ ba, ngày 13 tháng 8. Tống Thư Hàng hai tay cầm bút, lúc này hắn không còn hơi sức đâu mà để ý đến tư thế nữa, cả người nằm nhoài lên trên bàn. Cũng may bàn của Nho Môn đủ vững chắc, mới không bị Thư Hàng đè sập. Còn chữ cuối cùng, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Lúc này cả người hắn ướt đẫm, giống như mới bỏ từ trong nước ra vậy. Hơn nữa, thân thể vốn dĩ phồng to do dùng long ma dược tề lúc này đã khôi phục lại bình thường. Ngoài cường hóa thân thể của Tống Thư Hàng, Nho Gia Kim Cương Thân đồng thời còn phối hợp với thân thể để hấp thu dược hiệu của long ma dược tề, giúp thể chất của Tống Thư Hàng tăng lên một cách vững chắc. Trên người Tống Thư Hàng vốn là ánh sáng tinh huy nhàn nhạt, đã dần chuyển hóa sang nguyệt mang, đây là dấu hiệu chứng minh thể chất của hắn sắp tăng lên một cấp nhỏ rồi. Nho Gia Kim Cương Thân không hổ là phương pháp cường hóa thân thể do thánh nhân tự nghĩ ra, hiệu quả cực tốt. Tống Thư Hàng hai tay cầm bút, run rẩy viết xong một chữ cuối cùng, sau đó cả người hắn kiệt sức ngã vật ra bàn. Cuối cùng thì cái bàn cứng chắc kia cũng không chịu nổi nữa, bị Tống Thư Hàng đè sập. Bởi vì mất sức, Tống Thư Hàng không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ có thể nằm im trên cái bàn bể nát, nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã tiến vào chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này, tất cả ký tự trên tờ giấy ở trước mặt hắn đột nhiên cộng minh lóe lên. Một hơi thở sau, toàn bộ ký tự trên giấy đều biến mất. Cùng thời khắc đó, lại có một luồng chính khí phản hồi lên thân thể Tống Thư Hàng. Tinh huy nhàn nhạt trên người Tống Thư Hàng hoàn toàn chuyển hóa, ngưng kết thành màu của Nguyệt Mang. Cường độ thân thể của tu sĩ chia làm 4 cấp bậc, theo thứ tự 4 mạch là tinh huy, nguyệt âm, dương viêm, không vương. Lúc này, cảnh giới của Tống Thư Hàng vẫn là mới vào tam phẩm, chưa đả thông được mạch nào cả. Nhưng thể chất của hắn đã đạt đến cảnh giới tam phẩm mạch thứ 2 là nguyệt âm mạch rồi. Nếu thể chất của hắn tiếp tục tăng lên, không chừng hắn thật sự có được cường độ thân xác vượt qua cảnh giới, giống như tạo hóa pháp phương tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 vậy. Cảnh giới của tạo hóa pháp phương là ngũ phẩm, nhưng cường độ thân thể lại mạnh ngang với tu sĩ cấp bậc chân quân lục phẩm. Bây giờ Tống Thư Hàng không ngừng nỗ lực, cố gắng ở tam phẩm có được cường độ thân xác sánh ngang với cảnh giới tứ phẩm, xem chừng cũng khả thi lắm chứ. Trong túi thu nhỏ một tấc, Thông Nương yên lặng nằm sắp trên một núi búp hành, lệ rơi đầy mặt. Tên tiểu tử Tống Thư Hàng này té xỉu rồi. Hơn nữa, xung quanh đây không có vị đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 nào cả. Hôm nay tiểu cô nương tên Tô Thị A Thập Lục không đi theo Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều không có ở đây, Bạch Tôn Giả cũng không có ở đây. Nếu như cô muốn trốn thì lúc này chính là cơ hội tốt trời cho, thật sự không còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Nhưng mà bây giờ tình trạng của Thông Nương cô cũng y chang như Tống Thư Hàng, cả người mềm nhũn, không có chút sức lực nào cả. Do cuồng bạo thuật lúc sáng, cô bị ngắt quá nhiều búp hành, đến bây giờ vẫn không động đậy nổi. Hơn nữa, Thông Nương lau nước mắt, thở dài não nề. Nói thật, bây giờ ý niệm chạy trốn trong cô cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Sau khi Tống Thư Hàng chìm vào giấc ngủ, ý niệm lại tiến vào một trạng thái kỳ quái. Chết! Quên mất nguyền rủa kỳ quái của Mặc Môn thượng cổ rồi, lẽ nào lại tiến vào mộng cảnh phiền toái kia nữa rồi à? Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Giờ chẳng lẽ lại phải cầu cứu Bạch Tiền Bối tu tiếp hay sao? Nhưng chỉ lát sau hắn đã phát hiện, mình không bị mang vào mộng cảnh nguyền rủa kia. Lúc này, hắn đang dùng thị giác 365 ô không góc chết để quan sát bốn phía. Xung quanh toàn là dơ bẩn, tà khí. Là diện mạo của thế giới cửu U. Hắn nằm mơ thấy thế giới cửu U sao? Vậy bây giờ hắn đang dùng góc nhìn của, ai, để quan sát cửu U vậy? Lẽ nào ta lại nhập mộng nữa rồi? Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới thiên phú đặc biệt của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.